Màu đen bia lớn sững sờ. Đây là cửu u bạch chúa tể thanh âm. Không đúng, cái này rất có thể là tiền nhiệm bạch thiên đạo nhắn lại. Màu đen bia lớn có chút dừng lại, ngay lập tức đem tin tức này báo cáo nhanh cho cửu u bên trong chúa tể. Nhưng mà, khi nó vừa báo cáo hoàn thành thời điểm. Từ cái kia tiền nhiệm thiên đạo bí bảo bên trong, có một loại cường hoành vô cùng hấp xả lực vượt qua không gian hạn chế, trực tiếp rơi xuống người nó. Sau đó trên người nó cái kia tinh thuần vô cùng cửu u tà năng, bị điên cuồng cướp đoạt, toàn bộ bị hấp xả lấy, quán vào đến cái kia bí bảo bên trong. Liền ngay cả chúa tể thông qua chia thành tốp nhỏ phương thức, một chút xíu chuyển hóa tới được tinh thuần bản mệnh cửu u tà năng, cũng bị cướp đi. Những thứ này tà năng thế nhưng là màu đen bia lớn mệnh căn tử. Không ổn, màu đen bia lớn vội vàng cưỡng chế ngắt mạng. Nhưng là trễ, lúc này hắn, đã thân bất do kỷ. Lấy hắn làm trung tâm, có một chương to lớn mạng lưới hiển hiện chương này mạng lưới, là dùng tất cả bị cửu u tà năng cảm nhiễm người bệnh, tạo thành đại trận. Tất cả cảm nhiễm người bệnh, đều là lưới lớn một viên. Người lây bệnh trên người cửu u tà năng hạt giống, đều là cửu u chúa tể cố ý tinh luyện tinh thuần tà năng, lại lấy người lây bệnh vì ruộng ươm, nảy mầm kém cỏi tráng trưởng thành. Chỉ muốn thao tác thuận lợi, thậm chí có thể đem hơn phân nửa thú tu giới hóa thành hiện thế cửu u tiểu thế giới, trở thành cửu u tà ma tại hiện thế căn cứ. Nhưng bây giờ, chương này lưới lớn bên trong tất cả cảm nhiễm người bệnh trên người tinh thuần vô cùng tà năng, toàn bộ bị hít vào tới, rút ra đến màu đen bia lớn trên người. Lại lấy màu đen bia lớn làm trung tâm, liên tục không ngừng chảy ngược vào đến tiền nhiệm thiên đạo bí bảo bên trong. Màu đen bia lớn trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Hắn liền cắt điện đều làm không được, chỉ có thể mặc cho đối phương điên cuồng rút đi năng lượng của nó. Nếu như lần này không cách nào kích hoạt bí bảo, không có thu hoạch lời nói, liền thật sự xong. Màu đen bia lớn tuyệt vọng nói. Những người bị bệnh này, thế nhưng là dễ của nó a. Nếu như tất cả cửu u tà năng cảm nhiễm người bệnh đều xảy ra vấn đề, hắn thậm chí ngay cả ngóc đầu trở lại cơ hội cũng không có. Hiện tại, chỉ hy vọng chúa tể có thể nhanh lên cho hắn hạ đạt chính xác chỉ lệnh, nói cho nó biết sau đó phải làm thế nào. Một bên khác, trong sa mạc, ủng hộ, Tống Tiểu Hữu, bia đá hét lớn. Cũng nhanh thành công, hắn nửa người đã xâm nhập đến tọa độ không gian bên trong coi như mãnh liệt tới được cửu u tà năng lại gia tăng lực trùng kích, nhưng cái này không ngăn cản được hắn. Hắn lập tức liền có thể trở về Thánh Sơn thí luyện chi địa, đến lúc đó nhìn nó đặt mông đem cửu u tà năng triệt để chấn áp. Ngay tại Tống Thư Hàng sợi dễ cùng quán nhập cửu u tà năng đối kháng, liều mạng hiệp trợ bia đá thời điểm. Ai cũng không phát hiện, tại cái kia ốc đảo san bố vị trí bên trên, có một đống nhỏ hạt cát cuốn lên. Cùng trước đó đồng dạng, hạt cát hóa thành tiểu bạch bộ dáng, hắn nghiêng đầu nhìn qua trên đất hoa sen, hoạt tuyền, linh quả, đao ý thông huyền hạt sen. Có thể là bởi vì hoa sen đã ăn rồi. Sở dĩ, nghĩ nghĩ về sau, hắn thận trọng bò tới hoạt tuyền bên cạnh. Lè lưỡi, nho nhỏ liếm lấy một thanh. Ti trong miệng hắn phát ra thỏa mãn tinh tế tiếng kêu. Sau đó lại nho nhỏ liếm lấy một thanh. Lại liếm lấy một thanh. Sau đó hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn nơi xa phấn chiến bên trong một người, một cây, một bia, một kiếm, nháy nháy mắt, lại cúi đầu ngắn một thanh. Bão cát cuốn lên. Tại tiểu bạch bên cạnh, lại có một đoàn nhỏ hạt cát ngưng tụ. Cái này đoàn nhỏ hạt cát, đồng dạng bắt đầu hóa hình. Sau đó không lâu, một cái thiếu niên tiểu bạch hiển hiện. Hắn ngắm nhìn ấu bạch một chút, liền rời đến bên cạnh, nhặt lên đao ý thông huyền hạt sen, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm, sau đó mới nhét vào trong miệng. Ngô thiếu niên bạch hài lòng nheo mắt lại, ngồi xếp bằng tại hạt sen bên cạnh, chuyên chú hướng bản thân trong miệng đưa hạt sen. Lại một trận gió cát cuốn lên. Cái này đoàn bão cát thể tích muốn khổng lồ một số. Một cái hô hấp ý. Hắn biến thành trưởng thành bạch bộ dáng. Trưởng thành bạch sau khi xuất hiện, khóe miệng hiển hiện ý cười. Hắn ngồi vào san bố bên cạnh, đưa tay đem còn lại hoa sen và số lượng phong phú linh quả, toàn bộ lũng đến trước mặt mình. Cũng không có đi đoạt ấu bạch cùng thiếu bạch đồ ăn. Ba cái khác biệt bạch hiện thân. Một lát sau, một thanh âm tại trong tai của mọi người vang lên. Tuổi trẻ bạch lại đến lựa chọn thời điểm. Xin hỏi. Người rơi chính là cái này khả ái ấu bạch đâu? Là cái này tiểu soái khí thiếu bạch đâu? Vẫn là cái này trưởng thành bạch? Tống Thư Hàng, bia đá, xích tiêu kiếm tiền bối. Ba cái cùng nhau quay người, nhìn về phía ốc đảo vị trí. Ở nơi đó,
có ba cái khác biệt hình thái bạch tiền bối, chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bạch tiền bối, nhưng vì sao lại có ba cái a? Tống Thư Hằng cảm giác não nhân đau. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng không có tính tới sẽ có ba cái bạch tiền bối chui ra. Mà theo thiên đạo bạch nhắn lại, cái này ba cái bạch tiền bối bên trong, rất có thể chỉ có một cái là chính phẩm. Theo sáu lộ, lựa chọn đúng, liền phá quan mà ra, sẽ thật sự bạch tiền bối tìm trở về. Đáp sai, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Làm sao tuyển, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Cái này còn cần chọn sao? Khẳng định là trưởng thành bản ta chủ đi. Bia đá một bên gạt ra, một bên kêu lên. Nhưng nếu như là trưởng thành bản bạch tiền bối, người chưa phát giác cái lựa chọn này để liền quá dễ dàng sao? Tống Thư Hằng tỉnh táo phân tích nói. Ta có một cái đáng tin phương án. Lúc này, tâm ma xích tiêu kiếm ổn trọng nói. Tống Thư Hằng, xích tiêu kiếm tiền bối thỉnh giảng. Chúng ta bên này có ba người, nói đúng ra là một người, một bia, một kiếm. Bia kiếm cái từ này tổ hợp thật mang cảm giác, ha ha ha. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hằng, ta minh bạch kiếm đạo hữu ý tứ, chúng ta ba cái, lựa chọn một cái. Khẳng định có nhân tuyển bên trong, đúng không? Bia đá nói. Xích tiêu kiếm tiền bối thời điểm then chốt vẫn là đáng tin nha. Tống Thư Hằng cười nói, vậy ai bắt đầu trước? Ngươi đi, vận khí của ngươi tương đối kém. Sở dĩ, vừa vặn có thể dùng phương pháp bài trừ, đề cao ta cùng bia đá đạo hữu trúng thưởng tỷ lệ. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hằng, ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ không chọn chúng. Khẩu khí này ta nếu không tranh một chút, chẳng phải là muốn bị triệt để xem thường. Tống Thư Hằng nhìn qua ấu bạch, thiếu bạch, trưởng thành bạch. Hơi suy nghĩ một chút sau. Hắn đem ngón tay nhắm ngay còn nhỏ bạch tiền bối, chính là ngươi, bạch tiền bối. Cũng không phải là bởi vì ấu bạch đáng yêu nhất, Tống Thư Hằng lựa chọn cũng là có căn cứ. Đầu tiên, cái này bí bảo thế giới là nhiệt tình sa mạc thế giới. Mà tại bạch tiền bối chân thực huyễn tượng bên trong, vị kia tiểu bạch cũng là như vậy ấu niên bộ dáng. Sở dĩ, thuận bạch tiền bối mạch suy nghĩ, Tống Thư Hằng làm ra lựa chọn. Tống Thư Hằng lòng tin 10 phần. Vận khí. Tại chính thức thực lực trước mặt, cần gì dựa vào vận khí đến đoán mò. Ngay tại Tống Thư Hằng làm ra lựa chọn thời điểm, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, sinh ra phản ứng dây chuyền. Xoa, thật bị Thư Hằng đoán trúng. Xích tiêu kiếm tiền bối không dám tin. Là thực lực, Tống Thư Hằng cười ha ha nói, ta Tống mỗ nhân, dựa vào là suy tính, cũng không phải khéo đoán mò. Thì ra là thế, nói cách khác, kỳ thật vận khí của ngươi vẫn là y như dĩ vãng thảm, không đáng giá nhắc tới. Dạng này ta an tâm, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hằng, san bố bên trên, trưởng thành bạch tiền bối ôm lấy tất cả hoa sen cùng linh quả, dung nhập vào trong sa mạc, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên bạch đồng dạng ôm lấy đao ý thông huyền hạt sen, lui về phía sau một bước, hóa thành bão cát tiêu tán. Chỉ có ấu bạch, ngồi ngay ngắn. Bạch tiền bối, ta có phải hay không làm ra lựa chọn chính xác? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Ấu bạch không có trả lời. Hai tay của hắn vỗ tay, nhẹ nhàng xoa động, ở trên người hắn có từng mai phù văn hiện hình. Theo động tác của hắn, cả cái sa mạc thế giới, chấn động, gieo hò. Ha ha ha, nhiệm vụ của ta, kết thúc, ta triệt để tự do, bia đá lớn tiếng kêu lên. Tại Tống Thư Hằng làm ra lựa chọn thời điểm, hắn liền cảm ứng được, thiên đạo bạch chủ nhân lưu cho nó nhiệm vụ, triệt để kết thúc. Từ giờ trở đi, hắn chính là một khối tự do bia đá. Sau đó là thời điểm rời núi, để chư thiên vạn giới đại lão nhóm, lần nữa nhớ lại uy danh của nó. Không đúng, hắn đổi tên, sở dĩ, là thời điểm để chư thiên vạn giới đại lão, một lần nữa nhớ kỹ nó tên mới bá tống mộ bia. Nhiệm vụ hoàn thành, cũng không cần lại vội vã về Gô Thánh Sơn thí luyện chi địa đi trấn áp. Bia đá bước ra từ tọa độ không gian bên trong rời khỏi, trở lại Tống Thư Hằng bên người. Đại gia, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, ấu bạch nhìn qua Tống Thư Hằng, mở miệng nói. Ấu bạch trong con người ánh mắt cùng nét mặt của hắn, ổn trọng lại nhu hòa, là quen thuộc bạch tiền bối. Trùng kích, muốn bắt đầu, có thể sẽ có ngắn ngủi hôn mê, nhưng không cần lo lắng. Ấu bạch chậm rãi nói, ta sẽ thủ hộ lấy các ngươi. Tại ấu bạch khống chế bên dưới, vô cùng to lớn cửu u tà năng bị rút lấy, hóa thành năng nguyên muốn cảm tạ màu đen bia lớn hữu nghị tài trợ cung cấp cửu u tà năng. Đồng thời,
bí bảo sa mạc thế giới, hóa thành một cái đạo pháp thuật thức. Năng lượng thuật thức, đạo pháp khởi động. Pháp thuật quang mang bao phủ Tống Thư Hàng, bia đá, xích tiêu kiếm. Cùng tại sa mạc một chỗ khác Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Loại này say xe cảm giác, thời gian đại đạo, ý thức của hắn tại trước khi hôn mê, trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Cùng thủy tinh ốc chủ nhân pháp thuật không sai biệt lắm. Cũng là một cái đem thụ thuật giả ý thức chuyển rời đến quá khứ thời gian loại pháp thuật. Hẳn là, cùng thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa đồng dạng, thiên đạo bạch có chút bí ẩn, không cách nào dùng ngôn ngữ đi ghi chép, chỉ có thể trở về đến quá khứ, đi quan trắc. Nếu thật là giống thủy tinh phòng bên trong loại kia ý thức hình chiếu đến quá khứ thời gian pháp thuật thể nghiệm, vậy lần này có phải là có cơ hội tiếp xúc đến thiếu niên bạch tiền bối thời đại? Hẳn là sẽ rất thú vị a. Suy tư thời khắc, Tống Thư Hàng ý thức lâm vào hắc ám trạng thái hôn mê. Khô Thánh Sơn, tổng cương truyền thừa thủy tinh phòng bên trong. Thủy tinh phòng vị kia thân hình cao lớn ốc chủ, chính diện mang mỉm cười, vui vẻ đem dính đến thời gian năng lượng cầu, dán tại một vị thú tu trên mặt. Dán mặt cảm giác thật sự sảng khoái, căn bản không dừng được. Thủy tinh ốc chủ người nội tâm chỗ sâu, bắt đầu vì thí luyện giả nhóm chúc phúc hy vọng lần này có thể có càng nhiều thú tu hoàn thành trước mặt thí luyện, thuận lợi đi vào hắn thủy tinh phòng. Dạng này, hắn liền có thể dán càng nhiều mặt. Nhưng đột nhiên, thủy tinh ốc chủ cánh tay của người có chút cứng đờ. Hắn cau mày, cảm ứng đến Thánh Sơn thí luyện chi địa tình trạng. Thời gian chi đạo, thời gian pháp tắc, mà lại, quá thâm ảo. Thủy tinh ốc chủ người lẩm bẩm nói. Là ai, tại Thánh Sơn thí luyện chi địa, thi triển cường đại như vậy thời gian loại pháp thuật. Hắn điều động mình thí luyện quan quyền hạn, đem thí luyện chi địa vừa đi vừa về kiểm nghiệm một lần. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng mà, vậy thời gian lực lượng ba động, lại như thế rõ ràng. Chẳng lẽ thí luyện chi địa chỗ sâu, có ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng ẩn tàng địa đồ. Không nên a, thí luyện chi địa thế nhưng là địa bàn của bọn hắn, làm sao lại có ngay cả bọn hắn cũng không biết ẩn tàng địa đồ. Nghĩ tới đây, thủy tinh ốc chủ người thông qua thí luyện quan nội bộ tin tức thông đạo, cho thần long cùng thánh viên nhóm gửi đi một đầu tin tức, báo cáo chuyện này, cũng phụ lên chính mình suy đoán. Thứ hai thí luyện địa. Thần long thu được thủy tinh ốc chủ người cái tin tức này lúc, tâm can co quắp một trận, kịch liệt đau nhức. Không gian giam cầm bị người đâm thành cái sàng coi như xong, bây giờ lại còn có người tại Thánh Sơn thí luyện chi địa làm ẩn tàng địa đồ. Hỗn đản, làm chúng ta Thánh Sơn thí luyện chi địa là địa phương nào a? Mụ nha, lá gan đau quá. Thần Long cảm giác mình lá gan hiện tại nếu là hái ra, nhất định có thể chế tác thành cấp cao nhất Long Can Phượng đảm tiệc bởi vì nghe nói, Long Can Phượng đảm tiệc, tại rồng thống khổ nhất thời điểm đem lá gan lấy ra, mới tươi mới nhất mỹ vị. Đã từng tu chân giới trên thị trường, có đoạn thời gian từng chảy ra đại lượng gan rồng, mà lại mỗi mai gan rồng đều là cực phẩm. Về sau theo điều tra, đó chính là một đầu thích bị ngược xuẩn rồng, mỗi lần tại mình thống khổ nhất thời điểm, đem mình lá gan hái ra, xuất ra đi đấu giá. Dù sao đối cảnh giới nhất định loài rồng đến nói, chỉ là một cái lá gan, ngủ một giấc liền có thể một lần nữa mọc trở lại. Không ổn, nghĩ đến đây loại long tộc sỉ nhục, thần long liền cảm giác mình lá gan càng nổ đau. Cửu U thế giới. Béo cầu chúa tể cho thú tu giới màu đen bia lớn phát một đầu chỉ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, kích hoạt tiền nhiệm thiên đạo lưu lại bí bảo, hiểu thấu đáo đi vào, đạt được bí bảo bên trong ẩn tàng tiền nhiệm thiên đạo bí mật. Đồng thời, béo cầu chúa tể đem mình gần nhất bồi dưỡng một cái đặc thù tà ma sủng vật, đưa đến màu đen bia lớn vị trí. Để cái này tà ma sủng vật đến hiệp trợ màu đen bia lớn. Cái này tà ma sủng vật là béo cầu chúa tể kết hợp bất hủ chi cốt thành quả nghiên cứu bá tống hoại tử thận thành quả nghiên cứu sản phẩm. Đây là một cái nhiễm lên bộ phận bất hủ khí tức kim loại tiểu cầu sủng vật, nói theo một cách khác, là béo cầu chúa tể có thể khống chế từ xa phân thân. Thời khắc mấu chốt, cái này sủng vật tà ma có thể trực tiếp dẫn đạo béo cầu chúa tể năng lượng, trong thời gian ngắn bộc phát chiến lực mạnh mẽ. Đại giới chính là bộc phát xong, cái này chân quý sủng vật phân thân sẽ tại thiên phạt hạ hóa thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy về sau, béo cầu chúa tể bản thể vượt qua không gian, đi tới tà liên thế giới bên ngoài. Nó hắng giọng một cái. Bạch u u, người đi ra cho ta. Ta biết người có biện pháp có thể nghe được ta gọi hàng. Đi ra cho ta, có gan liền đi ra cho ta a. Béo cầu đại lão thân thể, trên mặt đất nhảy cả tưng.
ngồi xổm ở tà liên thế giới cửa vào hamster tà ma khóe miệng co giật. Bạch U U, đừng cho ta giả chết. Ra về cái lời nói, ta cho ngươi biết, hôm nay ta không phải đến đập phá, ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự. Béo cầu chúa tể vẫn như cũng nhảy lên nhảy xuống. Ta cái gì đều không nghe thấy. Hamster tà ma che lỗ tai của mình, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới sự kiên nhẫn của ngươi không tệ a, cười lạnh, xem ra ngươi là không thừa nhận Bạch U U cái tên này rồi. Không quan hệ, ta chỗ này còn có một cái danh tự, ngươi khẳng định thích. Bạch đúng không, là cái này phát âm a. Xem ra so với Bạch U U, ngươi càng thích Bạch cái này phát âm. Béo cầu đại lão vui vẻ nói. Hamster tà ma thở dài. Nó biết, bá Tống Hào lại không hiểu thấu cõng nồi. Bá Tống Hào muốn lạnh. Lời nói, vì cái gì Bạch cái danh xưng này, sẽ truyền đến béo cầu đại lão trong tai rồi. Tà liên thế giới bên ngoài. Béo cầu đại lão nhảy lên nhảy xuống giày vò nửa ngày, thấy Bạch U U một mực không để ý tới nó về sau, nó liền có chút không thú vị, mở cửa không gian truyền tống rời đi. Dù sao nó thế nhưng là người bận rộn. Vì tranh thủ tại bất tranh khí béo cầu thiên đạo biến mất trước, để tự thân có thể giống như Bạch U U chiếm lấy cửu U chúa tể vương vị, nó còn muốn triển khai cái này đến cái khác kế hoạch lớn. Thấy béo cầu đại lão rời đi về sau, hamster tà ma yên lặng thông qua kim đan mã hai chiều công năng, cho bá Tống Hào truyền tống một giọt năng lượng. Cũng cho Tống Thư Hàng nhắn lại, tự cầu phúc đi, bá Tống Hào. Đinh, năng lượng truyền tống thất bại, bá Tống Hào không tại khu phục vụ. Hamster tà ma một mặt mộng bức. Không tại khu phục vụ là cái quỷ gì? Bá Tống Huyền Thánh xuyên qua thời không đi. Một bên khác, Tống Thư Hàng ý thức, chậm rãi tỉnh lại. Đã đến sao? Tống Thư Hàng nói khẽ. Nghịch về thời gian, đem ý thức truyền tống về quá khứ, tốc độ đều rất nhanh. Hai mắt nhắm lại, mắt lườm một cái, liền có thể đến. Không, còn không có. Bên người, truyền đến xích tiêu kiếm thanh âm. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện tâm ma xích tiêu kiếm chính thủ hộ ở bên cạnh hắn, vừa lên là thời gian pháp tắc lực lượng, bọn hắn lúc này vẫn còn thời gian nghịch chuyển quá trình bên trong. Tạ ơn xích tiêu kiếm tiền bối, Tống Thư Hàng nói cảm tạ. Tâm ma xích tiêu kiếm, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Miệng của nó mặc dù đâm người, nhưng mỗi lần ở lúc mấu chốt, nó đều sẽ yên lặng thủ hộ Tống Thư Hàng bọn người. A, à, bia đá đạo hữu đâu? Tống Thư Hàng quay đầu nhìn một vòng, phát hiện chỉ có hắn cùng xích tiêu kiếm, không thấy được bia đá. Nó không có vào, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng, a, à, cái kia sa mạc biến thành thời gian đạo thuật vận chuyển về sau, mặc dù pháp thuật hiệu quả cũng bao phủ bia đá đạo hữu, nhưng nó ý thức cuối cùng bị lưu tại nguyên địa. Nó thành một tọa độ, cung cấp chúng ta trở về sử dụng. Đây cũng là đạo thuật chủ nhân trước kia thiết lập tốt chương trình. Tâm ma xích tiêu kiếm suy đoán nói. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, xem bộ dáng là thiên đạo an bài. Lời nói, chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể từ thời gian trạng thái bên trong đi ra ngoài? Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Xích tiêu kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng trong lòng chợt lạnh, có loại dự cảm không tốt, đương nhiên nói thật. Loại này ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối câu hỏi phương thức, nghe xong liền biết sự tình khẳng định xảy ra vấn đề. Tống Thư Hàng trong lòng làm xong chuẩn bị xấu nhất. Ngươi vẫn như cũ là cái thẳng thắn nam nhân, tâm ma xích tiêu kiếm cười nói. Tống Thư Hàng, đây coi như là tại khen người sao. Đang giảng nói thật trước đó, ta trước hết để cho ngươi kiến thức hạ ta một cái chức năng mới là ta trước đó không lâu cho mình lắp đặt lên tiểu công năng, phi thường thú vị vị cùng phẩm vị. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, lúc này còn nhìn cái gì chức năng mới, liền không thể dứt khoát một chút. Đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề sao? Tâm ma phương thức tư duy, quả nhiên không cách nào suy nghĩ. Đặc biệt là xích tiêu kiếm tiền bối loại này tâm ma bên trong cực phẩm. Tốt a, cái gì chức năng mới? Tống Thư Hàng phối hợp đặt câu hỏi nói. Hắc hắc hắc, tâm ma xích tiêu kiếm đối Tống Thư Hàng lộ ra chuôi kiếm của mình, chuôi kiếm hộ thủ vị trí có một cái vòng tròn cái nắp bắn lên, lộ ra một cái đồng hồ bộ dáng mặt đồng hồ. Tống Thư Hàng, ngươi muốn cho ta nhìn chính là cái đồ chơi này. Sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng phối hợp khích lệ nói, rất tân triều đồng hồ kiểu dáng, xích tiêu kiếm tiền bối ngài phẩm vị không tệ. Ai bảo ngươi nhìn kiểu dáng rồi, nhìn lên châm, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Mặt đồng hồ lên kim đồng hồ, ngay tại chậm rãi rút lui.
không có ma bệnh a, chúng ta ở vào thời gian rút lui trạng thái bên trong, thời gian pháp tắc ngay tại nghịch chuyển, kim đồng hồ rút lui cũng rất bình thường a. Tống Thư Hằng nói, vấn đề là kim đồng hồ rút lui tốc độ, tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở, nó là tại lấy rất bình thường tốc độ, một giây rút lui bên trong, đây mới là trọng điểm. Từ chúng ta tiến vào thời gian đạo thuật tác dụng về sau, trên người ta đồng hồ liền bắt đầu rút lui, cho đến bây giờ không sai biệt lắm rút lui một giờ, cùng chúng ta ở tại thời gian pháp thuật bên trong tổng lúc dài không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch tâm ma xích tiêu kiếm muốn biểu đạt ý tứ, nói cách khác, chúng ta cũng không phải là siêu một chút, trực tiếp đến còn nhỏ bạch tiền bối chỗ thời đại. Mà là giống chân chính thời gian nghịch chuyển đồng dạng, muốn từng giây từng phút đi đảo ngược thời gian. Đúng, ta nghĩ biểu đạt chính là ý tứ này. Năng lực hiểu của ngươi không tệ. Xích tiêu kiếm tiền bối khích lệ nói. Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, hắn nghĩ tới một sự kiện cũng không biết lần này thời gian nghịch chuyển là lấy bạch tiền bối còn nhỏ vì tọa độ, vẫn là lấy thiên đạo bạch còn nhỏ vì tọa độ. Nếu như là bạch tiền bối, còn tốt một điểm. Nếu như là thiên đạo bạch, hắn nhưng là đời trước thiên đạo, so với Nho Gia thánh nhân vị trí thời đại còn phải sớm hơn cái trước thời đại. Nếu muốn vượt qua đến thiên đạo bạch niên đại, thời gian khoảng cách có thể sẽ đạt tới mấy trăm triệu năm lâu. Mấy trăm triệu năm, hắn tống mỗi người đã sớm lạnh. 100 cái lục phẩm chân quân thọ nguyên, đều lấp không được cái này hố trời. Ta phải chết già ở thời gian nghịch chuyển bên trong sao. Tống Thư Hàng cảm giác lá gan bộ một trận co rút đau đớn, có loại muốn sơ gan cảm giác. Thế thì không đến mức, người bây giờ là ý thức bị cuốn vào đến pháp thuật này bên trong. Lại thêm là thời gian nghịch chuyển pháp tắc, người coi như tại cái này thời gian đạo thuật bên trong kinh lịch ức vạn năm, chờ pháp thuật hiệu quả vừa biến mất, ý thức của ngươi trở về, căn bản sẽ không ảnh hưởng ngươi thọ nguyên trạng thái. Xích tiêu kiếm tiền bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, hơi thả lỏng khẩu khí, như vậy, còn tốt. Tốt cái gì, ngươi một đại nam nhân cùng ta một thanh đại bảo kiếm ở chung một chỗ, nói không chừng muốn ngây ngốc thời gian ức vạn năm, ngươi không điên ta đều muốn điên. Tâm ma xích tiêu kiếm đem biểu đóng khép lại. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, hỏi, cái kia xích tiêu kiếm tiền bối, người có phương án giải quyết sao? Ta đích xác có một cái phương án. Tâm ma xích tiêu kiếm ổn trọng nói, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, vì cam đoan hai chúng ta sẽ không điên mất, cách mỗi một giờ, người liền cho ta dùng sức soát dưỡng đao thuật. Chỉ cần có dưỡng đao thuật ở đây, mấy trăm triệu năm thời gian ta cũng có thể chống đỡ quá khứ. Tống Thư Hàng. Lúc này, nếu là còn có thể nhiều mấy người liền tốt. Hắn thở một hơi thật dài. Ba người có thể đấu địa chủ, bốn người có thể chơi hoa văn liền càng nhiều. Trong lúc đang suy tư, xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên kêu lên, a, à, phía trước có cỗ xe chuyển vào, chú ý xung đột nhau. Tống Thư Hàng, cái gì? Oanh! Bên cạnh thân truyền đến va chạm thanh âm. Đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thư Hàng. Tống Thư Hàng quay người lại, liền nhìn thấy Bạch Long tỷ tỷ chính che chở Tô Thị A Thập Lục, xuất hiện tại bên cạnh. Tô Thị A Thập Lục mừng rỡ hướng Tống Thư Hàng đánh tới. Tống Thư Hàng vội vàng giang hai tay ra, đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng tiếp được, vò vào trong ngực. Thập Lục, các ngươi làm sao cũng tới. Tống Thư Hàng ôm lấy nàng, xoay tròn một vòng, tan mất xung kích lực đạo. Chủ yếu là Bạch Long tỷ tỷ bảo hộ lấy A Thập Lục, sau đó A Thập Lục phóng qua lúc đến. Uy lực liền cùng tiểu pháo đạn đồng dạng. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng giải thích nói, chúng ta theo nhục thể của ngươi, cùng bia đá pháp khí thân thể tiến vào sa mạc thế giới. Sau khi tiến vào không lâu, liền thấy một tòa Tống Thư Hàng chi mộ. Chúng ta đang chuẩn bị đào mở phần mộ nhìn xem lúc, đột nhiên sa mạc hóa thành thời gian đạo thuật, ý thức của chúng ta liền bị rút ra, cuốn vào đến cái này đạo thuật bên trong. Thư Hàng, cái này thời gian pháp thuật là chuyện gì xảy ra? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng giải thích nói, theo ta suy đoán, cái này thời gian pháp thuật hẳn là đem chúng ta ý thức đưa vào đến bạch tiền bối ấu niên thời đại. Bất quá, cái này thời gian pháp thuật có chút cứng nhắc. Tống Thư Hàng đem mình cùng xích tiêu kiếm tiền bối suy luận, giảng thuật một lần. Nói cách khác, ý thức của chúng ta, có thể muốn tại cái này thời gian đạo thuật bên trong ngây ngốc mấy trăm triệu thời gian. Ân, đối Thư Hàng đến nói, như thế một cơ hội. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, a. À. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ đầy cũng không tồn tại kính mắt, nói, vừa vặn thừa dịp như thế thời gian dài dằng dặc, cho ngươi hảo hảo bồi bổ khóa, ngươi tu chân tri thức bẩn cùng đến để tâm ta đau.
Coi như học bù, cũng không cần đến như thế thời gian dài rằng giặc a. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói. Đi được tới đâu hay tới đó, ta cùng Xích Tiêu Kiếm đạo hữu tri thức, vừa vặn thừa cơ dạy bảo cho Thư Hàng cùng A Thập Lục. Bạch Long tỷ tỷ lại đối Tống Thư Hàng nói, nói không chừng lần này thời gian pháp thuật hiệu quả kết thúc về sau, kiến thức của ngươi lượng cũng có thể đuổi theo cảnh giới của ngươi. Thế nào, có học hay không? Đương nhiên, Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu, nhân sinh của hắn mục tiêu một trong, trở thành một vị đáng tin, tri thức uyên bác đại tiền bối. Hiện tại có một cái học tập cơ hội đặt ở trước mặt hắn, hắn làm sao có thể từ bỏ. Tống Thư Hàng cảm giác mình có thể trở thành tu chân hệ học bá, dù sao bản thân hắn liền có học bá gen. Sở dĩ tu chân tri thức nghèo như vậy mệt, chỉ là bởi vì hắn không có thời gian học tập. Hắn bắt đầu lòng tin 10 phần đi theo Bạch Long tỷ tỷ học tập. Ngày đầu tiên, Bạch Long tỷ tỷ dạy rất nhiều tri thức. Tống Thư Hàng cảm giác mình toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng là sau đó không lâu, hắn phát hiện mình cái gì cũng không có ghi nhớ lại. Không chỉ có như thế, trong đầu hắn có rất nhiều ký ức cũng bắt đầu biến, bắt đầu mơ hồ. Theo thời gian pháp tắc một chút xíu rút lui. Ngay cả trước mắt Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cùng Bạch Long tỷ tỷ, tựa hồ cũng trở nên lạ lẫm. Loại cảm giác này cũng không quá diệu. Trong đầu hắn liên quan tới Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cùng Bạch Long tỷ tỷ ký ức đều còn tại, nhưng lại không cách nào tránh khỏi biến mơ hồ. Nhận loại ảnh hưởng này, một loại không cách nào miêu tả cảm giác xa lạ hiện lên. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, chúng ta tại cái này thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong ngây người bao lâu thời gian? Tống Thư Hàng cau mày, lên tiếng hỏi. Nếu như bằng vào ta trên thân thể mặt đồng hồ đến tính theo thời gian. Chúng ta không sai biệt lắm ở đây vượt qua 30 giờ, một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trả lời. Chỉ là một ngày rưỡi tả hữu thời gian. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Vậy tại sao hắn đối Xích Tiêu Kiếm cùng Bạch Long tỷ tỷ ký ức, liền biến bắt đầu mơ hồ. Liền xem như rút lui về một ngày trước, hắn cùng Xích Tiêu Kiếm, Bạch Long tỷ tỷ ở giữa tình cảm cũng sẽ không có biến hóa a. Các tiền bối, ta một cái không tốt lắm tin tức. Tống Thư Hàng nói. Bạch Long tỷ tỷ mắt liếc Tống Thư Hàng, đừng nói cho ta, ta dạy cho ngươi tri thức ngươi quên rồi. Là, không có ý tứ, Bạch Long lão sư. Tống Thư Hàng ngữ khí lập tức liền yếu thế xuống tới. Bạch Long tỷ tỷ thở dài, quên bao nhiêu? Quên không sai biệt lắm. Tống Thư Hàng ngượng ngùng cúi đầu. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi tốt xấu cũng là thi đậu Giang Nam Đại học thành học bá. Học tập lực yếu như vậy. Người năm đó là lên trường luyện thi mới thi đậu Giang Nam Đại học. Cái này cùng học tập lực không quan hệ, là thời gian nghịch chuyển pháp thuật ảnh hưởng. Tống Thư Hàng giải thích nói, không chỉ có là ta học tập tri thức nhận lấy ảnh hưởng, tình trạng của ta cũng đồng dạng nhận lấy thời gian năng lực ảnh hưởng. Tỷ như hiện tại, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ta cảm giác cùng ngươi ở giữa sinh ra khoảng cách. Nói nhảm, giữa chúng ta nếu là không có khoảng cách, ngươi đã là cái người chết. Ta thế nhưng là thần binh lợi kiếm. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm kiêu ngạo nói. Thân là một thanh thần binh, cùng một cái sinh vật ở giữa không có cự ly khoảng cách, vậy liền đại biểu cho nó đã đâm vào đến thân thể đối phương bên trong. Mà lấy nó trường sinh giả thần binh uy năng, một kiếm thống hạ đi, dù chỉ là đâm vào cái mũi kiếm nhọn, cũng có thể để Tống Thư Hàng bạo chết một lần phục sinh cơ hội. Tống Thư Hàng, ta nói khoảng cách cảm giác không phải ý tứ này, ta nói là, nhận thời gian nghịch chuyển pháp thuật ảnh hưởng. Trí nhớ của ta bắt đầu mơ hồ. Thậm chí cảm giác mình cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối ở giữa xuất hiện một loại cảm giác xa lạ. Cái gì, cảm giác xa lạ, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm sững sờ, sau đó vội vàng nói, cái kia tranh thủ thời gian cho ta đến một phát dưỡng đao thuật tăng tiến hạ giữa chúng ta tình cảm, nhanh chóng đem cảm giác xa lạ khu trục rơi. Tống Thư Hàng, kiếm này phế đi, liền xem như thời gian nghịch chuyển dẫn đến ký ức mơ hồ. Cũng không có đạo lý tại một ngày rưỡi thời gian bên trong, liền ảnh hưởng đến Thư Hàng ký ức. Bạch Long tỷ tỷ tỉnh táo phân tích nói, như vậy chỉ có một cái khả năng, mơ hồ hóa ký ức, cũng là cái này thời gian nghịch chuyển pháp thuật một bộ phận. Cái này thời gian nghịch chuyển pháp thuật vốn là cổ quái, nghịch chuyển thời gian thời điểm, vậy mà không phải nháy mắt đến thời gian tọa độ, mà là lấy -1 tốc độ hướng về sau nghịch chuyển. Ở trong đó khẳng định còn ẩn giấu đi mấu chốt pháp thuật hiệu quả. Tiền bối các ngươi ký ức có nhận đến ảnh hưởng sao? Tống Thư Hàng hỏi. Trí nhớ của ta rất bình thường, bằng vào ta cảnh giới, loại ảnh hưởng này ký ức pháp thuật hình thức, rất khó đối ta sinh ra hiệu quả. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, giống như trên. A Thập Lục đâu,
Tống Thư Hàng vội vàng nhìn về phía trong ngực Tô Thị A Thập Lục. Mọi người tại đây bên trong, Tô Thị A Thập Lục cảnh giới thấp nhất, mà lại nàng lại đang đứng ở Thiên Hà Tô Thị Đại Thí Luyện bên trong, trạng thái không tốt. Hắn cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục chính mê mang nhìn qua hắn. Không ổn, nàng quả nhiên nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Cũng không biết trí nhớ của nàng, bị mơ hồ hóa đến cái nào giai đoạn. Vạn nhất A Thập Lục ký ức bị hoàn nguyên đến cùng mình quen biết trước trạng thái. Đó cũng không phải là Tống Thư Hàng muốn xem đến cục diện. Cho nên, muốn hay không sớm đánh cái dự phòng châm. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục lộ ra bản thân cảm giác nhất tốt đẹp tiếu dung đã từng nụ cười của hắn bị bày bên trong các tiền bối định giá là người vật vô hại mỉm cười. Nụ cười như thế, mặc dù sẽ không khiến cho mọi người hảo cảm, nhưng ít ra cũng sẽ không khiến cho mọi người ác cảm. Trong ngực, Tô Thị A Thập Lục lông mi thật dài vỗ. Này, người tốt, ta gọi Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục nói. Cường hóa hạ ký ức, tăng cường ấn tượng. Chỉ cần khắc sâu ấn tượng đến trình độ nào đó, coi như đã mất đi ký ức, cũng có thể lưu lại một chút bản năng. Phốc Thư Hàng ngươi làm gì đâu? Tô Thị A Thập Lục nhìn không được cười nói. Xem ra tình trạng của nàng tạm thời không bị đến ảnh hưởng. Để ngươi hiểu rõ ta. Miễn cho ngươi đem ta quên đi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Chẳng lẽ thời gian nghịch chuyển pháp thuật mất trí nhớ hiệu quả, chỉ có thể hắn hữu hiệu. Liền hố hắn một người, có phải là có chút quá mức? Bên cạnh, Bạch Long tỉ tỉ ngẩng đầu nhìn trời, thất vọng nói, vốn đang coi là thừa cơ đưa ngươi bồi dưỡng thành tri thức cùng cảnh giới đồng tiến tinh anh tu sĩ. Hiện tại xem ra, ngươi chú định cùng kiến thức của ta vô duyên. Không nhất định, nói không chừng tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật lúc kết thúc. Bạch Long đạo hữu dạy bảo cho Thư Hàng tri thức, sẽ chảy ngược trở về. Cho nên Bạch Long đạo hữu, ngươi có thể tiếp tục giảng giải đến tiếp sau tu chân tri thức. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm suy đoán nói. Không có trước mặt kiến thức căn bản đặt cơ sở, coi như dạy đằng sau, hắn cũng lý giải không được. Bạch Long tỉ tỉ lắc đầu nói. Thật sự là tiếc nuối. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lại nhìn phía Tống Thư Hàng. Đột nhiên, nó thân kiếm tỏa sáng. Nó nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, Tống Thư Hàng đưa nó triệt để lãng quên, nó có phải hay không lại có thể nghĩ biện pháp lừa gạt dưỡng đao thuật rồi. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả còn tại tiếp tục. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, thời gian trôi qua bao lâu? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng hỏi. Nàng cảm giác có chút nhàm chán mệt dã rời. Ta đã không có chú ý mặt đồng hồ chuyển động, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trả lời. Nó hiện tại niềm vui thú. Tập trung ở Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục trên thân. Người tốt, ta gọi Tống Thư Hàng. Lần đầu gặp mặt, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục sóng vai mà ngồi. Ta gọi Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục hai tay chống cằm, trả lời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, chân thành nói, ta cảm giác A Thập Lục ngươi rất quen mặt, chúng ta trước kia có phải là gặp mặt qua. Thật có lỗi, ta đây không phải tại bắt chuyện, là ta nội tâm chân chính ý nghĩ. Trước kia gặp qua, Tô Thị A Thập Lục kiên nhẫn trả lời. Chúng ta trước kia là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hàng có chút khẩn trương hỏi, thật có lỗi, trí nhớ của ta có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Chúng ta trước kia, là thầy trò quan hệ. Tô Thị A Thập Lục nghiêng mặt qua đến, trong mắt mỉm cười, lông mi thật dài trên dưới vỗ, đặc biệt chọc người. Thầy trò, nguyên lai ta là lão sư sao? Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn vậy mà quên đi mình là lão sư sự thật. Không, ta là lão sư, Tô Thị A Thập Lục trả lời. A, Tống Thư Hàng chấn kinh nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. Như thế nhỏ là lão sư của hắn. Làm sao có thể? Nàng nhìn qua như cái học sinh cấp 3, thậm chí có thể muốn càng nhỏ hơn. Lặp đi lặp lại suy tư về sau, Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra mình nội tâm nghi hoặc, A Thập Lục, ngươi trưởng thành sao? Đúng vậy. Ta trưởng thành, còn có cái gì vấn đề còn muốn hỏi sao, Thư Hàng? Tô Thị A Thập Lục hai tay chắp trên đầu gối lên hai tay, cười tủm tỉm nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng duy trì điềm tĩnh mỉm cười, A Thập Lục lão sư người thật đáng yêu. Tạ ơn, Tô Thị A Thập Lục ngọt ngào cười nói. Tống Thư Hàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tống, hôm nay lại thành công còn sống, Thư Hàng. Lơ lửng tại bên cạnh xem trò vui Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm. Đã nén cười đến nội thương. Cái này hí quả thực trăm nhìn không ngán. Mà lại mỗi lần đều có trò mới. Hôm nay nó mới phát hiện,
Tô thị tiểu cô nương này so với nó trong ấn tượng phải có thú hơn nhiều. Đoạn thời gian trước, nó cùng với Tống Thư Hàng lúc, tiếp xúc đến đều là Tô thị tiểu cô nương ôn nhu quan tâm một mặt cái nào đó giai đoạn các thiếu nữ, cuối cùng sẽ đem mình tất cả ôn nhu, đều đặt ở người mình thích trên thân. Đúng rồi, A Thập Lục, chúng ta chỉ là thầy trò quan hệ sao? Lúc này, trầm mặc nửa ngày Tống Thư Hàng, lại cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, A Thập Lục cùng hắn ở giữa tình cảm muốn thân mật hơn một chút. Tuyệt đối không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy. Ra ngoài cẩn thận, hắn không hỏi trực bạch như vậy, mà là móc lấy cong thử thăm dò hỏi thăm. A, Bạch Long đạo hữu nhanh nghe, lần này kịch bản có biến hóa. Xích Tiêu Kiếm dùng truyền âm nhập mật kêu lên. Trên thực tế, tại Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục ở giữa, cùng loại với người tốt, ta gọi Tống Thư Hàng. Lần đầu gặp mặt, dạng này đối thoại, đã phát sinh 3 hồi. Trước mắt đối thoại, đã là hồi 4. Bất quá trước mấy lần Tống Thư Hàng, cũng không hỏi qua vấn đề tương tự. Cái này khiến tâm ma Xích Tiêu Kiếm có loại tìm được ẩn tàng kịch bản cảm giác sảng khoái. Bạch Long tỉ tỉ mỏi mệt mở to mắt, mắt liếc xa xa Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục, sau đó cái đuôi của nàng gắt gao ngăn chặn Xích Tiêu Kiếm, không cho Xích Tiêu Kiếm đi lên quấy rầy. Tô Thị A Thập Lục tựa hồ cũng hơi sững sờ, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, không chỉ có là thầy trò đơn giản như vậy. Vậy chúng ta quan hệ trong đó? Tống Thư Hàng mừng rỡ hỏi. Tô Thị A Thập Lục cười không đáp. Ta có loại trực giác, Tống Thư Hàng tiếp xuống trả lời sẽ rất tìm đường chết. Chúng ta tới mô phỏng hạ Tống Thư Hàng não mạch kín, ấn suy nghĩ của hắn phương thức, khi lấy được không chỉ có là thầy trò quan hệ đơn giản như vậy điều kiện tiên quyết về sau, hắn trong đầu cái thứ nhất suy đoán. Hẳn là tỷ đệ, nếu như không phải xác định A Thập Lục đã thành niên lời nói, hắn nói không chừng sẽ cân nhắc huynh muội thậm chí là cha con khả năng. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm đối Bạch Long tỷ tỷ truyền âm nói. Ngay tại tâm ma Xích Tiêu Kiếm lời thề son sắt tính toán Tống Thư Hàng tâm tư thời điểm. Tống Thư Hàng lại đột nhiên đưa tay, ôn nhu đem Tô Thị A Thập Lục ôm vào đến trong ngực. Tình báo thiếu nghiêm trọng, cho nên không cách nào suy đoán mình cùng A Thập Lục quan hệ trong đó. Bất quá có thể xác định chính là, A Thập Lục cùng hắn ở giữa độ thân mật cực cao. Cho nên Tống Thư Hàng lựa chọn một cái thích hợp ôm. Mặc kệ là thân nhân, chí hữu, hoặc là càng thân cận quan hệ, lúc này một cái ôm cũng sẽ không lộ vẻ quá đột ngột. Cẩn thận, tinh tế, mà tại mấu chốt lúc lại không thiếu hụt khiêu chiến đảm phách. Đây chính là Tống Thư Hàng. Là ảo giác sao, mất trí nhớ sau Tống Thư Hàng, càng cơ trí rồi. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm truyền âm cho Bạch Long tỷ tỷ nói. Hắn vẫn luôn là cái cơ trí tiểu gia hỏa. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Nàng tại thần bí đảo thời điểm. Liên tiếp xúc qua Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng mím môi, thuận thế dựa sát vào nhau đến Tống Thư Hàng trong ngực. Toàn bộ ôm quá trình bên trong, Tống Thư Hàng tinh thần lực đều tại mật thiết chú ý Tô Thị A Thập Lục phản ứng. Nếu như nàng biểu hiện ra kháng cự, Tống Thư Hàng sẽ ngay lập tức tự nhiên buông ra ôm. Thấy A Thập Lục không có kháng cự, thậm chí dựa sát vào nhau tới về sau, Tống Thư Hàng trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thuận theo mình bản năng. Đem cái này quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ chăm chú vò trong ngực. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả vẫn tại tiếp tục, phảng phất thật muốn duy trì trên triệu năm tiết tấu. Chăm chú ôm lấy Tô Thị A Thập Lục Tống Thư Hàng hai mắt lại là một trận mê ly. Một lát sau, hắn nhìn về phía trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, nghĩ nghĩ về sau, hắn cắn răng hỏi, người tốt, xin hỏi. Ta gọi tên là gì? Tô Thị A Thập Lục thật dài lông mi bất đắc dĩ vỗ. Rốt cục vẫn là đến một bước này. Tại thời gian nghịch chuyển pháp tắc hạ, Tống Thư Hàng đã ngay cả mình họ cái gì tên cái gì đều không có ấn tượng. Triệt để bị tẩy trắng. Thư Hàng, tên của ngươi gọi Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục kiên nhẫn trả lời nàng cũng không chán ghét loại này đối thoại, ngược lại thích thú. Nha, Tống Thư Hàng trong miệng thì thào đọc lấy tên của mình, hai tay thì vẫn như cũ ôm thật chặt trong ngực thiếu nữ. Tại ngay cả mình danh tự đều không nhớ được thời điểm. Trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một loại vô trợ cảm. Phảng phất toàn bộ thế giới đều cùng mình không hợp nhau. Mà tại cái này mình hoàn toàn không biết gì cả thế giới bên trong, chỉ có trong ngực cái này lạ lẫm lại quen thuộc thiếu nữ, có thể cho hắn mang đến một tia ấm áp. Ta có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Tống Thư Hàng lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. A Thập Lục trực tiếp trả lời, ta gọi Tô Thị A Thập Lục. A, cô nương này làm sao biết ta muốn hỏi tên của nàng?
Đây là tâm hữu linh tê sao? Tô thị A thập lục, họ Tô sao? Xu gạch dưới hang, Tô Hàng. Thì ra là thế, ta cũng họ Tô. Chúng ta là người một nhà sao? Tống Thư Hàng hỏi. Phốc, Tô thị A thập lục nhìn không được cười ra tiếng. Bên trên Bạch Long tỷ tỷ cùng Xích Tiêu kiếm cũng nghẹn rất vất vả, nhưng cả hai lại không thể phát ra tiếng, một kiếm một rồng chỉ có thể tiếp tục hóa trang sức bối cảnh. Trước kia ta, ngược lại là ảo tưởng qua để ngươi đổi họ Tô nhỏ bé khả năng, nhưng bây giờ, ta nhưng tuyệt đối sẽ không để ngươi sửa họ. Cũng không ai sẽ để cho ngươi sửa họ, Tô thị A thập lục nói khẽ. Hiện tại Tống Thư Hàng, thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi, chư thiên vạn giới ai không biết. Hắn là gần ngàn năm đến, vị thứ nhất tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Mặc dù là hàng lởm, nhưng thiên hà Tô thị trừ nàng cùng A thất bên ngoài, không ai biết A. Lấy hiện Tống Thư Hàng hiện tại truyền xa uy danh, thiên hà Tô thị cái nào trưởng lão dám để cho hắn sửa họ. Có lá gan liền đối Tống Thư Hàng con mắt, đem mình to gan ý nghĩ nói ra. Ta không họ Tô, vậy ta họ gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Họ Tống, A thập lục nói. Cái này họ không ra thế nào tích. Tống Thư Hàng xoa cằm, bất quá phối hợp xu gạch dưới hang cái tên này về sau, cũng rất không tệ. Đúng rồi, A thập lục, giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Tống Thư Hàng lại hỏi. Đương nhiên là, A, Tô thị A thập lục trở lại một nửa thời điểm, đột nhiên sững sờ. Nàng từ Tống Thư Hàng trong ngực ngồi dậy, đối Bạch Long tỷ tỷ kêu lên, Bạch Long tỷ tỷ, trí nhớ của ta cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Vọng Thiên, chẳng lẽ mất trí nhớ cũng là từng cái tới? Xếp hàng tẩy trắng ký ức, tâm ma Xích Tiêu kiếm nâng lên chuôi kiếm, hướng lên ngưỡng vọng. Đừng sợ, mất trí nhớ chỉ là tạm thời. Người bây giờ mất đi ký ức, vừa vặn cùng Tống Thư Hàng tạo thành mất trí nhớ tổ hai người. Nói không chừng chờ thời gian nghịch chuyển pháp thuật kết thúc về sau, hai người các ngươi còn có thể nhớ lại một đoạn này chuyện cũ, sẽ rất có ý tứ. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu an ủi. Tô thị A thập lục. Nàng vuốt vuốt mi tâm, tỉnh táo phân tích nói, Bạch Long tỷ tỷ. Ta mất trí nhớ tốc độ so Thư Hàng phải nhanh rất nhiều, ký ức đang bay nhanh mơ hồ bên trong. Tống Thư Hàng tốt xấu còn được nàng đối thoại bốn làn sóng, tại đợt thứ năm thời điểm, ký ức mới bị triệt để tẩy trắng. Mà nàng cảm giác trí nhớ của mình, chính lấy có thể phát giác tốc độ, đang bay nhanh mơ hồ hóa. Tỷ như hiện tại, nàng trước một giây đang chuẩn bị trả lời Tống Thư Hàng, muốn giải đáp mình cùng hắn quan hệ trong đó. Tại mở miệng trả lời trước đó, trong óc nàng có mấy cái phiên bản đáp án. Nhưng ở mở miệng sát na, tất cả đáp án đều trong đầu mơ hồ hóa, dẫn đến nàng cái gì đều nói không ra miệng. Trước một giây còn khắc sâu ấn tượng đồ vật, một giây sau liền bị thanh tẩy. Không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên, cái này thời gian nghịch chuyển pháp thuật đã xuất từ tiền nhiệm thiên đạo chi thủ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ký ức mơ hồ hóa hẳn là pháp thuật mấu chốt, đừng đi kháng cự. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói. A thập lục há miệng, tựa hồ đang muốn nói cái gì. Lúc này, Tống Thư Hàng hai tay từ phía sau vòng lấy nàng bờ eo thon. Tại cái thế giới xa lạ này bên trong, đối Tống Thư Hàng đến nói chỉ có Tô thị A thập lục có thể mang cho hắn một tia cảm giác quen thuộc cùng ấm áp cảm giác. A thập lục từ trong ngực hắn đứng dậy lúc, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Tìm đúng thời cơ, lại đưa nàng cho vòng lấy. Bạch Long tỷ tỷ, Tô thị A thập lục. Nàng quay đầu cùng Tống Thư Hàng đối mặt. Ước chừng ba cái hô hấp sau. Cái kia, người tốt, xin hỏi ta gọi tên là gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Thư, Ân, Tô thị A thập lục nhíu mày. Soen, danh tự này có điểm lạ. Tống Thư Hàng ôm chặt lấy trong ngực thiếu nữ, tên của ngươi đâu? Tô, Di, Tô thị A thập lục nhíu mày. Tô Y, tên của ngươi cũng giống như ta quái. Tống Thư Hàng cười hắc hắc nói. Bạch Long tỷ tỷ, A thập lục ký ức cũng kém không nhiều muốn bị tẩy xong. Bên trên tâm ma Xích Tiêu kiếm, đã cười đến chấn động. Nếu không phải nó là một thanh kiếm, hiện tại đã cười đến rơi lệ. Nhưng là cười cười, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiếng cười liền kẹp lại. Bạch Long tỷ tỷ mắt liếc nó, đại khái đoán được nó cười kẹp lại nguyên nhân, người cũng bắt đầu mất trí nhớ rồi. Vọng Thiên, trí nhớ của ta cũng xảy ra vấn đề. Ta quên chủ nhân của ta người nào, đáng chết, ta còn tưởng rằng ta là trường sinh giả thần binh, sẽ không bị ảnh hưởng. Tâm ma Xích Tiêu kiếm dùng một loại nghiến răng nghiến lợi thanh âm, oán hận nói. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi trước kia liền nhớ rõ mình chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm vui đến quên cả trời đất, sớm đã đem Tống Thư Hàng tiểu hữu xem như là ngươi chủ nhân,
Tâm ma xích tiêu kiếm lãng quên ký ức tốc độ, so với Tô Thị A thập lục đến phải nhanh hơn. Chỉ là 5 cái hô hấp về sau, nó liền bị tẩy trắng, không biết làm sao lơ lửng ở Tống Thư Hàng bên người, bản năng hướng hắn dựa sát vào. Tại đối thế giới mất đi nhận biết về sau, vô luận là sinh vật vẫn là pháp khí, tựa hồ cũng sẽ đâm bầy đến cùng một chỗ, bản năng hướng mình quen thuộc sự vật tập hợp. Tiếp xuống, muốn tới ta đi, Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Cùng nàng đoán đồng dạng, tại tâm ma xích tiêu kiếm bị tẩy trắng về sau, trí nhớ của nàng cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Kỳ thật lấy Bạch Long tỉ tỉ cảnh giới cùng thực lực, dù cho bây giờ không phải là bản thể trạng thái, coi như bản thể vẫn còn đợi phục sinh trạng thái, nàng vẫn như cũ có thủ đoạn có thể chống cự quên mơ hồ hóa tác dụng. Thân là trường sinh giả, đều là bước ra mình đạo tồn tại, dưới tay đều sẽ có chút thủ đoạn. Bất quá, Bạch Long tỷ tỷ chủ động phối hợp thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả, không có đi chống cự ký ức mơ hồ hóa ảnh hưởng. Nàng cũng không lo lắng ký ức bị thanh không. Bây giờ nàng chỉ là lấy loại công đức hóa thân hình thức, phụ thể trên người Tô Thị A thập lục. Coi như ký ức bị thanh không, nàng mai táng tại thần bí đảo lên bản thể bên trong, vẫn như cũ chuẩn bị phần lấy trí nhớ đầy đủ. Chỉ cần trở về hiện thế địa cầu, nàng liền có thể cùng bản thể đồng bộ, khôi phục ký ức. Mây ký ức tồn chữ pháp. Kỳ thật, tâm ma xích tiêu kiếm hẳn là cũng có cùng loại công năng. Một lúc lâu sau, Bạch Long tỷ tỷ ký ức cũng bị thanh tẩy. Mất đi ký ức sau nàng cũng không có kinh hoàng, vẫn như cũ vững vàng xoay quanh trong hư không. Phía dưới, Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A thập lục, cõng tâm ma xích tiêu kiếm. A thập lục tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ dù cho đã mất đi ký ức. Nhưng giữa hai bên cộng sinh quan hệ cũng sẽ không biến mất. Bạch Long tỷ tỷ hơi suy nghĩ một chút về sau, thân hình thu nhỏ, xoay quanh tại A thập lục bên người. Bốn người hiện tại cũng là mất trí nhớ ý thức trạng thái, chẳng có mục đích. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói, ta có chút đói bụng, các ngươi đâu? Ta cũng có chút, có ăn đồ vật sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Chẳng biết tại sao, lần này, bốn người không tiếp tục hỏi thăm lẫn nhau danh tự. Có thể là tu sĩ trực giác nói cho bọn hắn, hỏi cũng là hỏi không, cho nên cũng không cần lại mù hỏi. Bạch Long tỉ tỉ quay đầu chung quanh, lắc đầu, không thấy được có thể ăn đồ vật. Tống Thư Hàng ngắm nhìn Bạch Long tỉ tỉ, hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên khoát tay nói, trước đó nói một chút, ta không thể ăn. Bạch Long tỉ tỉ. Tống Thư Hàng sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về tâm ma xích tiêu kiếm, ngươi có thể ăn sao? Ngươi nhìn rất mỹ vị. Giòn giòn. Ta là đao, ngươi thấy rõ ràng, ta là một thanh đao. Đao có thể ăn sao? Tâm ma xích tiêu kiếm cả giận nói. Đao là cái gì? Bên trên Tô Thị A thập lục hỏi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, đao là không thể ăn đồ vật. Sau khi nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ. Nàng thề, nếu như gia hỏa này dám đánh nàng chủ ý, muốn ăn nàng, nàng trước hết hạ miệng vi cường, cắn một cái rơi hắn ngu xuẩn đầu. Ngươi nhìn ăn rất ngon bộ dáng, ngươi có thể ăn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Trương tỷ tỷ há to mồm, lộ ra sắc bén răng. Đợi chút nữa, màu trắng dài mảnh tỷ tỷ, ta không phải đang hỏi ngươi. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, sau đó chỉ vào Bạch Long tỷ tỷ bên cạnh lên vị trí nói, ta đang hỏi nó. Đám người đón Tống Thư Hàng ngón tay vị trí nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó có một khối nắm lớn nhỏ sự vật, trong hư không lơ lửng. Nhìn mềm mềm, ăn rất ngon bộ dáng. Sự vật kia trong hư không chìm nổi, không nói gì. Nó không có trả lời, xem bộ dáng là có thể ăn. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, bắt lấy cái này màu trắng nắm, đưa nó đưa cho Bạch Long tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không ăn? Mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng ngôn ngữ bao cùng một chút mức thấp nhất độ thưởng thức còn có lưu lại. Xa lạ đồ vật tốt nhất đừng ăn. Thật muốn ăn tốt nhất cũng phải thử trước một chút độc, xác định không có vấn đề lại ăn. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, nàng tiếp nhận màu trắng nắm, đột nhiên móng vuốt nhỏ hất lên, vung ra một trận tàn ảnh, đem nắm nhét vào Tống Thư Hàng miệng bên trong. Gia hỏa này trên mặt phẳng phất viết không biết thứ này có thể ăn được hay không, trước hết để cho màu trắng dài mảnh tỉ tỉ thử một chút độc, bộ mặt biểu lộ như thế phong phú sinh vật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng không phải là bộ mặt biểu lộ phong phú có thể hình dung, quả thực là bộ mặt tự mang phụ đề. Ngô 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 Tống Thư Hàng cũng liền tượng trưng vùng vẫy mấy lần. Tiểu đoàn tử cũng không biết là cái gì thành phần cấu thành, vào miệng tan đi.
hắn còn chưa kịp tới phản ứng, miệng bên trong tiểu đoàn tử đã biến mất không thấy gì nữa, dung nhập trong miệng hắn, trượt vào yết hầu. Mà lại phải biết, Tống Thư Hàng mấy người hiện tại thế nhưng là cùng loại tinh thần thể trạng thái. Bạch Long tỉ tỉ hiếu kỳ nhìn qua hắn, ăn ngon không? Ăn ngon, vào miệng tan đi, răng môi lưu hương. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Hắn còn chưa kịp tới dư vị cái này tiểu đoàn tử cảm giác, tiểu đoàn tử liền trượt vào hắn trong bụng đi. Bất quá tiểu đoàn tử dư hương lưu tại mồm miệng ở giữa, dư vị vô tận. Liền mùi vị kia, liền xem như có độc, Tống Thư Hàng cũng muốn lại nếm thử. Nếu có cơ hội lại ăn một lần, hắn nhất định phải tinh tế nhấm nháp, tuyệt đối không thể trâu gặm mẫu đơn. Cái kia lại muốn ăn sao? Sau lưng Tô Thị A Thập Lục thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy vị này nhỏ nhắn xinh xắn tay của thiếu nữ bên trong, bưng lấy mấy cái tiểu đoàn tử trạng đồ vật. Lớn có nắm đấm lớn, nhỏ chỉ có to bằng quả vải. Nhiều như vậy, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Không trung thỉnh thoảng sẽ còn toát ra càng nhiều, ta tiện tay nhặt được mấy cái. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, oanh liền nói, để ta lại ăn một cái, mấy phút sau nếu như ta còn chưa có chết, mọi người có thể thử ăn mấy cái. Dù sao hắn đều đã nếm qua một cái, cho dù có độc, độc hắn một cái là đủ rồi. Nếu quả như thật chết rồi, cũng đúng lúc cho mọi người làm cống hiến. Nói, Tống Thư Hàng từ trước mặt thiếu nữ trong bàn tay nhỏ tiếp nhận một cái nắm đấm lớn viên, lần này hắn nắm vuốt viên, làm tốt tinh tế nhấm nháp chuẩn bị. Phẩm đồ ăn sư trình tự, nhìn, nghe, nếm. Trước nhìn vẻ ngoài, Tống Thư Hàng nắm vuốt tiểu đoàn tử, thâm tình quan sát ân, rất đáng yêu, nhìn rất ngon miệng. Sau đó nghe mùi thơm. Hắn nhẹ nhàng hít hà viên viên bản thân cũng không có hương vị, hoặc là nói nó mùi thơm đều tại vào miệng tan đi sát na mới có thể phóng thích. Bất quá lúc này cái này tiểu đoàn tử bên trên, tựa hồ nhiễm lên nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ân, là trước mắt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên người mùi thơm. Một bước cuối cùng nếm. Bởi vì lo lắng thứ này vào miệng tan đi, sợ mình không có cách nào hoàn mỹ mà nhấm nháp đến mùi vị của nó, Tống Thư Hàng chuẩn bị trước nho nhỏ liếm một ngụm. Hắn nắm vuốt tiểu đoàn tử dơ cao, lè lưỡi nhẹ nhàng một liếm. Sau đó, cái này tiểu đoàn tử liền thuận hắn đầu lưỡi hòa tan ra, rót vào trong miệng hắn, một mực chảy vào hắn trong bụng. Toàn bộ quá trình mau lẹ vô cùng, Tống Thư Hàng yết hầu liền phảng phất vì tiểu đoàn tử khai thông VIP thông đạo, thông suốt không trở ngại. Tống Thư Hàng. Nhật đấy, hắn lại không có nếm đến hương vị. Thở dài, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng xuống. Đối màu trắng dài mảnh tỉ tỉ cùng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nói, tiếp xuống, chúng ta đợi mấy phút, nhìn xem ta có thể hay không trúng độc mà chết. Bạch Long tỉ tỉ cùng Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Trong lúc đó, Bạch Long tỉ tỉ nhàn rỗi nhàm chán, cũng từ trong hư không hái một nhóm màu trắng viên. Mấy phút sau, A Thập Lục trong ngực ôm tràn đầy màu trắng viên, một mặt mê mang. Bạch Long tỉ tỉ cái đuôi cuốn thành một cái bán cầu. Bên trong cũng chất đống màu trắng viên, đồng dạng hai mắt mê ly. Nơi này là chỗ nào? Ta đang làm gì? Những này màu trắng viên là cái gì? Ta vì cái gì tại ngắt lấy những này bạch viên? Hai người phát ra cái này đến cái khác nghi hoặc. Tống Thư Hàng cau mày đứng lên, hắn hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói, ta hoài nghi những này màu trắng viên hẳn là đồ ăn. Bọn chúng có thể ăn sao? Không có độc chứ? Trên lưng Xích Tiêu Kiếm lo lắng nói. Bạch Long tỉ tỉ cùng Tô Thị A Thập Lục, đồng dạng lo lắng nhìn về phía những này bạch viên. Lúc này, Tống Thư Hàng cắn răng một cái, nói, đối với không biết đồ ăn, chúng ta muốn ôm cảnh giác trái tim. Chúng ta nơi này có bốn cái sinh vật, không bằng. Liền để cho ta tới thử độc đi, ta ăn trước một cái, ta ăn hết về sau, mọi người tại bên cạnh chờ một lát, nhìn xem ta có thể hay không trúng độc. Nếu như ta ăn hết không có chuyện, mọi người lại ăn không muộn. Được, Tô Thị A Thập Lục nói. Dứt lời, nàng đi vào Tống Thư Hàng bên người, ra hiệu Tống Thư Hàng từ nàng trong ngực lấy một viên bạch viên. Tống Thư Hàng đưa tay, lại chọn lấy cái nắm đấm lớn màu trắng viên. Nắm vuốt hạ viên, hắn trước nhìn lại ngửi, sau đó ngẩng đầu nắm vuốt trái cây, nhẹ nhàng một liếm. Màu trắng viên hóa thành chất lỏng, thuần thục thuận VIP yết hầu thông đạo tiến vào Tống Thư Hàng trong bụng. Tống Thư Hàng. Ta cảm giác có loại mãnh liệt ký thị cảm, Tô Thị A Thập Lục nhíu cái mũi nhỏ. Bạch Long tỉ tỉ gật đầu nói, ta cũng thế. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm dùng chuôi kiếm vỗ vỗ Tống Thư Hàng,
thế nào, có cảm giác gì không? Đau bụng không? Cảm giác ăn ngon, không có cái khác cảm giác. Chúng ta chờ một lát nữa, nếu như ta không có việc gì, liền đại biểu cho cái này màu trắng viên có thể ăn. Tống Thư Hàng chân thành nói. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ dược hiệu. A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, Xích Tiêu kiếm tại bên cạnh cường thế vây xem. A, giống như có cảm giác. Tống Thư Hàng bắt đầu tỉnh táo phân tích trạng thái của mình, ta cảm giác thân thể của mình, lấy bả vai, xương quai xanh vì đường phân cách, online trở xuống vị trí đến cơ ngực chỗ, trận trận ngứa. Cái này viên có độc, Xích Tiêu kiếm hoảng sợ nói. Không, không giống như là có độc, loại cảm giác này cùng chúng độc khác biệt, loại này ngứa một chút cảm giác, rất dễ chịu. Tựa như là trùng sinh đồng dạng, cực kỳ thoải mái, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cái kia viên có thể ăn sao? Ta cảm giác có chút đói. Tô Thị A Thập Lục nói. Bạch Long tỷ tỷ vung lên chảo, bình tĩnh nói, chờ một chút, thường thường có đôi khi ngứa, dễ chịu qua đi, chính là kịch độc chân chính phát tác thời điểm. Ngứa cùng dễ chịu chỉ là kịch độc lúc phát tác mang tới ảo giác. Thế là, mọi người lại bắt đầu một lần nữa vây xem Tống Thư Hàng. Cùng lúc đó, Khô Thánh Sơn thí luyện chi địa bên trong. Khoảng cách Tống Thư Hàng bọn người bị cuốn vào thời gian bí cảnh, đã qua 2 ngày thời gian. Địa cầu hoa hạ thời gian đã là ngày 29 tháng 11. Thí luyện chi địa, thiên đạo bạch bí bảo thế giới bên trong. Bia đá đạo hữu yên lặng thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, mộc thân thể. Mộc thân thể bởi vì không có ý nghĩ của bản thể, không có thụ thời gian nghịch chuyển pháp thuật ảnh hưởng. Mặt khác, tại 2 ngày thời gian bên trong, nó còn đem Bạch Long cùng Tô Thị A Thập Lục thân thể cũng tìm tới, cùng một chỗ đặt vào nó thủ hộ phạm vi. Bia đá đạo hữu thủ hộ phương thức đơn giản thô bạo, nó trực tiếp đào cái hố, khung một cái đơn giản pháp thuật không gian, đem Tống Thư Hàng mấy người toàn bộ nhét vào. Cuối cùng, nó bia thân ở phía trên một chân áp, hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Mộ bia, đại thụ, bảo kiếm. Một loại cô tịch khí tức tràn ngập ra. A, à, Thư Hàng khí tức phát sinh biến hóa. Bia đá nhìn hướng trong mộ. Nguyên bản chỉ còn cái đầu bả vai Tống Thư Hàng nhục thân, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Mấy hơi thở, đã dài đến cơ ngực vị trí. Sinh trưởng ra cơ ngực về sau, hắn rốt cục có ngực có thể để người dựa vào. Đồng thời, mộc trên thân thể, có một viên huyết châu hiển hiện. Cái này mai huyết châu phía dưới, kết cái một cái huyết võng bên trong tản ra thất thải bảo quang. Huyết châu siêu một chút chui vào trong mộ. Dung nhập vào Tống Thư Hàng trong thân thể. Thánh nhân huyết châu tiến vào Tống Thư Hàng thân thể về sau, huyết võng bên trong chỗ mang theo cái kia nguyên thuộc về Tống Thư Hàng quý giá vật thể, vật quy nguyên chủ. Đồng thời, thánh nhân chi huyết mang về còn có khổng lồ sinh cơ cùng năng lượng, những thứ này sinh cơ cùng năng lượng đều là thánh nhân chi huyết đoạn thời gian gần nhất bên trong tích lũy. Thất thải bảo quang vào chỗ, hệ thống tu luyện vào chỗ, cùng Tống Thư Hàng thân thể hoàn thành không có khe hở kết nối. Sau đó, Tống Thư Hàng thân thể khôi phục tốc độ lại tăng nhanh gấp đôi. Thánh viên Long Lực Thần Công bị tự động kích hoạt. 123 con thánh viên hình chiếu phù hiện ở Tống Thư Hàng trên không, bởi vì Tống Thư Hàng thân thể an trí tại trong mộ, thánh viên nhóm hình chiếu hiển hiện lúc, vừa vặn đặt chân tại trước mộ phần. Lấy đại thánh viên cầm đầu, còn lại 122 con thánh viên vừa vặn xếp thành một cái hình chữ nhật. Đồng thời, mỗi cái thánh viên trên thân, đều quấn lấy một đầu thu nhỏ chân long. Tức viên lại long, chân, thánh viên long lực, cầm đầu đại thánh viên hiện thân về sau, mắt nhìn Tống Thư Hàng mộ bia, nó viên thân bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát, phi thường chấn kinh. Tống Thư Hàng chi mộ. Sau lưng cái kia 122 con tiểu thánh viên chỉnh tề hướng về sau đột nhiên kéo một phát nửa người trên, cùng nhau bày ra chấn kinh chi sắc. Bia đá đạo hữu. Đây là khiêu vũ sao. Đại thánh viên thật vất vả, khôi phục chấn định. Hắn run rẩy vươn tay ra, móc ra nho ra thánh văn. Quyển trên người nó chân long hình chiếu thân hình bàn đến trước mặt nó, đầu rồng thấp, long giác hình thành điểm chống đỡ. Đại thánh viên trịnh trọng đem nho ra thánh nhân kinh văn bỏ vào chân long đỉnh đầu, kẹt tại long giác phân nhánh bên trong. Sau lưng 122 con tiểu thánh viên, đồng loạt làm ra động tác giống nhau. Chỉnh tề tự mang mỹ cảm. Một khi chỉnh tề về sau, liền lộ vẻ phi thường có nghi thức cảm giác. Đại thánh viên hai tay vỗ tay, như một đời cao tăng, mở miệng trang nghiêm thì thầm, điện 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 điện. Hậu phương tiểu thánh viên nhóm đuổi theo tiết tấu, điện 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 điện. Uy nghiêm nặng nề thanh âm,
tại Tống Thư Hàng chi mộ trên không quanh quẩn. Đại mạc, mộ bia, cây già, tàn kiếm, còn có 123 con cao tăng đại viên. Một loại bi ai bầu không khí đang ngưng tụ. Chỉ là tiếp xúc đến bầu không khí như thế này, liền sẽ kích thích mọi người tuyến lệ, để cho người ta nhịn không được rơi lệ. Cái này khiến bia đá đạo hữu đều sinh ra một loại Tống Thư Hàng thật sự vong ảo giác. Trên thực tế, đừng nhìn đại thánh viên cùng tiểu thánh viên nhóm tựa hồ rất không đáng tin cậy. Nhưng chúng nó tác dụng phi thường lớn. Bọn chúng tại hiển hiện về sau, tự chủ phối hợp với Tống Thư Hàng nhục thân sinh trưởng, trình độ lớn nhất vận chuyển thánh viên long lực thần công, tăng cường thân thể trọng sinh tốc độ. Đặc biệt là cầm đầu đại thánh viên, huyền bí phi thường. Hắn là bạch tiền bối đưa tặng, tại trong cơ thể của nó ẩn chứa bạch tiền bối đối thánh viên trải qua lực thần công lý giải cùng cảm ngộ. Trước kia, Tống Thư Hàng cảnh giới không đến, lại không có đạt được thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa. Đại thánh viên chỉ là trong bóng tối yên lặng giúp Tống Thư Hàng dạy dỗ tân sinh tiểu thánh viên, để tân sinh tiểu thánh viên đối mau chóng cùng Tống Thư Hàng hoàn thành phối hợp, để Tống Thư Hàng vận chuyển thánh viên long lực thần công lúc sẽ không ra nhiễu loạn. Mà bây giờ, Tống Thư Hàng đối với thánh viên long lực thần công lý giải đã đạt đến yêu cầu, tổng cương truyền thừa thiên đều chiếm được. Cái này đại thánh viên bắt đầu phối hợp với Tống Thư Hàng, đem bạch tiền bối liên quan tới thánh viên long lực thần công cảm ngộ một chút xíu cùng hưởng cho Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối không học qua thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa, nhưng hắn chính là cửu u chúa tể, đối bộ công pháp kia đến tiếp sau có bản thân lý giải cùng ý nghĩ. Những thứ này lý giải cùng tình cảm, thông qua đại thánh viên truyền lại cho Tống Thư Hàng về sau, đạt tới hắn sơn chi thạch có thể công ngọc hiệu quả. Kể từ đó, Tống Thư Hàng thân thể tốc độ khôi phục lại. Hình dạng hoàn mỹ cơ ngực sinh ra về sau, một đầu xương cột sống triệt để thành hình. Lại coi là đầu xương cột sống làm chủ, còn lại bộ vị thật nhanh sinh trưởng. Nho ra thánh nhân chi huyết tại xương cột sống thượng hạ du đi, cường hóa khôi phục hiệu quả, đồng thời thuận tiện cường hóa một chút Tống Thư Hàng nhục thân. Nho ra kim cương thân đồng dạng bắt đầu tự chủ vận chuyển, phối hợp với thánh viên long lực thần công. Cương thủ, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công toàn bộ bắt đầu tự chủ vận chuyển. Tống Thư Hàng tu luyện qua các loại công pháp, thần thông cũng bắt đầu bị kích hoạt. Đặc biệt là thân thể của hắn tự mang thiên phú, từng cái hiển hiện. Trên mộ địa, dài ra từng mảnh nhỏ hoa sen tinh khiết. Còn có một loạt hắc liên, như ẩn như hiện. Trong lúc đó lại có từng đợt tiếng rên nhẹ tự động vang lên, không phải thánh viên nhóm ngâm sướng thanh âm, mà là địa tàng độ hồn kinh cùng cao tăng khổ tu nhật ký hiệu quả. Ngay sau đó là Tống Thư Hàng từ nhập mộng bên trong học đến tam thiên đao kinh, cùng dưỡng đao thuật cùng một chỗ học được cái kia. Lại sau đó là Trình Lâm giảng pháp đạo tạng cơ sở quyển. Tất cả Tống Thư Hàng tiếp xúc qua tri thức loại đều tụ hợp vào đến trận này than nhẹ tiếng bên trong. Những âm thanh này cuối cùng hóa thành đại đạo thanh âm. Lúc này nếu như có người tại mộ bên cạnh lắng nghe, nhất định có thể thu hoạch rất nhiều. Cái này phục sinh trận thế thật sự không tiểu a. Bia đá đạo hữu cảm thán nói. Không đúng, không phải phục sinh, mà là thân thể trọng trưởng. Trận thế này, đơn giản giống như là bảo vật xuất thế đồng dạng, muốn gây nên thiên địa biến hóa. Tốt ở chỗ này là thiên đạo bạch chủ nhân bí mật thế giới, không có người ngoài, bằng không mà nói, chỉ là dựa vào một trận này trận dị tượng, liền sẽ hấp dẫn số lớn tu luyện qua tới qua tầm bảo a. Ông, Tống Thư Hàng thân thể mọc tốt đẹp, rất nhanh liền phần eo cũng dài sinh hoàn tất, thất thải bảo quang tọa lạc đến bản thân quen thuộc vị trí, phát ra mừng rỡ minh khiếu tiếng. Xuống chút nữa trưởng, chính là cấm khu đi, bia đá đạo hữu nói khẽ, nghĩ nghĩ sau hắn bắt đầu điều động hạt cát, chuẩn bị đến lúc đó thay Tống Thư Hàng che đậy một chút. Trong lúc đang suy tư, từ Tống Thư Hàng trong nhục thể, công đức xà mỹ nhân hiện thân. A, tiên tử ngươi không có bị cuốn vào thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong. Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Vị này công đức tiên tử, rõ ràng là có bản thân ý thức, cùng thân gỗ khác biệt. Vì cái gì nàng không có bị pháp thuật cuốn vào? Công đức xà mỹ nhân khẽ lắc đầu, sau đó sau lưng nàng cánh mở rộng, đem Tống Thư Hàng bao khỏa. Ngay sau đó, tạo hóa tiên tử thân hình, cũng từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra nàng đồng dạng không có bị thời gian nghịch hành pháp thuật mang đi. Nàng hiện thân về sau, trước đem Tống Thư Hàng nho ra thánh nhân chi nhãn gỡ xuống. Nhưng không có đem Tống Thư Hàng nguyên bản con mắt lắp trở lại Tống Thư Hàng hiện tại đang đứng ở trọng sinh nhục thể trạng thái, cho nên nàng muốn thử xem. Tống Thư Hàng có thể hay không lại sinh dài một con mắt đi ra. Công đức,
tạo hóa hai vị tiên tử hiển hiện về sau, Tống Thư Hàng thân thể chịu đến công đức chi quang cùng tạo hóa tiên tử nho ra năng lượng ảnh hưởng, lại thêm hắn tu luyện các loại công pháp tôi luyện thân thể của hắn tại cường hóa tới trình độ nhất định về sau, bắt đầu biến trong suốt. Thân như lưu ly, trong ngoài thấu triệt, bia đá kinh ngạc đánh giá Tống Thư Hàng. Đây chính là công pháp tôi luyện thân thể tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, tu luyện ra được thể chất đặc thù. Đại biểu cho Tống Thư Hàng thể chất đại thành. Còn kém một điểm lúc này, tạo hóa tiên tử hát nói. Theo nàng thoại âm rơi xuống, Tống Thư Hàng linh quỷ chậm rãi hiển hiện. Tống Tiểu Hữu còn có linh quỷ, bia đá nói khẽ. Gia hỏa này phối trí, quá cao cấp. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử, tâm ma xích tiêu kiếm. Hiện tại lại còn có linh quỷ, mà lại xem xét chính là cao phối hình. Bia đá đạo hữu nội tâm, bắt đầu đối Tống Thư Hàng dĩ vãng đối đại lão cảnh giới, coi trọng. Hắn ẩn ẩn cảm giác, Tống Tiểu Hữu đối những cái kia đại lão có lẽ không hề giống hắn trong tưởng tượng yếu. Hắn vốn còn nghĩ các loại ra ngoài mang Tống Thư Hàng đi lãng, đi đối cửu phẩm kiếp tiên. Bây giờ nhìn Tống Thư Hàng phối trí, cái này phối trí, chỉ muốn thao tác tốt, không cần hắn hiệp trợ, đều có thể đối rất cường lực đại lão. Tại bia đá đạo hữu trầm tư thời điểm, Tống Thư Hàng linh quỷ đã bắt đầu phối hợp với công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử cùng một chỗ cường hóa tân sinh thân thể. Thư Hàng linh quỷ rất cổ quái, nàng nhìn như chỉ có lục phẩm cảnh giới, nhưng nàng tại phối hợp lấy công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử lúc, thi triển thủ đoạn, lại căn bản không phải lục phẩm cảnh giới có thể sử dụng. Linh quỷ xuất hiện, bổ sung sau cùng lỗ hồng. Tống Thư Hàng toàn bộ thân thể, toàn bộ hóa thành trong suốt lưu ly hình. Mặt trời mọc la nhi hớn hở Âu Lang La tạo hóa tiên tử đột nhiên mở miệng hát nói. Bia đá đạo hữu lực chú ý lập tức bị nàng hấp dẫn. Lúc này tạo hóa tiên tử quỳ gối Tống Thư Hàng ngực, tay nhỏ đè ép Tống Thư Hàng hốc mắt trái bên cạnh ở nơi đó, có một con hoàn toàn mới trong mắt, mọc ra. Tạo hóa tiên tử thí nghiệm thành công. Mà lại con mắt này, đồng dạng như là lưu ly tạo thành, xinh đẹp như là đá quý tác phẩm nghệ thuật. Tạo hóa tiên tử hát xong bài về sau, hì hì cười một tiếng, nàng tay nhỏ tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái khẽ vỗ. Cái này tân sinh trong mắt lại bị nàng hái xuống. Bia đá đạo hữu. Làm gì đâu, cái này tiên tử là muốn làm gì đâu. Trước đó Tống Thư Hàng trong hốc mắt trang là nho gia thánh nhân chi nhãn, bị gỡ xuống còn chưa tính, hiện tại con mắt này là Tống Thư Hàng bản thân mọc ra a. Làm gì lại phải móc xuống tới. Tạo hóa tiên tử nheo mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi Tống Thư Hàng tân sinh con mắt nàng đây là vì Tống Thư Hàng chuẩn bị một số dự bị con mắt. Miễn cho đang phát sinh một số ngoài ý muốn về sau, Tống Thư Hàng con mắt hư hao, không có mắt có thể đổi. Nói thí dụ như, mỗi khi Tống Thư Hàng tại siêu tần sử dụng nho gia thánh nhân chi nhãn lúc, hắn trong hốc mắt nhiệt độ sẽ tăng lên đến cực hạn. Lúc này, nếu như đem nho gia thánh nhân chi nhãn gỡ xuống, thay đổi Tống Thư Hàng nguyên bản con mắt. Hắn nguyên bản con mắt sẽ trực tiếp bị trong hốc mắt còn sót lại lực lượng tàn phá. Tống Thư Hàng nguyên bản trong mắt, kỳ thật liền bị thương qua một lần, một mực có lưu tai họa ngầm. Sở dĩ, thừa dịp hiện tại có cơ hội. Tạo hóa tiên tử chuẩn bị cho Tống Thư Hàng lưu thêm mấy con dự bị con mắt. Đông đông đông. Lúc này, Tống Thư Hàng phần bụng truyền thừa lại truyền tới một trận thanh thúy tiếng đánh. Là Tống Thư Hàng linh quỷ. Nàng ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên người, một tay theo ở trên người hắn, hiệp trợ cường hóa Tống Thư Hàng thân thể, một bên khác lại đưa tay gõ Tống Thư Hàng trong suốt hóa phần bụng. Lúc này ở Tống Thư Hàng trong suốt phần bụng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn thất thải bảo quang. Cùng bị nho ra thánh nhân chi huyết bảo hộ lấy bản mệnh đan điền. Thánh nhân chi huyết là ngoại vật, hắn cũng không biết cùng Tống Thư Hàng triệt để dung hợp. Cùng trong mắt đồng dạng, hắn tùy thời có thể lấy thoát ly Tống Thư Hàng thân thể. Mà hắn chủ yếu nhất công tác, chính là thủ hộ lấy Tống Thư Hàng thể nội một số trọng yếu đồ vật. Nếu Tống Thư Hàng thân thể bị chôn vùi thời điểm, hắn có thể trước tiên cuỗm tiền đào mệnh, trình độ lớn nhất lên giảm thấp Tống Thư Hàng tổn thất. Có thể nói, là nhất lớp bảo hiểm. Tu sĩ bản mệnh đan điền, vốn là một loại trừu tượng trên ý nghĩa tồn tại, là mắt thường không cách nào quan sát đến đồ vật. Nhưng ở nho gia thánh nhân chi huyết bọc vào, xuyên thấu qua Tống Thư Hàng trong suốt phần bụng, mọi người tại thời gian ngắn ngủi bên trong, cứ nhiên có thể nhìn thấy Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền nhìn qua dị thường bao la. Trong đó, có một cái phỉ kình kim đan, bản mệnh đan điền bên trong đảo cái bụng. Cái đồ chơi này, kim đan,
Bia đá nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng là hàng thật giá thật lục phẩm cảnh giới, vì cái gì bản mệnh đan điền bên trong còn sẽ có kim đan tồn tại? Trừ phi, hắn cũng là không giống bình thường không long văn kim đan. Cũng chỉ có không long văn kim đan, không cần kim đan cấu đồ, không cần vẽ rồng điểm mắt. Thậm chí tại lục phẩm cảnh giới lúc, cũng không có cái gì hồ thượng mệnh luân, thập trọng thiên, thiên thượng hóa liên các loại rườm rà trình tự. Không long văn kim đan từ ngũ phẩm đến thất phẩm quá trình, cái gì đều không cần cân nhắc, chỉ dùng vùi đầu khổ tu, tích lũy sức mạnh. Chờ tu luyện tới lục phẩm cảnh giới trình độ lúc, kim đan sẽ phun ra hoạt tuyền trực tiếp hình thành linh hồ. Chờ tu luyện tới thất phẩm cảnh giới trình độ lúc, kim đan sau đó chìm hóa thành hạt giống, kết xuất hoa sen, sinh ra nguyên anh. Sở dĩ, chỉ có không long văn kim đan tại lục phẩm cảnh giới lúc, thể nội còn sẽ có kim đan tồn tại. Bình thường tu sĩ, 5 tấn 6 thời điểm, kim đan sẽ hòa tan ra, hóa thành linh hồ. Nhưng không đúng, ta lại không mù, cái này kim đan không phải cửu long văn sao? Cái này chín đạo long văn, mỗi đạo đều khủng bố phi thường, là hàng thật giá thật long văn, đó căn bản không phải không long văn. Bia đá đạo hữu lẩm bẩm nói. Bởi vì là vẽ lên đi, lúc này, có một thanh âm nhu hòa trả lời. Bia đá đạo hữu, a, à, cái gì, vẽ lên đi. Hừm, Tống tiền bối chính mình nói, hắn kim đan long văn là cửu u bạch tiền bối vẽ. Từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, da đen vũ nhu tử hiện thân. Nàng phi thường thục nữ ngồi vào Tống Thư Hàng bên cạnh. Da đen vũ nhu tử chẳng biết tại sao, cũng không có bị thời gian nghịch chuyển pháp thuật mang đi. Sở dĩ, hắn thật là không long văn. Bia đá đạo hữu nói khẽ chẳng lẽ đây chính là gia hỏa này, tại lục phẩm cảnh giới thời điểm liền nhận biết hắc bạch nguyên nhân. Bởi vì không long văn cùng không long văn ở giữa cùng chung chí hướng. Sở dĩ, hắc bạch đối với hắn đặc thù chiếu cố. Bằng không mà nói, lấy cửu u chúa tể đáng sợ, tại sao phải khắp nơi trợ giúp một cái mới lục phẩm tiểu tu sĩ? Cũng không phải sủng vật. Da đen vũ nhu tử lắc đầu, nhẹ giọng thì thầm trả lời, bất quá nghe Tống tiền bối bản thân nhắc qua, hắn vừa ra tới thời điểm vẫn có long văn. Nhớ kỹ là có ba đạo. Ba long văn, như thế cặn bã, bia đá đạo hữu nhìn từ trên xuống dưới Tống Thư Hàng, có lẽ là có ẩn tình khác. Bất quá đã có long văn, vậy thì không phải là không long văn. Cũng đúng, từ xưa đến nay, không long văn kim đan chỉ có ta chủ một người. Ta chủ là độc nhất vô nhị tồn tại. Cái kia, tiền bối. Da đen vũ nhu tử tiếu yếp như hoa, chỉ bản thân, ta chính là không long văn kim đan. Đâm tâm tựa như là tuyệt thế kiếm pháp, tìm kiếm khoảng cách, một kích mất mạng, nhanh, hung ác, chuẩn. Bia đá đạo hữu. Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu a? Bất quá, Tống tiền bối kình đan nhìn qua phải chết đồng dạng. Da đen vũ nhu tử đang thắt song tâm về sau, lại phi thường hiền lành chủ động nói sang chuyện khác. Tại Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong, phì kình kim đan tựa như là ăn quá no đến cá vàng, cái bụng hướng lên trên, phù trên linh hồ, rất thống khổ bộ dáng. Có phải hay không ăn thứ gì chống đến? Bia đá nói, nhưng vừa nói xong, hắn liền thầm mắng mình xuẩn. Đây là kim đan, mặc dù trưởng cổ quái, nhưng trên bản chất vẫn là kim đan. Người gặp qua nhà ai kim đan sẽ ăn cái gì? Đang lúc trong tấm bia đá tâm đậu đen rau muống thời điểm. Tống Thư Hàng bản mệnh linh hồ bên trong, đầu kia cái bụng hướng lên trên xoay người cá ướp muối kình đan, cái đuôi dùng sức vỗ, linh hồ bên trong nước hồ đều bị hắn vỗ bốc lên. Sau một khắc, thân hình của nó nhảy lên thật cao, vọt tới hư không. Đồng thời miệng của nó dùng sức mở ra, hướng phía trong hư không cắn một cái dưới. Mơ hồ trong đó, tựa hồ có một cái nho nhỏ, màu trắng đoàn, bị phì kình kim đan cắn một cái bên dưới, nuốt vào trong bụng. Nấc nuốt vào màu trắng đoàn về sau, phì kình kim đan bụng biến càng phồng lớn lên một điểm. Ngay sau đó, thân thể của nó đã mất đi động năng, oanh một tiếng, trở xuống linh hồ bên trong. Sau đó đầu này ngốc cá voi tiếp tục đảo cái bụng, lơ lửng ở bản mệnh linh hồ bên trên, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Kỳ thật, cũng không phải là hắn muốn xoay người phơi cái bụng. Thuần túy là hắn nuốt vào bụng đồ vật, tự mang sức nổi. Thế là, bụng của nó cứ như vậy phù ở trên mặt nước, khiến cho hắn không cách nào xoay chuyển. Sở dĩ hắn chỉ có thể đảo cái bụng, duy trì hàm ngư phiên thân tư thế cái này cùng long ngực quá lớn, rơi xuống nước sẽ hiện lên tới là một cái đạo lý. Bia đá đạo hữu. Ni mã, đập bia muốn hay không đập nhanh như vậy? Bia diện đều muốn bị đập sưng lên được không? Cái này phì kình thật là kim đan sao?
Vì cái gì kim đan biết nhảy ăn cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì kim đan? Tu luyện thế nào đi ra? Nguyên lý đâu? Đó căn bản không tu chân. Ta sợ không phải đang nằm mơ. Chờ các loại, ta làm cái gì mộng? Ta chỉ là tấm bia đá a. Ở trong nháy mắt này ở giữa, bia đá đạo hữu trong lòng phù qua suy nghĩ, có thể đập một bộ 24 tập phim bộ. Xem bộ dáng là thật sự ăn quá no đến, vừa rồi hắn nuốt xuống màu trắng đoàn là cái gì? Da đen vũ nhu tử nghi ngờ nói. Ta cũng không có thấy rõ ràng, thậm chí ta đều không chú ý tới thứ này là thế nào xuất hiện. Tựa như là trống rỗng xuất hiện tại tống thư hàng bản mệnh đan điền bên trong. Bia đá đạo hữu bia trên mặt viết đầy mộng bức. Mặc kệ là cái gì, hắn ăn nhiều lắm, tiêu hóa không được. Da đen vũ nhu tử nói, dứt lời nàng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, công đức xà mỹ nhân miệng niệm tự tin lời kịch. Nàng bên hông cánh vẫn như cũ một mực bảo vệ tống thư hàng người tư ẩn. Đồng thời nàng mềm mại không xương phần eo vặn vẹo, chuyển rời đến tống thư hàng trước người, duỗi ra hai tay, ấn hướng bụng của hắn. Bên trên tạo hóa tiên tử một mặt hâm mộ bởi vì duy chỉ có cái này tuyệt kỹ, nàng không học được. Đây là công đức xà mỹ nhân chuyên môn kỹ năng. Tại bia đá đạo hữu không dám tin trong ánh mắt, vị này công đức tiên tử tay nhỏ trực tiếp lọt vào tống thư hàng phần bụng, thậm chí một đường lọt vào tống thư hàng bản mệnh đan điền. Cái này đều được, bia đá đạo hữu cảm giác thế giới quan đều hứng chịu tới trùng kích. Tống thư hàng tiểu hữu trên người tao thao tác nhiều lắm. Bất quá lần này, từ trên lý luận tới nói ngược lại là giảng thông. Công đức chi quang vốn là cùng tống thư hàng là một thể, nàng có thể tiến vào tống thư hàng bản mệnh đan điền, trên lý luận mà nói không có tâm bệnh. Nhưng tiếp xuống thao tác, lại để cho bia đá đạo hữu cảm giác lo lắng. Công đức xà mỹ nhân tay nhỏ, không lưu tình chút nào bắt lấy phỉ kình kim đan. Phỉ kình kim đan trong mắt cá lộ ra vẻ tuyệt vọng lần này ăn quá no đến, hắn không cách nào bén nhạy tránh né. Trước mấy lần, hắn còn có thể cùng công đức xà mỹ nhân đại chiến tránh né mấy hiệp, lại bị bắt lấy. Hắn ngoan cường chống cự, tranh tranh thiết cốt, tùy bại nhưng vinh. Nhưng lần trở lại này, hắn liền tránh né khí lực đều không có. Mỹ thực quả nhiên là thiết cốt tranh tranh địch nhân lớn nhất. Công đức xà mỹ nhân một tay nắm lấy phỉ kình kim đan phần đuôi, một cái tay khác chen lên bong bóng cá phía dưới vị trí, nhẹ nhàng linh hoạt hướng lên một gạt. Động tác này, lão thục luyện. Đây tuyệt đối không phải lần một lần hai liền có thể đạt tới độ thuần thục. Công đức tiên tử tại chen kình đan phương diện, đã là lão tư cơ. Phỉ kình kim đan thống khổ há to mồm, từ trong miệng nó có một cái to lớn bạch đoàn, bị cưỡng ép ra ngoài. Chỉ có một đoàn tử. Mà lại rõ ràng có thể cảm giác, so phỉ kình kim đan nuốt vào cái kia bạch đoàn muốn lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ là tất cả bị phỉ kình nuốt xuống bạch đoàn, lại tại trong bụng của nó dung hợp thành một cái. Da đen vũ nhu tử suy đoán nói. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhưng là, cái này bạch đoàn là cái gì? Da đen vũ nhu tử lại hiếu kỳ hỏi. Phỉ kình kim đan bị gạt ra trong bụng bạch đoàn về sau, tựa như là keo kiệt grandet. Đột nhiên bị người cướp đi tất cả kim tệ, sinh không thể luyến. Công đức xà mỹ nhân thử đưa tay đón sờ cái này bạch đoàn. Nàng là công đức chi quang, coi như xảy ra ngoài ý muốn bạo điệu, qua một đoạn thời gian liền có thể đầy máu phục sinh, sở dĩ những thứ này không biết, nguy hiểm nếm thử, nàng đều sẽ động thân mà lên. Công đức xà mỹ nhân ngón tay tại bạch đoàn lên có chút đụng một cái. Sau một khắc, nàng tựa như là điện giật đồng dạng, toàn thân dùng sức phát run. Kém chút liền che chở tống thư hàng tự ẩn cánh đều muốn buông ra. Tốt tại nàng rất nhanh khống chế lại bản thân, một mực bảo vệ được tống thư hàng sau cùng tiết tháo. Hồ công đức xà mỹ nhân thật dài thở hắt ra. Tại tiếp xúc đến màu trắng đoàn sát na, ý thức của nàng liền phảng phất bị kéo vào đến một cái thời gian vòng xoáy bên trong, muốn bị kéo vào đến thời gian thâm uyên. Thời gian chi lực, công đức xà mỹ nhân dùng chính nàng bản sắc thanh âm, chậm rãi nói. Chủ yếu là lời kịch trong kho trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ, nàng chỉ có thể bản thân bản sắc diễn xuất. Nhưng nàng bản sắc diễn xuất, xuất chàng phí thế nhưng là rất đắt, cho nên nàng tận lực tích chữ như vàng. Thời gian chi lực, da đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ là tống tiền bối tại nghịch chuyển thời gian pháp thuật bên trong thu hoạch. Thời gian chi lực hình thành đoàn nhỏ, lơ lửng tại tống thư hàng bản mệnh linh hồ phía trên, bay tới bay lui. Bất quá lần này, phỉ kình kim đan không tiếp tục đối với nó khởi xướng thủy tiên dược công kích.
đây là phì kình kim đan nguyên tắc, chỉ muốn bị hắn nuốt qua đồ vật, hắn liền sẽ không lại đi nuốt lần thứ hai. Đặc biệt là bị người cưỡng ép chen đi ra đồ vật, hắn liền sẽ không lại đi để ý tới cái này tựa hồ quan hệ đến nó tôn nghiêm. Những thứ này bạch đoàn, sẽ không đối tống tiền bối thân thể tạo thành tổn thương a. Da đen vũ nhu tử có chút bận tâm hỏi. Bia đá trả lời, hẳn là sẽ không, ta ngược lại cảm giác hắn tại cường hóa tống thư hàng tân sinh thân thể. Đang khi nói chuyện, tống thư hàng bản mệnh đan điền bên trong, lại có màu trắng đoàn nhỏ hiển hiện. Tân sinh đoàn nhỏ thể tích so với phì kình gạt ra muốn tiểu thập lần tả hữu. Phì kình kim đan dùng sức nhảy lên, tư thế yêu mỹ, miệng rộng một điêu, liền đem đoàn nhỏ nuốt vào trong bụng. Lúc này công đức xà mỹ nhân tay nhỏ còn tại tống thư hàng trong đan điền. Nàng không chút khách khí bắt lấy phì kình kim đan, dùng sức một gạt, đưa nó vừa nuốt vào đoàn nhỏ chen ra ngoài thứ này nuốt vào lại không thể tiêu hóa. Sở dĩ, phì kình kim đan nuốt một khỏa, nàng liền sẽ chen một khỏa. Như thế lặp đi lặp lại. Tại đại đoàn tử bị chen đi ra về sau, phì kình kim đan chung lại liền nuốt 7 lần đoàn nhỏ, lại từng cái bị công đức xà mỹ nhân gạt ra. Một đại 7 nhỏ, chung 8 cái màu trắng đoàn, tại bản mệnh linh hồ trên không nhấp nhô. Xảo chính là, bọn chúng chính phù hợp tống thư hàng một đại 7 tiểu đan điền số lượng. Tại bản mệnh kình đan rốt cục yên tĩnh xuống về sau. Da đen vũ nhu tử đột nhiên lại phát hiện, vừa bên trên tô thị A thập lục thể nội, cũng nhiều thêm màu trắng đoàn nhỏ thời gian năng lượng ba động. Xem ra, quả nhiên là tống tiền bối bọn hắn tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật ở bên trong lấy được kỳ ngộ. Da đen vũ nhu tử phán đoán nói. Tống thư hàng, tô thị A thập lục thể nội lần lượt xuất hiện loại này ẩn chứa thời gian chi lực màu trắng đoàn nhỏ, ấn bia đá phán đoán, cái này đoàn nhỏ đối hai người có lợi ích to lớn. Thật khiến cho người ta hâm mộ, da đen vũ nhu tử nói khẽ. Đáng tiếc nàng không phải bản thể ở đây. Bằng không mà nói, nàng bản thể ý thức nhất định cũng có thể cùng tống tiền bối cùng một chỗ mạo hiểm, tiến vào thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong, thăm dò thời gian huyền bí A. A thập lục thể nội xuất hiện tiểu bạch đoàn số lượng không nhiều, ước chừng xuất hiện 3 cái tả hữu, liền không lại hiển hiện. Trái lại tống thư hàng bản thể đan điền bên trong, lại phát sinh dị biến. Một đại 7 tiểu bạch đoàn tại bản mệnh đan điền trên không bồng bềnh thời điểm, bản mệnh kình đan chẳng biết tại sao táo bạo. Hắn đột nhiên lại một lần nữa xông ra linh hồ mặt hồ, giơ lên cái đuôi đối những bạch kia đoàn một trận đập. Giống như đã từng quen biết Yến trở về, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát hình thi từ đọc diễn cảm. Da đen vũ nhu tử sững sờ, vô ý thức nói, không thể làm gì hoa rơi đi. Không đúng, công đức tiên tử không phải cái ý thức này. Da đen vũ nhu tử cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, suy đoán nói, công đức tiên tử muốn biểu đạt có ý tứ là, cái tràng diện này giống như đã từng quen biết. Da đen vũ nhu tử là một đầu hiểu nhân tâm tâm ma. Ba 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 theo phì kình kim đan một trận như hổ táo bạo thao tác, cái kia 7 viên màu trắng đoàn nhỏ bị đánh bay ra ngoài, dọc theo bản mệnh linh hồ cùng còn lại 7 cái tiểu đan điền thông đạo, ngược dòng thẳng lên. Mà cái viên kia đại đoàn tử bởi vì thể tích so sánh lớn, mặc dù bị bản mệnh kình đan dừng lại hung ác đập, nhưng vẫn là lưu tại bản mệnh đan điền bên trong, không có bị đánh bay. 7 cái đoàn nhỏ, ngược dòng tiến vào tống thư hàng 7 cái tiểu đan điền, một cái tiểu đan điền bên trong lưu lại một mai đoàn nhỏ. Chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui. Đoàn nhỏ tiến vào tống thư hàng tiểu đan điền về sau, tựa như là chất xúc tác, bắt đầu ảnh hưởng lên một cái kia cái sắp thành hình nguyên anh phôi thai. Cùng một thời gian, tống thư hàng 2 cái chân nha tử, rốt cục hoàn thành trọng sinh. Tại cuối cùng gót chân trọng sinh hoàn tất về sau. Trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, thánh viên long lực thẩm công, nho ra kim cương thân, biến dị cương thủ chờ một chút một loạt công pháp, chậm rãi bình phục lại. Công pháp vận chuyển tốc độ từ quá tải hình thức khôi phục lại bình thường hình thức. Một cái tân sinh tống thư hàng, cho dù là chôn vùi thiên kiếp, cũng không thể triệt để phá hủy hắn. Thân thể khôi phục đồng thời, nguyên bản tống thư hàng thể nội lưu lại hà chỉ ma đế truyền công di chứng cũng cùng nhau biến mất. Thánh viên long lực thần công tổng cương truyền thừa thiên huyền bí vô cùng, tại trọng sinh nhục thân đồng thời, còn chưa nhục thân mặt trái hiệu quả cùng nhau nghiền nát. Ngoài ra còn có lúc trước béo cầu đại lão huyết tế tống thư hàng lúc huyết tế di chứng cũng bị cùng nhau nghiền nát. Chỉ có huyết tế lưu lại một điểm cuối cùng nguyền rủa chi lực, dãy rủa lấy làm sao cùng chó cùng dứt dậu. Còn sót lại nguyền rủa chi lực, ngưng tụ làm một điểm, từ tống thư hàng đầu nổi lên hiện. Sau đó hắn hóa thành một chương đại bì.
phản công hướng Tống Thư Hàng tân sinh nhục thân. 3. Tống Thư Hàng linh quỷ đột nhiên vươn tay ra, một thanh đem nguyền rủa chi lực bắt lấy, hai tay của nàng vò động, đem nguyền rủa chi lực vò thành một cục. Sau đó, tại bia đá đạo hữu ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng nắm lên nguyền rủa chi lực, một thanh nuốt vào, ngon lành là liếm liếm khóe miệng, nấc. Nếu như là hoàn chỉnh béo cầu đại lão huyết tế nguyền rủa, nàng chỉ có thể một chút xíu từng bước xâm chiếm. Nhưng còn sót lại điểm ấy huyết tế nguyền rủa, nàng đương nhiên có thể một thanh nuốt vào. Linh quỷ vì sao lại có thôn phệ nguyền rủa năng lực? Bia đá đạo hữu nghi ngờ nói. Có thể là biến dị đi. Da đen vũ nhu tử hồi ức nói, ta nhớ được Tống tiền bối lên một đầu linh quỷ. Không đúng, lại tựa hồ là tốt nhất chỉ linh quỷ. Ta cũng nhớ không rõ, dù sao lúc ấy Tống tiền bối linh quỷ, cũng có thôn phệ nguyền rủa năng lực. Bia đá đạo hữu. Nghe, Tống Thư Hàng tựa hồ còn có được qua không chỉ có một con linh quỷ. Linh quỷ, đặc biệt là cao phối trí linh quỷ là chân quý giống loài, cũng không phải rau cải trắng. Trung đê phối trí linh quỷ đối đại lão nhóm tới nói không tính là gì, nhưng cao phối trí linh quỷ, một số đại lão cũng sẽ động tâm bản thân không cần, cũng có thể giữ lại cho đệ tử hậu bối A. Bia đá đạo hữu cảm giác mình lại phát hiện Tống Thư Hàng cùng mình chủ nhân một cái điểm giống nhau, bọn hắn khả năng đều có tầm bảo thiên phú. Chính là loại kia đi ra ngoài té một cái đều có thể nổ ra một cái linh thạch mỏ cái chủng loại kia. Nếu thật như thế, Tống tiểu hữu hẳn là sẽ rất giàu có. Trong nhà có thể sẽ có mấy tòa linh thạch quặng mỏ. Như thế chuyện tốt bởi vì nó rất nhiều đặc thù VIP công năng, chỉ có tiêu hao đại lượng linh thạch về sau, mới có thể kích hoạt. Dù sao chủ nhân của hắn Thiên Đạo Bạch chính là cái không thiếu tiền chủ, có tiền cũng là một loại thiên phú siêu năng lực. Trong nhà không có vài tòa linh thạch quặng mỏ, thật đúng là dùng không nổi nó mấy cái kia VIP công năng. Tống tiểu hữu nếu như cũng có rất nhiều linh thạch, vậy nó những công năng kia một mở, trường sinh giả cũng dám chính diện đổi một đổi. Nghĩ đến đây, bia đá đạo hữu trong lòng bắt đầu đắc ý. Nha, Thư Hàng thân thể rốt cục mọc tốt rồi. Lúc này, Sở Các chủ thanh âm vang lên. Nàng ngốc mau từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra. Sở Các chủ ý biết tại hạch tâm thế giới, lưu tại ngốc mau bên trong chỉ là cái phần ý thức, cùng loại với tín hiệu trạm trung chuyển. Cho nên nàng ý thức sẽ không bị cuốn vào đến thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong đi. Chỉ là chịu đến pháp thuật ảnh hưởng, tín hiệu của nàng bị quấy dày. Thẳng đến Tống Thư Hàng nhục thân hoàn toàn khôi phục lúc, chú ý của nàng thức tài cùng ngốc trọng lượng cả bì mới kết nối vào. Đúng vậy, Sở tiền bối. Tống tiền bối cố gắng không có uổng phí, hắn thành công dùng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, chữa trị nhục thân. Da đen vũ nhu tử khéo hiểu lòng người giảng giải. Sở các chủ ngốc mau duỗi dài, trên dưới đánh giá Tống Thư Hàng trạng thái, ba toàn thân thấu triệt, thân như lưu ly, tiểu tử này đã kiếm được. Loại này thân thể thấu triệt lưu ly thân trạng thái, liền ngay cả rất nhiều phổ thông bát phẩm huyền thánh cũng làm không được. Tống tiền bối thể chất đạt đến bát phẩm cường độ sao? Da đen vũ nhu tử hiếu kỳ hỏi. Khó mà nói, loại này thấu triệt lưu ly thân là một loại tôi thể cảnh giới. Bất quá! Hiện tại hắn liền thánh viên long lực thần công tổng cương đều tu luyện thành công. Tố chất thân thể tiếp xúc đến bát phẩm lĩnh vực, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự. Sở các chủ trả lời. Chỉ là dựa vào thân thể này cường độ, Tống Thư Hàng nếu là đi độ bình thường, phổ thông, không biến dị 6 tấn 7 thiên kiếp, nằm qua. Mà lại, còn có thể thuận tiện lấy đùa giỡn một đợt thiên kiếp. Mà lại, cái này lưu ly thân còn có một cái diệu dụng. Sở các chủ nói. Tất cả mọi người vểnh tai, nghe Sở các chủ giảng giải. Có cái này trong suốt lưu ly thân về sau, đi bệnh viện xem bệnh rốt cuộc không cần đập CT, X-quang loại hình. Chỉ tinh diệu hơn khống chế, thân thể trong suốt hóa cấp độ có thể tùy tâm sử dụng, liền khoa chỉnh hình đều không cần đi. Sở các chủ cười ha ha nói. Bia đá đạo hữu. Theo Sở tiền bối mạch suy nghĩ, nếu như Tống tiền bối là nữ hài tử, liền mang thai đều có thể nhìn thấy hài tử dáng dấp ra sao đi. Da đen vũ nhu tử che miệng cười khẽ. Dứt lời, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng thể nội, những cái kia nguyên anh mập phôi. Sau đó nàng liền nhìn thấy Tống Thư Hàng thứ nhất tiểu đan điền bên trong, nguyên anh chậm rãi mở mắt. Da đen vũ nhu tử theo bản năng tránh đi ánh mắt nàng là tâm ma chi thân, tại cảm ứng được tu sĩ nguyên anh ánh mắt lúc, bản năng liền sẽ né tránh. Nguyên anh vốn là lục phẩm tấn sĩ tấn thăng thất phẩm lúc mới có thể sinh ra chi vật. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ nguyên anh cả một đời biết mở hai lần mắt. Lần thứ nhất mở to mắt đại biểu cho tu sĩ chính thức bước vào thất phẩm cảnh giới,
đem dẫn hạ thất phẩm thiên kiếp. Mở mắt về sau, liền đem dẫn hạ thiên kiếp. Mà khi tu sĩ vượt qua thiên kiếp về sau, Nguyên Anh hai mắt liền sẽ một lần nữa khép lại, yên lặng xúc tích lực lượng. Một mực đến tu sĩ đặt chân huyền thánh cảnh giới, tiến vào bát phẩm độ kiếp thế giới thời điểm, hắn mới có thể lần nữa mở mắt, đem tích xúc lực lượng một hơi bộc phát, tấn thăng cảnh giới cao hơn, mở ra vòng tiếp theo tiến hóa. Mà Nguyên Anh mở mắt lúc ánh mắt, có được phá tà, diệt tâm chướng loại hình hiệu quả, sở dĩ phải làm tâm ma vũ nhu tử cảm giác đến không vừa. Kim đan linh hồ Nguyên Anh, cái này ba cái cảnh giới, là một vòng hoàn chỉnh tiến hóa. Cùng loại với Tống Thư Hàng cấn tay tiểu côn trùng người người đều yêu ngủ kén lớn cấn tay tiểu tùng thử ba cái giai đoạn hoàn chỉnh tiến hóa. Từ bát phẩm bắt đầu, chính là vòng tiếp theo hoàn toàn mới quá trình tiến hóa. Sở dĩ so với thất phẩm tôn giả đến, bát phẩm huyền thánh mới có thể phá lệ đặc thù nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp. Da đen vũ nhu tử trốn tránh qua một bên về sau, lên tiếng nói, không tốt, Tống tiền bối trong bụng Nguyên Anh mở mắt. Nguyên Anh mở mắt, liền đại biểu cho thiên kiếp tức đến. Coi như đây chỉ là Tống Thư Hàng tiểu đan điền Nguyên Anh, nhưng nó cũng là hàng thật giá thật. Làm sao lại ở thời điểm này mở mắt, sợ các chủ ngốc mau chuyển động. Tống Thư Hàng hiện tại ở vào thời quang hồi nghịch pháp thuật bên trong, ý thức đều không ở bản thể bên trong, làm sao độ kiếp. Mà lại, nếu như lúc này thiên kiếp giáng lâm, nói không chừng sẽ làm nhiễu cái kia thời quang hồi nghịch pháp thuật, dẫn tới pháp thuật phản phệ thiên đạo bố trí tới pháp thuật phản phệ, trực tiếp có thể muốn Tống Thư Hàng mạng nhỏ. Không cần lo lắng, nơi này là ta chủ lưu lại bí bảo thế giới, coi như dẫn hạ thiên kiếp, cũng nhất định sẽ có cái giảm sóc thời gian. Bia đá đạo hữu trầm giọng nói. Mà lại, theo trí nhớ của nó, nếu như thiên kiếp quá cường đại lời nói, vậy nó có thể xuất thủ trước đem thiên kiếp đánh tan, kéo dài một chút Tống Thư Hàng độ kiếp thời gian. Trước kia tu sĩ khi độ kiếp, đều sẽ có người hộ đạo thủ hộ. Người hộ đạo ngoại trừ bảo hộ độ kiếp giả độ kiếp không nhận ngoại nhân quấy nhiễu bên ngoài, tại thời điểm mấu chốt còn có thể xuất thủ đánh tan thiên kiếp. Sở dĩ, bia đá đạo hữu phi thường chấn định, nói, ta sẽ tùy thời chú ý ngoại giới thiên kiếp tình huống, các ngươi chú ý đến Tống tiểu hữu trạng thái. Lại nói Tống tiền bối làm sao đột nhiên liền tấn cấp. Da đen vũ nhu tử nói, ta hoài nghi là phì kình kim đan trước đó nuốt vào những bạch kia đoàn nguyên nhân. Bia đá hơi suy nghĩ một chút về sau, lại nói, vũ nhu tử tiên tử, các ngươi cũng chú ý một chút bên cạnh vị kia Tô thị tiểu nha đầu trạng thái, ta có loại dự cảm không ổn. Sở tiền bối, ngươi tới. Da đen vũ nhu tử nói, nàng là tâm ma chi thể, nếu như Tô thị A thập lục sắp tấn cấp, nàng liền không tiện tiếp xúc A thập lục, miễn cho dẫn xuất nàng đáy lòng tâm ma, cho nàng độ kiếp tạo thành phiền phức. Da đen vũ nhu tử không chỉ có khéo hiểu lòng người, còn rất hiền lành. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mau kéo dài, ngốc mau linh hoạt bốc lên A thập lục áo, dán tại trên bụng của nàng. Có thể là ngốc mau có chút băng lãnh nguyên nhân, A thập lục cơ thể hơi co quắp một chút. Chín cái tiên cốt đã hoàn mỹ dung nhập hư đan bên trong, đồng thời có công đức chi lực, thị tộc chúc phúc chi lực, long lực chờ một chút một loạt lực lượng, ra chỉ tại hư đan bên trên, phụ trợ nàng ngưng tụ bản mệnh kim đan, tăng thêm nàng kim đan long văn số lượng. Sở các chủ ngốc mau phản hồi Tô thị A thập lục trạng thái. Quả nhiên cùng bia đá đoán đồng dạng, A thập lục cũng đã tiến vào sắp độ kiếp hình thức. Tại nàng bản mệnh đan điền bên trong, có ba cái màu trắng đoàn nhỏ chìm chìm nổi nổi, phóng thích ra thời gian lực lượng, trong lúc mơ hồ những thứ này màu trắng đoàn nhỏ bên trên, tựa hồ còn mang theo may mắn khí tức. May mắn loại vật này dưới tình huống bình thường là không thể phát giác, bất quá có nhiều thứ khí tức, từ một ít góc độ liền đại biểu cho may mắn. Tỷ như long mạch, lúc này A thập lục trong đan điền màu trắng đoàn nhỏ bên trên, khí tức kia tựa như là long mạch, đại biểu cho may mắn. Có cái này ba cái tiểu đoàn tại, A thập lục đến lúc đó ngưng tụ kim đan long văn thời điểm, long văn số lượng liền sẽ đi lên hạn dựa sát vào. Tỷ như, lấy A thập lục thực lực, bản thân có thể ngưng tụ long văn số lượng tại 8 đến 9 nói, có thể là 8 long văn cũng có thể là 9 long văn thời điểm, tại màu trắng đoàn nhỏ ra chỉ bên dưới. Long văn số liền sẽ bị trình độ lớn nhất đẩy hướng 9 long văn. Cái này màu trắng đoàn nhỏ là đồ tốt, sở các chủ lên tiếng nói. Cũng không biết thứ này đến cùng là lai lịch gì, lại là làm sao hình thành. Nếu như có thể ngắt lấy một số trở lại, tại tu sĩ giới nhất định có thể bán ra giá tiền rất lớn. Bất quá, ta lại không thiếu tiền, sở các chủ cười ha ha, không nghĩ nhiều nữa. Nói cách khác, A thập lục cũng phải độ kiếp rồi.
Da đen Vũ Nhu Tử vuốt vuốt huyệt thái dương, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Liền không thể bình an độ một lần bình thường thiên kiếp sao? Tống tiền bối. Người lệ quang yếu đuối bên trong mang thương lúc này, tạo hóa tiên tử khẽ hát tử, đưa tay lại tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái nhẹ nhàng khẽ vỗ. Lại một cái con mắt như đá quý, bị nàng hái xuống. Đợi đã, tiên tử. Tống tiểu hữu trọng sinh quá trình đã kết thúc, người bây giờ lấy xuống ánh mắt của hắn, thời gian ngắn cũng sẽ không dài ra lại a. Bia đá đạo hữu vội vàng kêu lên. Vị này nho ra tiên tử móc con mắt quá thông thạo, móc nghiệt. Tạo hóa tiên tử hì hì cười một tiếng, đưa tay đem nho ra thánh nhân chi nhãn cho Tống Thư Hàng lắp trở về. Muốn độ kiếp rồi, đương nhiên muốn đem cường lực nhất trang bị thay đổi, đây là thường thức. Đến lúc đó đối thiên kiếp thời điểm có thể dùng tới. Đây là ngày thường, cũng chỉ có bia đá đạo hữu vị này người mới không hiểu, lại ở một bên hô to gọi nhỏ. Đem thánh nhân chi nhãn cho Tống Thư Hàng thay đổi về sau, tạo hóa tiên tử lại đưa tay chỉ Tống Thư Hàng phần bụng. Ở nơi đó, cái thứ hai Nguyên Anh, đồng dạng từ từ mở mắt. Ngay sau đó tựa như là phản ứng dây chuyền. Thứ ba, thứ tư, hết thảy 7 cái tiểu Nguyên Anh, liên tiếp mở hai mắt ra. 7 cái tiểu Nguyên Anh lúc này còn bị thật dày linh hồ nước hồ kết thành kén lớn bao khỏa. Bọn chúng mở to mắt về sau, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. Sau đó, bọn chúng đưa tay tại kén bên trong bắt đầu huy động, trên dưới lưu động. 7 cái tiểu Nguyên Anh nhìn tựa như là chân chính hài nhi đồng dạng. Chí ít bia đá đạo hữu, cả một đời cũng không có gặp qua dạng này hoạt bát Nguyên Anh. Du động một vòng về sau, 7 con tiểu Nguyên Anh lại yên tĩnh trở lại. Bọn chúng ghé vào kén vách tường bên trên, không nhúc nhích. Không có muốn đi ra ý tứ, cứ như vậy nằm sấp. Rất khả ái, da đen Vũ Nhu Tử cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Nguyên Anh nhóm ánh mắt, từ bên cạnh quan sát đến bọn chúng có thể sinh ra sao? Sinh ra liền biến phim kinh dị, Sở Các Chủ nói. Sở Các Chủ vừa dứt lời. Phim kinh dị liền tới. 7 con tiểu Nguyên Anh nhóm cuống rốn, đâm xuyên kén, kéo dài ra. Đây cũng là Tống Thư Hàng tiểu Nguyên Anh cùng bình thường Nguyên Anh địa phương khác nhau. Bọn chúng có cuống rốn. Không phải sinh trưởng ở phía trước cái đuôi nhỏ, mà là từ chỗ rốn mọc ra hàng thật giá thật cuống rốn, dùng để từ mẫu thể hấp thu dinh dưỡng dùng cái chủng loại kia. Hài Nhi có cuống rốn rất bình thường, phong cách vẽ cũng không thành vấn đề. Nhưng giống Tống Thư Hàng bụng tình huống hiện tại, cái này 7 cái tiểu Nguyên Anh cuống rốn như là chân chính xúc tu đồng dạng, kéo dài ra. Dọc theo tiểu đan điền một đường hướng bản mệnh đan điền tiến lên, lập tức liền biến phim kinh dị. Sở Các Chủ ngốc mao cứng đờ. Tống Thư Hàng tiểu tử này, là chuyên môn muốn đánh mặt nàng đúng không? Thù này, nàng nhớ kỹ. Đến lúc đó các loại Tống Thư Hàng tỉnh táo lại, thù này tự cùng ngốc mao kiếm chán biệt danh hai cái thù cùng một chỗ báo. Nàng nhất định phải làm cho Tống Thư Hàng minh bạch cái gì gọi là hít thở không thông khủng bố. Đồng thời nhất định phải làm cho hắn hiểu được đi tôn trọng tiền bối. Vật lý dạy bảo. Sở tiền bối, nữ nhân sinh con lúc, cũng sẽ kinh lịch tương tự trình tự sao? Da đen Vũ Nhu Tử bên cạnh nhìn qua Nguyên Anh, ôn nhu hỏi. Không biết, không sinh qua, không rõ ràng. Sở Các Chủ trả lời. Da đen Vũ Nhu Tử yên lặng gật đầu ân, quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng, sở tiền bối còn không có đạo lữ. Điểm ấy ghi lại. Về sau nói không chừng có thể đâm tâm dùng. Cuống rốn quấn tới bản mệnh đan điền bên trong, bia đá đạo hữu lên tiếng nói, câu nói này kêu đi ra lúc, luôn cảm giác phong cách vẽ đặc biệt không đúng. Tống tiểu hữu hoàn toàn chính xác quá đặc thù, không đi đường thường. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền linh hồ bên trong. Nguyên bản táo bạo đem màu trắng đoàn nhỏ đánh bay sau phì kình kim đan, hiện tại tựa hồ bớt giận không ít. Hắn y như dĩ vãng lơ lửng ở trên mặt nước, trên đỉnh đầu. Cái kia đại đoàn tử chẳng có mục đích tung bay. Đại đoàn tử tung bay, liền bay tới phì kình kim đan đỉnh đầu. Hắn như là một đoàn tóc giả đồng dạng, đứng ở phì kình kim đan não trên đầu, thuận tiện lấy đưa nó hô hấp lỗ chặn lại. Phì kình kim đan lập tức lại táo bạo. Hắn một cái bay vọt, đem màu trắng đại đoàn tử đội lên không trung, sau đó hất đầu, đưa nó từ trên đầu mình quăng bay đi. Đồng thời, cái đuôi của nó đối đại đoàn tử chính là 18 liên kích. Ba 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 ba. Đập xong, phì kình kim đan rơi xuống nước. Đại đoàn tử ung dung thổi qua đến, một lần nữa trở xuống đến hắn trên đầu, trong lúc đó còn cố ý điều chỉnh hạ vị đưa, lần nữa đem phì kình kim đan lỗ mũi chắn. Quá trình này, đã tiến triển mấy lần.
Rốt cục, Phỉ Kình Kim Đan bị giày vò đến chịu phục, hắn lơ lửng ở trên mặt nước, mặc cho đại đoàn tử tại hắn đỉnh đầu chúc ổ. Dù sao hắn lại dùng không đến cái này hô hấp lỗ. Ngay tại Phỉ Kình Kim Đan bị giày vò đến vô lực thời điểm, từ tiểu đan điền bên trong, có 7 cái cuống rốn chui ra. So sánh với Tống Thư Hàng hoa sen sợi dễ đến, cái này 7 cái có thể kéo dài cuống rốn mới chính thức giống xúc tu. Phỉ Kình Kim Đan vừa vặn cũng nhìn thấy cái này 7 cái cuống rốn. Cuống rốn nhóm thấy được Phỉ Kình Kim Đan về sau, toàn bộ mừng rỡ lao qua, tựa như là bọn nhỏ thấy được mụ mụ. Phỉ Kình Kim Đan lại rõ ràng giống như là bị giật nảy mình. Lại nói tiếp, Phỉ Kình Kim Đan lại táo bạo. Hắn đột nhiên xông tới, cái đuôi đối cái kia 7 cái cuống rốn chợt vỗ qua. Ba 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 ba, cá voi đuôi hoành tảo thiên quân. Một đoàn đập xuống tới, tất cả cuống rốn toàn bộ đính vào Phỉ Kình Kim Đan cái đuôi bên trên. Một mực dính trụ, cũng hòa làm một thể. Nhìn qua tựa như là Phỉ Kình Kim Đan cái đuôi lên dài 7 đầu cuống rốn đồng dạng buồn cười. Mặt trời chiều ngã về Tây, Đoạn Trường Nhân tại Thiên Nhai Công Đức Xà Mỹ Nhân dùng một loại tuyệt vọng ngữ điệu niệm tụng lấy một bài thi. Cái này tuyệt vọng ngữ khí, liền như là hiện tại Phỉ Kình Kim Đan tâm tình. Đây là cái gì thiết tấu? Sở các chủ ngốc mau quay lại, nhìn chăm chú lên Tống Thư Hàng trong suốt trong bụng bản mệnh đan điền. Bia đá đạo hữu suy đoán nói, có phải hay không là Tống tiểu hữu 7 cái tiểu nguyên anh xuất thế năng lượng còn chưa đủ, sở dĩ muốn từ bản mệnh đan điền bên trong hấp thu dinh dưỡng. Không đúng, năng lượng đã sớm đầy đủ, sở các chủ ngốc mau đong đưa. Lúc đó lấy Hà Chỉ Ma Đế viễn trình quán thâu tới được công lực, Tống Thư Hàng nguyên anh thu được đầy đủ tiến hóa năng lượng. Sở các chủ có thể cảm ứng được, cái này 7 cái tiểu nguyên anh tùy thời có thể lấy phá xác mà ra, khiến cho Tống Thư Hàng bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Nhưng chúng nó nhưng không có làm như thế. Nếu như không phải từ bản mệnh đan điền rút ra năng lượng lời nói, cái kia chính là muốn phản hồi năng lượng cho bản mệnh kim đan. Bia đá đạo hữu suy đoán nói. Tiên tử, sở các chủ nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân đưa tay thăm dò vào Tống Thư Hàng đan điền, nhẹ nhàng đụng chạm Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, lại nhéo nhéo cái kia 7 cái tiểu cuống rốn. Sau đó nàng nhẹ gật đầu. Từ 7 cái tiểu nguyên anh chỗ, từng đạo tinh thuần đến cực điểm năng lượng, bị phản hồi tới, phản hồi đến bản mệnh kim đan thể nội. Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, như là thổi hơi, không ngừng phồng lớn. Lúc này, nếu như là không long văn kim đan liền sẽ dung nhập đáy hồ, hóa thành hạt giống, sinh trưởng ra hoa sen, sau đó đem nguyên anh kết xuất tới. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Trước mắt xem ra, Tống Thư Hàng Phỉ Kình Kim Đan, cùng không long văn kim đan có rất nhiều chỗ tương tự. Viên này kim đan có thể hay không rơi vào nước bùn, kết xuất hoa sen. Tóm lại, nhìn tình huống Tống tiền bối sắp độ kiếp rồi, không chỉ có là tiểu đan điền. Liền bản mệnh kim đan cũng sắp độ kiếp rồi a. Da đen vũ nhu tử nói. Sở các chủ điểm một cái ngốc mau, nói. Da đen vũ nhu tử hai tay chống cằm, nhìn qua Tống Thư Hàng. Thật nhanh, lại phải độ kiếp rồi. Nàng bản thể lại muốn bị Tống tiền bối lại kéo ra một cảnh giới. Lần trước cùng Tống tiền bối độ kiếp tình huống, giống như hôm qua. Da đen vũ nhu tử cảm khái nói đến thiên kiếp lúc, nàng lại đột nhiên nghĩ đến kho thiên kiếp. Thế là, da đen vũ nhu tử nói bổ sung, kho thiên kiếp mùi vị thật thơm, đột nhiên lại hoài niệm miệng của nó cảm giác cùng hương vị. Bia đá đạo hữu một mặt mộng bức. Kho thiên kiếp. Ta bia mỗ tại Gô Thánh Sơn trấn áp những trong năm này, ngoại giới đến cùng phát sinh biến hóa gì? Tới, có biến hóa. Lúc này, sở các chủ lên tiếng nói. Lúc này Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong, Phỉ Kình Kim Đan rốt cục có một khỏa kim đan hẳn là có dáng vẻ. Hắn rốt cục bị thổi thành cái hình cầu. Tròn vo. Đây mới là kim đan nha, không tròn lời nói còn gọi kim đan. Đồng thời, Phỉ Kình Kim Đan cũng đạt tới cực hạn. Lại thổi xuống đến liền muốn phát nổ. Tại cực hạn tiến đến về sau, Phỉ Kình Kim Đan rốt cục sản sinh biến hóa. Tại bụng của nó dưới đáy, có một đóa to lớn hắc liên nở rộ ra. Không phải hóa thành hạt giống, trưởng sinh ra hoa sen. Bia đá đạo hữu đạo quả nhưng cùng không long văn kim đan có chỗ khác biệt. Thế nào thấy có điểm giống Tống tiền bối bộ sinh liên dị năng? Da đen vũ nhu tử nói. Hắc liên nâng Phỉ Kình Kim Đan. Đồng thời, trên người Phỉ Kình Kim Đan, đầu kia tinh lộ đồ sáng lên. Tinh lộ đồ bên trên, từng vị cửu châu nhất hào quần thành viên thân ảnh, chiếu rọi mà ra, sinh động như sống.
từng vị cùng Tống Thư Hàng kết duyên tiền bối thân ảnh, lần lượt hiển hiện. Tựa như là sống đến đây đồng dạng. Đây là cái gì? Kim đan cấu đồ, bia đá đạo hữu sững sờ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn từ nơi này tinh lộ đồ lên ngửi thấy đạo khí tức. Loại này đạo khí tức, lóe lên liền biến mất, sở dĩ bia đá cũng vô pháp xác định. Nếu như cái này tinh lộ đồ lên thật sự có đạo khí tức, vậy liền đại biểu cho hắn có cái này tiềm lực. Bia đá đạo hữu lẩm bẩm nói. Tiềm lực đại biểu cho tương lai. Nhưng là, cái này tinh lộ đồ, liên quan đến chính là phương diện nào đạo. Bia đá lặp đi lặp lại quan sát cũng không có nhìn ra đầu mối tin tức tình báo quá ít, không lấy ra được kết luận. Ngược lại là Tống Thư Hàng phía sau công đức chi quang, trong lúc mơ hồ ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh con đường trường sinh. Nhưng là Tống Thư Hàng phía sau vị kia tiên tử, nhưng căn bản không có muốn bước ra đầu này con đường trường sinh ý tứ. Nàng không có chút nào vận dụng đầu này công đức trường sinh đại đạo. Mà lại tình trạng của nàng cổ quái, nàng duy trì tự thân tồn tại công đức chi lực bắt nguồn từ Tống Thư Hàng. Nàng nếu là bước ra đầu này công đức con đường trường sinh, đến lúc đó chứng đạo không biết có thể coi là nàng. Vẫn là tính Tống Thư Hàng. Xem hết công đức xà mỹ nhân về sau, bia đá lại nhìn phía vị kia nói chuyện dùng ca hát phương thức nho ra tiên tử. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vị này tiên tử trên người cũng ẩn giấu đi con đường trường sinh, mà lại không chỉ một đầu. Tiếp lấy hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao đúng, kém chút quên đầu này ngốc kinh. Đây là trường sinh giả ngốc mao, đâm người một kích mất mạng, là Tống Thư Hàng trên người mạnh nhất cấp bậc linh kiện một trong. Cuối cùng hắn lại vui mừng nhìn về phía da đen vũ nhu tử, vẫn là tôn này tâm ma tiên tử tương đối bình thường, mặc dù là không long văn, nhưng trước mắt nàng là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức bên trong bình thường nhất một vị. Da đen vũ nhu tử tựa hồ cảm ứng được trước tấm bia đá bối ánh mắt, nàng đối trước tấm bia đá bối mỉm cười. Bia đá đạo hữu ở trong lòng khẽ gật đầu. Bình thường nhất lại là một tôn tâm ma hóa thân, không hiểu có loại bi ai cảm giác. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Tròn vo phì kình kim đan, bị hắc liên nâng, cái đuôi lên kết nối lấy 7 cái cuống rốn. 7 cái tiểu nguyên anh lực lượng cùng phì kình kim đan lực lượng tổ hợp đến cùng một chỗ. Nhập quần mã QA. Mạng lưới. Phân biệt kết nối lấy hiện thế, cửu u thế giới cảng. Quản lý hảo hữu cùng sổ đen công đức hạch tâm cùng thiên ma hạch tâm. Còn có khoa học kỹ thuật hệ tính toán hạch tâm. Lại thêm bản mệnh phì kình chủ server công năng. Một cái hoàn chỉnh 5 hệ thống chính thức thành hình. Muốn sinh ra nguyên anh sao? Bia đá mong đợi nói. Tức không phải không long văn kim đan nguyên anh sinh ra chi pháp, cũng không phải bình thường có long văn kim đan đường đi, Tống Thư Hàng nguyên anh, rốt cuộc muốn làm sao biến hóa ra đến. Cuối cùng biến hóa, chậm rãi triển khai. Đám người một chút không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Lúc này, phì kình kim đan không còn manh xuẩn, hắn tiến vào một loại nghiêm túc hình thức. Miệng của nó, khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ tại đọc lấy cái gì. Nhìn nó dáng vẻ, bước kế tiếp là muốn hút nuốt linh hồ nước hồ sao. Da đen vũ nhu tử suy đoán nói. Nàng xem thấy thổi phồng thành cầu phì kình kim đan, lòng có không đành lòng. Nếu như hắn muốn đi hấp thu linh hồ nước hồ, nhất định sẽ no bạo a. Hắn tựa hồ muốn nói. Sở các chủ đột nhiên lên tiếng nói. Làm sao có thể, kim đan làm sao có thể nói. Bia đá đạo hữu vô ý thức nói, nhưng nói được nửa câu, hắn liền kẹp lại. Kim đan cũng còn có thể ăn đồ vật, còn có thể bị lột, nghe nói còn có thể sinh con, sở dĩ. Dựa vào cái gì không thể nói chuyện. Vì phòng ngừa bản thân lại bị Tống Thư Hàng kim đan đập bia, hắn kịp thời im ngay. Chỉ muốn ta không nói lời nào, giữ yên lặng, đại ngã bi thủ hiệu quả liền không cách nào tác dụng trên người ta. Tu chân, lúc này, một mực trầm mặc linh quỷ đột nhiên lên tiếng nói. Nàng ánh mắt đờ đẫn, như là một đài không có linh hồn phiên dịch cơ. Tu chân, bia đá đạo hữu nghi ngờ nói, là cái này phì kình kim đan đang nói nội dung. Tu chân, linh quỷ lần nữa nói, dường như tại hồi phục bia đá. Có ý tứ gì, bia đá đạo hữu thở dài, hận không thể đối linh quỷ sử dụng độc tâm thuật. Lúc này, sở các chủ lên tiếng nói, ta nghĩ, hẳn là mã QA kim đan cấu đổ danh tự. Tống Thư Hàng đã từng vì bộ này mã QA kim đan hảo hữu công năng quyết định một cái tên, rất đơn giản cũng rất có nội hàm tu chân. Tu chân, nói chuyện phiếm quần danh tự, cái kia mã QA hảo hữu liệt biểu. Bia đá đạo hữu nhớ tới việc này,
tâm liền rất mệt mỏi, hắn không có cách nào thêm Tống Thư Hàng hảo hữu, là cái hắc hộ. Trước mắt hắn chỉ có thể tiếp thu được một bộ phận cửu u hắc bạch tin tức. Xem ra, Phi Kình Kim Đan cũng tại khẳng định cái tên này. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Đây cũng là Tống tiền bối Kim Đan tiến hóa một bước. Ba lúc này, Phi Kình Kim Đan nhẹ nhàng phun ra một cái bong bóng. Sau đó, trên người nó truyền đến một mảnh rạn nứt thanh âm. Xem ra, Tống Thư Hàng Nguyên Anh, là muốn trực tiếp từ Phỉ Kình Kim Đan thể nội đụng tới. A, à, không thể sinh ra sao? Da đen Vũ Nhu Tử nói. Phỉ Kình rạn nứt ra, liền đại biểu cho Kình Đan muốn vỡ vụn. Công đức xà Mỹ Nhân vươn tay ra, tựa hồ muốn chen một chút Phỉ Kình. Nhưng đưa tay đến nửa chừng, nàng lại dừng lại. Tống Thư Hàng Nguyên Anh từng sinh ra trình cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, không có tiền lệ. Lúc này, nàng xuất thủ chen cá voi, vạn nhất phá hủy Tống Thư Hàng Nguyên Anh tiến hóa quá trình làm sao bây giờ? Sở dĩ, trừ phi Tống Thư Hàng quá trình tấn cấp xảy ra vấn đề, nếu không nên thuận theo tự nhiên. Công đức xà Mỹ Nhân ở lúc mấu chốt, phi thường tỉnh táo, đáng tin. Cắt cắt, Phỉ Kình Kim Đan thân thể không ngừng vỡ ra. Thậm chí liền ngay cả trên người nó tinh lộ đồ, cũng bắt đầu tổn hại. Ông, ngay tại tinh lộ đồ bắt đầu vỡ vụn thời điểm, tinh đồ trên đường có mấy cái thân ảnh kịch liệt lóe sáng. Sau đó, có một chút điểm năng lượng, viễn trình truyền tới. Đến từ thiên đế năng lượng. Đến từ trình lâm tiên tử năng lượng. Đến từ tiểu ban ban năng lượng. Sau đó còn có cái gì đều có thể bán đại lão, côn na nữ sĩ, sở các chủ năng lượng. Những đại lão này là lòng có cảm giác, sau đó gửi đi một giọt năng lượng tới, nhìn xem Tống Thư Hàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, liền ngay cả bạch tiền bối đều bị kinh động. Bia đá đạo hữu. Đúng, chính là loại cảm giác này. Đây chính là hắn trước đó tại tinh lộ đồ lên cảm ứng được chợt lóe lên đạo khí tức. Nguyên lai những khí tức này, cũng không phải là Tống Thư Hàng chương này tinh lộ đồ tự mang. Mà là dấu ở chương này tinh lộ đồ phía sau các vị đại lão khí tức. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bia đá đạo hữu liền cảm ứng được 5 vị phía trên trường sinh giả đại lão khí tức lóe lên. Khó trách ta làm sao đều nhìn không ra Tống tiểu hữu cái này tinh lộ đồ thuộc về cái gì đạo, nguyên lai căn bản không phải đạo của hắn, mà là các vị trường sinh giả đại lão tới qua, lưu lại hương vị. Bia đá đạo hữu thầm nghĩ trong lòng. Khó trách cái kia đạo khí tức sẽ lóe lên liền biến mất. Nhưng là, đợi đã, 5 vị trở lên, mà lại số lượng còn đang tăng thêm trường sinh giả đại lão khí tức. Mà lại, mỗi vị trường sinh giả cùng Tống tiểu hữu ở giữa đều thân mật đến có thể trực tiếp viễn trình truyền tống công lực. Bia đá đạo hữu trong lòng chợt lạnh. Điệu thấp, điệu thấp. Bia đá đạo hữu nghĩ kỹ, chờ trở về hiện thế về sau, hắn nhất định phải trước điệu thấp làm việc. Vừa rồi chợt lóe lên nhiều như vậy khí tức. Xem ra tinh lộ đồ vỡ vụn kinh động đến rất nhiều người. Sở các chủ nói. Liền ngay cả tại cửu u thế giới cùng hiện thế khoảng cách ở giữa sở đều kinh động. Tinh lộ đồ vỡ vụn, sẽ còn khôi phục sao? Ta luôn cảm giác cái này tinh lộ đồ phi thường trọng yếu. Da đen Vũ Nhu Tử nhíu mày nói. Đây là trực giác của nàng, nhìn thấy tinh lộ đồ vỡ vụn lúc, phía trên mỗi một cái người vật quen thuộc cũng bắt đầu nứt mở, da đen Vũ Nhu Tử trong lòng liền 10 phần bất an. Đặc biệt là nàng bản thể còn ở tại tinh lộ đồ đầu tiên. Yên tâm đi, phá xác sinh ra Nguyên Anh chỉ là Phỉ Kình Kim Đan thuế biến, từ Kình Đan lột xác thành Nguyên Anh. Như vậy tinh lộ đồ nhất định sẽ chuyển rời đến Thư Hàng Nguyên Anh trên người, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Sở các chủ giải thích nói. Bản mệnh đan điền bên trong. Phỉ Kình Kim Đan thân thể, đột nhiên lại bắt đầu khôi phục. Có thể là bởi vì kinh động đến đại lão nhóm. Sau đó đại lão nhóm nhao nhao viễn trình truyền công, tại những năng lượng này tác dụng dưới, nguyên bản vỡ vụn Phỉ Kình Kim Đan, không uống thuốc mà khỏi bệnh. Phỉ Kình Kim Đan chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía trên bầu trời màu trắng đoàn. Mặc dù hắn không có phát ra âm thanh, nhưng nó động tác này, không hiểu để lộ ra tuyệt vọng khí tức. Loại này tuyệt vọng, dùng nhìn bằng mắt thường đến, liền có thể trải nghiệm. Tựa như là sinh con sinh đến một nửa, hai tử đầu đều đi ra. Nhưng lại có một loại nhiệt tình y sinh, bởi vì lo lắng mẫu thể chảy máu lượng quá lớn, cứng rắn là đem hài tử nhét trở về. Sở các chủ ví von nói. Ta cảm thấy Phỉ Kình Kim Đan hẳn là tại sinh mổ. Vết đao đều mở tốt, hài tử đều muốn lấy ra. Nhưng cũng bị người lấp trở về, còn đem vết đao cho khe hở lên. Thuận tiện còn tới cái chỉ rũ thuật, đem vết thương triệt để khôi phục.
Da đen Vũ Nhu Tử nói. Thảm. Công đức xà mỹ nhân như có điều suy nghĩ, nàng đang suy nghĩ muốn hay không tại phỉ kình kim đan trên thân, vẽ mấy cái thảm chữ. Bia đá đạo hữu cảm giác mình không cách nào cắm vào đề tài này, đậu đen rau muống nói, đáng tiếc, ta chỉ là một khối bia đá, không thể nào hiểu được sinh con cảm giác. Da đen Vũ Nhu Tử nghe vậy, ngắm nhìn bia đá đạo hữu. Nàng không nói gì, nhưng nàng trong mắt lại phảng phất ẩn chứa cực sâu ý tứ. Bia đá bị da đen Vũ Nhu Tử nhìn toàn thân run rẩy, bia trên người phảng phất muốn trường thanh rêu. Thế nào, trên người của ta có vấn đề sao? Bia đá lên tiếng hỏi. Không có chuyện gì, tiền bối. Ta chỉ là đang suy nghĩ một sự kiện. Da đen Vũ Nhu Tử ủ ấm cười một tiếng, thân là một đầu tâm ma, nụ cười của nàng lại vô cùng chữa trị, ấm áp nhân tâm. Chờ đến hiện thế về sau, nàng sẽ hướng dẫn trước tấm bia đá bối đi tiếp thu tống tiền bối trận kia huyền ma giảng pháp. Cũng không biết giảng pháp bên trong cái kia đạo mang thai ngưng thị đối khí linh có hữu hiệu hay không. Bia đá đạo hữu. Mà lúc này, Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong. Phỉ kình kim đan lần nữa nhảy động. Hắn hình cầu thân thể tại Hắc Liên lên dùng sức nhảy lấy, tại làm công tác chuẩn bị. Lần này, hắn muốn một hơi hoàn thành thuế biến, từ phỉ kình tiến hóa làm mập anh. Kình đan thân thể, lần nữa vỡ vụn ra. Nhưng lần này, phỉ kình lực khống chế đã khá nhiều, hắn tận lực duy trì tinh lộ đồ hoàn chỉnh, đem vết nứt mở tại lưng bên trên, lấy hô hấp lỗ vì trung gian tuyến, hiện lên hai nửa phân liệt. Cứ như vậy, miễn cho thuế biến đến một nửa, lại có một đại đợt đại lão viễn trình truyền lại năng lượng, quấy rầy hắn tiến hóa. Tạch tạch tạch, kình đan phần lưng vỡ ra, có một đoàn nhân hình quang mang từ phần lưng chậm rãi chui ra. Tới, là Nguyên Anh, da đen Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Mà lại, rất kỳ diệu chính là, cái này quang mang Nguyên Anh, cũng không biết cho nàng mang đến bài xích cảm giác. Cái này nho nhỏ quang mang thân ảnh, cố gắng chui ra phỉ kình thân thể. Tại hắn chui ra ngoài động thời điểm, phỉ kình kim đan trên người tinh lộ đồ cùng cửu long văn toàn bộ bắt đầu chuyển di, cấy ghép đến Nguyên Anh trên thân. Nguyên Anh thành hình. Tiếp đó, Tống Tiền Bối có thể tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đổi tên là Tống Tôn Giả. Da đen Vũ Nhu Tử che miệng cười khẽ. Chớ vội vui vẻ, hắn còn có một trận đại kiếp muốn độ. Bia đá đạo hữu nghiêm túc nói. Hắn nội tâm 10 phần bất an. 7 cái tiểu Nguyên Anh, một cái kỳ quái đại Nguyên Anh. Không nói khối lượng, đơn giản liền nói số lượng đi. Tống tiểu hữu một cái người chẳng khác nào là 8 cái tôn giả tấn cấp A. Vậy hắn thiên kiếp, lại là hạng gì uy lực? 8 cái thất phẩm thiên kiếp, nói không chừng sẽ trực tiếp cường hóa đến tiếp cận bát phẩm huyền thánh kiếp uy lực A. Tống tiểu hữu có chuẩn bị độ kiếp trận pháp sao? Ta đoán chừng, thiên kiếp của hắn cường độ, nói không chừng sẽ đạt tới tiếp cận bát phẩm huyền thánh kiếp uy năng, nếu như không có độ kiếp trận pháp, một kiếp này chỉ sợ không dễ chịu. Bia đá đạo hữu hỏi. Tống tiền bối trước kia tựa hồ có chuẩn bị qua độ kiếp trận pháp, bất quá dù sao hắn đều không dùng. Da đen Vũ Nhu Tử mỉm cười nói. Sở các chủ càng là thở thật dài một cái nói, nếu như chỉ là tiếp cận bát phẩm huyền thánh thiên kiếp, liền tốt. Nếu như giống bia đá đạo hữu tính ra, chỉ là thất phẩm đỉnh phong, tiếp cận bát phẩm huyền thánh cấp thiên kiếp uy lực, lấy Tống Thư Hàng khả năng hiện giờ, cơ bản không cần lo lắng. Hy vọng lần này có thể nhận bia đá đạo hữu cắt ngôn đi. Sở các chủ chậm rãi nói. Bia đá đạo hữu. Cắt ngôn. Ta nói thiên kiếp uy lực là tiếp cận bát phẩm huyền thánh thiên kiếp A. Tống tiền bối Nguyên Anh còn không mở mắt, lúc này, da đen Vũ Nhu Tử thanh âm, rời đi bia đá lực chú ý. Bản mệnh đan điền bên trong. Tống Thư Hàng Nguyên Anh ngồi xếp bằng. Hình dạng của nó cũng rất đặc thù. Bình thường tu sĩ Nguyên Anh nhìn từ ngoài, phần lớn đều là phiên bản thu nhỏ tự thân. Tống Thư Hàng Nguyên Anh, lại là một cái chân chính trẻ nhỏ bộ dáng, đỉnh đầu lông tóc đều rất thưa thớt. Cái này ấu Tống Nguyên Anh nghiêm trang ngồi ở Hắc Liên bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, không có mở mắt. Tại hắn phía dưới, phỉ kình kim đan thân thể cũ chậm rãi bên dưới chìm. Chẳng lẽ là chịu đến ta chủ bí cảnh ảnh hưởng, không cách nào dẫn hạ thiên kiếp, sở dĩ còn chưa mở mắt. Bia đá suy đoán nói. Nguyên Anh mở mắt sát na, liền đại biểu cho thiên kiếp giáng lâm thời điểm. Có lẽ chính là bởi vì không cách nào dẫn hạ thiên kiếp. Sở dĩ Nguyên Anh một mực ở vào nhắm mắt trạng thái. Nhưng không đúng, tiểu Nguyên Anh nhóm không đều mở mắt sao? Da đen Vũ Nhu Tử nói. Sở các chủ hơi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là tấn cấp vẫn chưa hoàn thành?
còn có cái khác trình tự. Đang khi nói chuyện, bản mệnh đan điền bên trong lại lên dị biến. Cái kia màu trắng đại đoàn tử, tản ra, hắn hóa thành rất nhiều mao sợi thô, rải rác ở Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền linh hồ bên trên. Đồng thời, Phỉ Kình Kim Đan thân thể cũ, cũng rốt cục chìm vào linh hồ đáy hồ. Phảng phất là thỏa mãn một loại nào đó điều kiện. Tống Thư Hàng chỗ mi tâm, có quang mang đại thịnh. Tạo hóa tiên tử che lại cái miệng nhỏ nhắn, chăm chú nhìn Tống Thư Hàng mi tâm, đây là muốn mở con mắt thứ ba tiết tấu sao. Đáng tiếc, để tiên tử thất vọng rồi. Tống Thư Hàng chỗ mi tâm sáng lên, cũng không phải là con mắt thứ ba. Mà là một cái phù văn. Long phù chuyển sinh phù văn bù đắp bản. Nguồn gốc từ tại Hắc Long thế giới phục sinh phù văn, liền cửu phẩm cường giả cũng có thể phục sinh chân quý phục sinh thủ đoạn. Lúc này, rõ ràng Tống Thư Hàng còn sống, cái này phục sinh phù văn lại bị kích hoạt. Sau đó phù văn phục sinh chi lực, bao phủ tại bản mệnh kình đan thân thể cũ phía trên. Nguyên bản đã chìm tới đáy mập kình kim đan thể xác, tại long phù chuyển sinh phù văn quang mang chiếu rọi, vậy mà lại một lần nữa từ linh hồ đáy hồ hiện lên. Nguyên bản đã vỡ vụn ra thể xác, lại một lần nữa khép lại. Bia đá đạo hữu một bia mặt mộng bức, đây cũng là cái gì thao tác? Không biết. Bất quá cái phù văn này, là phục sinh pháp thuật. Sở các chủ nhắc nhở, điểm ấy rất trọng yếu. Da đen vũ nhu tử chỉ vào mập kình kim đan vết rách lại khôi phục. Vô dụng, liền xem như trên kim đan vết nứt khôi phục cũng không có hiệu quả, kim đan đã lột xác thành nguyên anh. Bia đá đạo hữu chậm rãi nói. Nói cách khác, hiện tại mập kình kim đan là không có linh hồn, chỉ là cái thể xác. Sở các chủ thở dài, nói, ta nói. Cái này mai là phục sinh phù văn A. Chú ý, là phục sinh phù văn. Tống Thư Hàng hiện tại lại không chết, nó vì sao lại bị kích hoạt lên? Chẳng lẽ, là muốn phục sinh mập kình kim đan? Da đen vũ nhu tử nhãn tình sáng lên. Bia đá đạo hữu phản bác, không đúng, kim đan lại không có chết đi, nó chỉ là lột xác thành nguyên anh. Liền cùng côn trùng tiến hóa thành hồ điệp đồng dạng, không có lý do kích hoạt phục sinh phù văn A. Chẳng lẽ tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả bên trong Tống tiền bối, lại chết? Da đen vũ nhu tử xoa cằm nói. Bia đá đạo hữu có chút dừng lại, nó nhạy cảm chú ý tới da đen vũ nhu tử lời nói bên trong cái kia lại chữ. Lại chết? Tử vong nghiêm túc như vậy sự tình, tại sao phải thêm cái lại chữ? Trừ phi, tử vong đối Tống tiểu hữu đã không còn nghiêm túc. IEA bên cạnh, tạo hóa tiên tử chính đưa tay nhỏ, tại Tống Thư Hàng trong mi tâm móc động. Nàng còn tưởng rằng Tống Thư Hàng muốn mọc ra con mắt thứ ba, bạch hoan hỉ một trận. Mi tâm chuyển sinh phù văn cũng không phải là con mắt, tạo hóa tiên tử không cách nào đưa nó móc hạ, nàng chỉ là không có cam lòng, tay nhỏ quật cường một lần móc. Ngay tại nàng ngay cả móc hơn 10 lần lúc, mi tâm chuyển sinh phù văn đột nhiên biến mất không thấy. Tạo hóa tiên tử, nàng vội vàng cúi đầu nhìn về phía mình tay nhỏ. Nhưng là, trong tay nàng trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng lại vội vàng nhìn về phía Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Quả nhiên, viên kia long phù chuyển sinh phù văn chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong đan điền, đồng thời, trực tiếp tiến vào bản mệnh kình đan thể xác bên trong. Tống Thư Hàng long phù chuyển sinh phù văn được từ Hắc Long thế giới, là rồng lạc ban cho mỗi vị rời đi Hắc Long thế giới cấp 9 pháp sư chúc phúc. Cho dù là những cái kia cấp 9 pháp sư tại ngoại giới bỏ mình, cũng có thể mượn long phù chuyển sinh phù văn. Tại Hắc Long thế giới trùng sinh, đại giới chính là giảm xuống tu vi. Mà Tống Thư Hàng long phù chuyển sinh phù văn, tại mấy lần tiếp xúc bất hủ chi cốt về sau, đạt được bù đắp, đồng thời đạt được tiến hóa. Hiện tại, ngay cả chính Tống Thư Hàng cũng không biết cái này mai long phù chuyển sinh sẽ có được như thế nào hiệu quả. Tại mọi người chú ý xuống, long phù chuyển sinh phù văn, dung nhập vào mập kình kim đan. Phục sinh phù văn bị triệt để kích hoạt. Mập kình kim đan. Tại long phù chuyển sinh phù văn tác dụng dưới, bắt đầu phục sinh. Nó bắt đầu biến phong phú, thậm chí nguyên bản trên thân đã chuyển rời đến nguyên anh trên người tinh lộ đồ cũng bắt đầu khôi phục. Nguyên bản thoát hơi kình thân, một lần nữa thổi phồng thành cầu. Đồng thời, mập kình trên kim đan tinh lộ đồ cùng nguyên anh trên người tinh lộ đồ cộng minh, đồng bộ. Gõ, kim đan vậy mà thật sống lại, bia đá đạo hữu chỉ cảm thấy bia lạ mặt đau, từng cái, đều luyện đại ngã bi thủ. Treo lên bia mặt đến không lưu tình chút nào. Đây coi như là dự bị server sao? Da đen vũ nhu tử lên tiếng nói. Vì cam đoan số liệu an toàn, cho nên trừ chủ server bên ngoài,
còn được có cái chuẩn bị phân số theo dự bị server, miễn cho tại chủ server bị hao tổn lúc, dẫn đến số liệu thiếu thốn. Đang khi nói chuyện, trùng sinh mập kình kim đan, lại một lần nữa trồi lên mặt hồ. Nó nhảy lên, rơi vào hắc liên bên trên. Ngồi xếp bằng nguyên anh, thuận thế bày ra ngũ tâm hướng nguyên tư thế. Mập kình kim đan vững vàng rơi vào nó trên hai tay, bị nguyên anh giơ cao. Tranh tết, búp bê ôm cá đồ, da đen vũ nhu tử nhãn tình sáng lên. Hình tượng này, cực kỳ giống tranh tết bên trong búp bê ôm cá chép đồ án. Sở các chủ nhìn không được cười ra tiếng, may mắn. Các ngươi nhìn mập kình kim đan đỉnh đầu, bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Chỉ thấy tại mập kình kim đan đỉnh đầu chỗ, hiển hiện một viên long phù chuyển sinh phù văn lạc ấn. Bất quá, cái này mai long phù chuyển sinh phù văn bên trong năng lượng, đã tiêu hao sạch sẽ, chỉ để lại một cái nhàn nhạt lạc ấn vết tích, chứng kiến lấy nó từng tại trên thế giới này sống sót qua. Cái này mai long phù chuyển sinh phù văn, còn có thể tái sử dụng. Da đen vũ nhu tử nghi ngờ nói. Phù văn từ tống tiền bối mi tâm chuyển rời đến mập kình kim đan mi tâm, không có trực tiếp biến mất. Ta xem một chút, sở các chủ cẩn thận kiểm tra mập kình kim đan. Một lát sau, sở các chủ phỏng đoán nói, hoàn toàn chính xác, cái phù văn này tựa hồ có thể nhiều lần sử dụng. Bất quá, nó tích xúc năng lượng tốc độ rất chậm, chờ nó năng lượng một lần nữa tích lũy lời nói, chỉ sợ muốn cái 10 năm 8 năm. 10 năm 8 năm, da đen vũ nhu tử nháy nháy mắt, khẳng định nói, cái kia xem ra lần tiếp theo, tống tiền bối là dùng không lên nó. Lấy tống tiền bối người hiện đại nhanh tiết tấu cách sống, một mực là chỉ tranh sớm chiều. 10 năm 8 năm quá lâu, tống tiền bối cái kia chờ được. Tống tiền bối tiết tấu nhanh như vậy, muốn cùng lên bước tiến của hắn cũng không dễ dàng. Loại này cần 10 năm 8 năm mới có thể lần nữa sử dụng phục sinh thủ đoạn, tại tống tiền bối trên thân, nhất định bị đào thải. Bia đá đạo hữu bia thân lại là có chút cứng đờ. Tống tiền bối lại chết. 10 năm 8 năm. Tống tiền bối là dùng không lên nó. Da đen vũ nhu tử thanh âm, tại trong đầu của nó quanh quẩn. Sơ bộ suy đoán, tống tiểu hữu tại trong vòng 10 năm, liền sẽ hẳn phải chết một lần. Trước nhớ kỹ, nó thân là một khối mộ bia, đối tống tiểu hữu chết, nhất định phải chú ý. Đây là hắc bạch chủ nhân bàn giao cho nó sứ mệnh. Xem ra, trừ đối đại lão bên ngoài, nó còn có rất nhiều địa phương có thể dùng tới, không cần quá lo lắng thất nghiệp. Bất quá, không nghĩ tới long phù chuyển sinh phù văn, vậy mà thật sẽ dùng tại mập kình trên kim đan. Sở các chủ ngốc mau xoay chậm chậm. Nói thật, cái này rất không tu chân. Nếu như kim đan vỡ vụn sẽ bị phán đoán là tử vong, cái kia chư thiên vạn giới bên trong một chút có phục sinh thủ đoạn tu sĩ, tại 5 tấn 6 thời điểm, phục sinh thủ đoạn không cũng phải bị kích hoạt lên. Giảng không thông. Da đen vũ nhu tử suy đoán nói. Có phải hay không là tống tiền bối ý thức tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong lúc, cũng đúng lúc nhận lấy ảnh hưởng. Ý thức nguy cơ kim đan vỡ vụn hai chuyện cùng một chỗ phát sinh, đưa đến long phù chuyển sinh phù văn bị kích hoạt. Khả năng này rất lớn, sở các chủ nói. Nàng ngốc mau lần nữa tìm được A thập lục trong áo trên, dán tại nàng trên bụng. A thập lục thể nội hư đan cũng đã ngưng tụ tới cực hạn, tùy thời muốn dẫn hạ thiên kiếp, tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng. Lúc này, tại thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong. Như da đen vũ nhu tử suy đoán, Tống Thư Hàng một đoàn người vừa kinh lịch một lần khó khăn trắc trở. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, bốn người đã hoàn toàn đã mất đi ký ức. Ra ngoài bản năng, bốn người đoàn tụ cùng một chỗ. Tống Thư Hàng tay trái cầm Xích Tiêu Kiếm, tay phải nắm Tô Thị A Thập Lục trên thân vòng quanh Bạch Long Tỷ Tỷ. Thời gian nghịch chuyển pháp thuật. Tựa hồ cuối cùng đã tới phần cuối. Bốn người đều có một loại trực giác, tiếp xuống bọn chúng sắp từ cái này thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong đi ra ngoài. Cho nên, bốn người chăm chú liên hệ với nhau, giữa lẫn nhau không phân ly. Ngay tại pháp thuật hiệu quả sắp biến mất thời điểm, đột nhiên có một cái màu đen bia lớn mạnh mẽ đâm tới. Bia lớn đồng dạng không có ký ức. Nó khi nhìn đến Tống Thư Hàng thân ảnh lúc, bản năng liền đánh tới, muốn đem Tống Thư Hàng một đoàn người triển nát. Cẩn thận, Tống Thư Hàng hét lớn một tiếng, hắn lách mình đem tại Tô Thị A Thập Lục trước mặt, đưa nàng hộ ở sau lưng. Đồng thời, tay trái cầm Xích Tiêu Kiếm, hung hăng chém về phía khối kia màu đen bia lớn. Màu đen bia lớn nhìn qua cường hoành phi thường, phảng phất có thể trấn áp hết thảy. Nhưng ở chính thức tiếp xúc thời điểm, Tống Thư Hàng phát hiện ra hỏa này yếu ớt có thể.
Tay hắn cầm xích tiêu kiếm chém xuống một kiếm lúc, màu đen bia lớn liền phẳng phất đậu hũ đồng dạng bị cắt mở, bị cắt thành hai nửa, không mang dừng lại. Màu đen bia lớn bị cắt mở tả hữu hai nửa, từ Tống Thư Hàng đám người hai bên bay đi, phóng tới phần cuối, lại phẳng phất đụng phải thứ gì, phát ra ầm ầm tiếng vang. Yếu như vậy, chính Tống Thư Hàng cũng là sững sờ. Nhưng một lát sau, hắn hơi vung tay bên trong xích tiêu kiếm, không đúng, không phải đối phương quá yếu. Mà là kiếm trong tay của ta, khắc chế đối phương. Trước đó, màu trắng dài mảnh tỉ tỉ nói qua, bọn hắn hiện tại hẳn là ý thức trạng thái. Mà trong tay hắn chuôi này màu đen kiếm, đối với ý thức thể, có được cường đại lực sát thương. Đao, ta là đao, trường kiếm trong tay nhắc nhở. Vâng vâng vâng, ngài là đao, Tống Thư Hàng gật đầu phụ họa nói. Hắn mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng có chút kiến thức căn bản, vẫn là tồn tại. Tỉ như ngôn ngữ, lại tỉ như đao và kiếm ở giữa khác nhau. Thật sự là một thanh quái kiếm, rõ ràng là kiếm, lại nhất định phải nói tự thân là đao. Tại mất đi ký ức trước đó, thanh kiếm này tiền bối đến cùng kinh lịch cái gì, mới có thể tại bản năng bên trong cho là mình là một thanh đao. Nói, Tống Thư Hàng đưa tay theo thói quen tại đao lên khẽ vỗ. Một cái không biết là cái gì nguyên lý pháp thuật, dựa vào thân thể bản năng ký ức thi triển đi ra, rơi vào đao trên thân. Qua nha 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 thoải mái thấu đây là cái gì pháp thuật. Xích tiêu kiếm thoải mái đến thân kiếm run rẩy. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, không biết, ta chính là bản năng dùng đến. Lại đến, một lần nữa, loại cảm giác này, quả thực giống như là cho ta toàn thân thoa lên hộ đao dầu, lại dùng trên nhất tốt đá mài đao đang rèn luyện đồng dạng. Xích tiêu kiếm kêu lên. Tống Thư Hàng. Cẩn thận, chú ý bạo tạc xung kích. Lúc này, Tống Thư Hàng nghe được màu trắng dài mảnh tỉ tỉ phát ra cảnh báo. Sau lưng bị cắt thành hai nửa màu đen bia lớn, trên thân bốc lên một trận điện quang hỏa hoa. Oanh! Màu đen bia lớn nổ tung lên. Ở vào thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả bên trong, Tống Thư Hàng bọn người không chỗ có thể trốn. Tống Thư Hàng trên thân, đột nhiên hiển hiện đủ loại hộ thể pháp thuật hiệu quả. Hắn đưa tay đem nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhét vào trong ngực. Phối hợp với màu trắng dài mảnh tỉ tỉ cùng một chỗ, đưa nàng bảo hộ lấy. Cùng một thời gian nghịch chuyển pháp thuật, rốt cục đến điểm cuối. Thế giới, tại một sát na dừng lại. Sau lưng bạo tạc sinh ra xung kích phá hư, chính Tống Thư Hàng che chở nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ động tác, trước mắt bạch long, trong tay xích tiêu kiếm, toàn bộ dừng lại. Ý thức của bọn hắn vẫn còn. Còn có thể suy nghĩ, nhưng thân thể lại không cách nào hành động. Lại nói tiếp, tử vong giáng lâm. Cái này tử vong là thời gian nghịch chuyển pháp thuật một vòng, là man thiên quá hải, lừa gạt thế giới một vòng. Tống Thư Hàng, xích tiêu kiếm, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, ở trong nháy mắt này, đều xa vào đến tử vong trạng thái. Không sai, là tử vong hương vị, Tống Thư Hàng trong lòng xác định đến. Mùi vị quen thuộc, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dù cho không có ký ức, nhưng loại vị đạo này đã khắc sâu tại hắn thực chất bên trong, sâu trong linh hồn, tuyệt đối sẽ không quên. Cứ như vậy, bọn hắn duy trì lấy tử vong trạng thái quá trình, bị từ thời gian nghịch chuyển pháp thuật hiệu quả bên trong, lấy ra. Cùng một thời gian, cùng ý thức đem đối ứng, thân ở tại hiện thế bên trong, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục thân thể, cũng tại ngắn ngủi một sát na, tiến vào tử vong trạng thái. Muốn lừa gạt thời gian, lừa gạt thế giới. Nhất định phải trước lừa qua chính mình. Loại này tử vong trạng thái, vẻn vẹn duy trì một sát na thời gian. Thậm chí ngay cả sở các chủ cùng bia đá đều không có phát giác. Nhưng là, Long Phù chuyển sinh lại bắt được Tống Thư Hàng thân thể trong chốc lát tử vong, bị kích hoạt. Ao ao ao. Tống Thư Hàng bọn người, duy trì thời gian dừng lại, tử vong trạng thái, từ thời gian nghịch chuyển pháp thuật bên trong thoát ly. Bốn người cùng hai nửa màu đen bia lớn. Xuất hiện tại một mảnh quen thuộc vừa xa lạ trong sa mạc. Cũng không biết bao lâu sau. Tử vong trạng thái rút đi. Tiếp lấy thời gian dừng lại hiệu quả rút đi. Oanh! Bị cắt thành hai nửa màu đen bia lớn, ầm vang nổ tung. Nhưng lần này, nó khoảng cách Tống Thư Hàng bọn người khá xa, dù là nổ thịt nát xương tan, cũng không có thương tổn đến Tống Thư Hàng bốn người mảy may. Nơi này là địa phương nào? Tô Thị A Thập Lục bò lên, quay đầu chung quanh. Tống Thư Hàng lắc đầu, rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là địa phương nào. Chúng ta xuất hiện ở đây, là có cái gì sứ mệnh sao? Xích tiêu kiếm hỏi. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói,
cho dù có cái gì sứ mệnh, tại mất trí nhớ trạng thái, cái gì cũng không làm được. Đem chúng ta cuốn vào pháp thuật kia chính là ai? Tống Thư Hằng hỏi, có lẽ hắn sẽ có an bài, sẽ nói cho chúng ta biết sau đó phải làm thế nào. Linh linh linh. Đang khi nói chuyện, theo êm tai ngựa tiếng chuông, có một con bạch mã chậm rãi từ đằng xa dậm chân mà tới. Tống Thư Hằng đột nhiên toàn thân run lên. Cầm bàn tay hắn Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nói, thế nào? Không biết, ta nghe cái này ngựa tiếng chuông lúc, liền cảm giác có một cái kinh khủng đồ vật muốn đi qua. Ta tại mất trí nhớ trước, khẳng định bị cái kia kinh khủng đồ vật tra tấn qua. Tống Thư Hằng nói, không sợ, lần này có chúng ta ở đây. Tô Thị A Thập Lục nhón chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hằng đầu. Bạch mã chậm rãi tới gần, đi vào Tống Thư Hằng bọn người bên cạnh. A, chỉ có ngựa, không ai, Tống Thư Hằng hiếu kỳ nói. Luôn cảm giác, cái này bạch mã bên cạnh, hẳn là phải có người mới đúng. Bạch mã có chút ngắm nhìn Tống Thư Hằng, sau đó lại cúi đầu, đi vào màu đen bia lớn bạo tạc chỗ. Sau đó, nó móng trái trước giẫm tại màu đen bia lớn hài cốt bên trên, một chuỗi tin tức, từ màu đen bia lớn nổi lên hiện, bị đọc đến. Động tác này, lão thục luyện. Liền phảng phất cái này màu đen bia lớn là nó thiết kế chế tác đồng dạng. Thần thánh phương nào, Tống Thư Hằng tay cầm xích tiêu kiếm, cảnh giác nói. Bạch mã đọc đến xong tin tức, lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, bạch hạc lưỡng xí kim kê độc lập, hí ruột ruột. Tống Thư Hằng. Hắn duy trì cảnh giác, trong tay nắm lấy xích tiêu kiếm, sau đó từng bước một lui lại. Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ cũng theo hắn một chút xíu lui lại. Cái này ngựa có vấn đề sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hằng nghiêm túc nói, rất có vấn đề, mặc dù không có ký ức, nhưng ta khi nhìn đến cái kia móng lúc, não nhân đau. Cái kia chính bảy biện bạch hạc lưỡng xí tư thế móng ngựa nếu là đánh xuống đến, sẽ chết người đấy. Luôn cảm giác mình từng tại cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm, bị cái này móng ngựa ám toán qua. Cho nên nhìn thấy cái này móng lúc, liền sẽ có bản năng phản ứng. Bạch mã tại sáng xong chiêu thức về sau, nhìn thấy hèn nhát đồng dạng lui lại Tống Thư Hằng, ánh mắt lộ ra sinh động khinh thường biểu lộ. Một con ngựa trên mặt, vậy mà có thể làm ra sinh động như thật khinh thường, cũng thật sự là làm khó khuôn mặt của nó cơ bắp thần kinh. Bạch mã bốn cái móng rơi xuống đất, quay người bắt đầu trở lại cái kia màu đen bia lớn hài cốt chỗ. Màu đen bia lớn hài cốt, tại bị đọc đến xong tin tức về sau, liền bắt đầu phai màu, từ màu đen bia lớn chuyển đổi thành phổ thông bia đá bộ dáng. Cái kia, cái này mã tiền bối, có thể hỏi cái vấn đề sao? Cái này màu đen bia lớn là người bảo vật sao? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái này màu đen bia lớn là bị hắn cắt đậu hũ đồng dạng mở ra. Nếu như là cái này bạch mã tiền bối bảo vật, vậy hắn chẳng phải gặp rắc rối rồi. Bạch mã quay đầu, cười như không cười ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Nếu như là ta bảo vật, người phải bồi thường ta tiền sao? Một cái hư ảo thanh âm, từ bạch mã trên thân truyền ra. Không phải trong miệng, mà là từ bạch mã trên thân trực tiếp truyền đến. Thanh âm này phi thường êm tai, mà lại tự mang độ thiện cảm chín hiệu quả. Tống Thư Hằng theo bản năng sờ lên túi. Mặc dù trong đầu hắn liên quan tới tiền khái niệm có chút mơ hồ, nhưng có kiện sự tình hắn lại nhớ rõ, hắn không có tiền. Tiền bối, nếu như không có tiền, có thể thịt thường sao? Tống Thư Hằng thận trọng nói, ta có thể làm công trả nợ, ta toàn thân trên dưới có chút khí lực, tài giỏi một chút việc tốn thể lực. Sau lưng, Tô Thị A Thập Lục vội vàng lôi kéo Tống Thư Hằng, thịt thường cái từ này dùng sai. Cái kia hẳn là dùng cái gì từ? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Tô Thị A Thập Lục nhíu mày, nhưng nhất thời nửa khắc nàng cũng nghĩ không ra thay thế từ ngữ đến, ký ức mơ hồ hóa rất nghiêm trọng, càng là muốn đi hồi ức đồ vật, ngược lại càng là nghĩ không ra. Loại trạng thái này, làm nàng phi thường không thích ứng. Tốt, lúc này, bạch mã trên người thanh âm đột nhiên nói, vậy liền thịt thường đi, đi theo ta. Ta cái này vừa vặn có cái thí nghiệm, cần ngươi đến phối hợp, bá Tống tiên sinh. Bá Tống, là đang gọi ta sao? Tống Thư Hằng chỉ chính mình. Đúng, bá Tống chính là của ngươi danh tự. Bạch mã thuận miệng trả lời, nó quay người đi về phía trước, đồng thời phải móng sau đạp ở màu đen bia lớn hải cốt phía trên. Một móng đạp xuống, những này hài cốt liền hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất bị từ trên thế giới xóa đi. Ta làm sao luôn cảm giác cái này bia lớn cũng nhìn rất quen mắt. Tống Thư Hằng nói khẽ.
hắn cảm giác mình hẳn là có một vị mọc ra bia lớn mặt hảo hữu. Chúng ta muốn đuổi theo nó sao? Tô Thị A Thập Lục nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta bây giờ tập thể mất trí nhớ, muốn tìm kiếm đầu mối lời nói, chỉ có đuổi theo nó. Lời nói, cái này bạch mã thật tuấn, nếu có thể có như thế một thất bạch mã tòa kỵ khẳng định rất phong cách. Eo buộc trường kiếm, thanh thường tuấn mã, ngẫm lại liền cảm giác rất tiêu sái. Lời này của ngươi sẽ bị trước mặt bạch mã nghe được. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ nhắc nhở. Họa từ miệng mà ra. Có mấy lời, đang kể ra đi trước, tốt nhất trải qua suy nghĩ một lần sẽ tương đối thỏa đáng. Trước mắt bạch mã xoay đầu lại, khinh miệt ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, cứ như vậy. Một ngựa, một rồng, một kiếm, hai người, tại bát ngát trong sa mạc hành tẩu. Cũng không biết đi được bao lâu, trước mặt bạch mã dừng lại. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, tới rồi sao? Đến, một hồi sau nghe ta khẩu lệnh, ta đếm tới ba, các ngươi liền nhắm mắt lại. Bạch mã trên người cái thanh âm kia lên tiếng nói. Tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được bị nói, ta không có con mắt. Cái kia một hồi ngươi ở lại bên ngoài, theo giúp ta cùng một chỗ. Bạch mã lên tiếng nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Đợi chút nữa, muốn đem nó một mình lưu lại. Tại cái này thế giới xa lạ. Cũng chỉ có màu trắng dài mảnh nữ sĩ, nhỏ nhắn xinh xắn cô nương và người tốt mặt thiếu niên, có thể cho nó một tia cảm giác quen thuộc, nó cũng không muốn rời đi cái kia ba vị. Đừng, chúng ta bốn người là cùng nhau, sinh muốn cùng một chỗ, chết cũng phải cùng một chỗ. Tuyệt không tách rời, tâm ma xích tiêu kiếm vội vàng nói. Đừng làm rộn, lại hướng phía trước, đối với ngươi mà nói chính là địa ngục. Ba tống, thanh kiếm này lưu lại, trước để ta tới thay ngươi đảm bảo. Bạch mã lên tiếng nói. Tống Thư Hàng do dự một lát, cuối cùng vẫn đem tâm ma xích tiêu kiếm đưa cho bạch mã. Mặc dù không có ký ức, nhưng trực giác nói cho hắn biết, làm như vậy lựa chọn chính xác nhất. Tống Thư Hàng đưa lên xích tiêu kiếm đồng thời, hỏi, tiền bối, kiếm muốn treo ở thân ngươi. Ách! Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy bạch mã hé miệng, cắn một cái vào tâm ma xích tiêu kiếm, đầu dương lên, xích tiêu kiếm liền bị nó nuốt vào trong bụng. Tống Thư Hàng. Một màn này, ký thị cảm cực mạnh, khiến người cảm giác phi thường thân thiết. Yên tâm đi, cái này gọi nuốt kiếm biểu diễn, cũng không phải là ăn nó đi. Chờ ngươi ra lúc, ta liền đem nó trả lại cho ngươi. Bạch mã trên người thanh âm trả lời. Tâm ma xích tiêu kiếm. Tốt, nghe ta khẩu lệnh. 3, 2, 1, nhắm mắt, trong lòng đếm thầm đến 10, lại mở mắt. Bạch mã lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục. Bạch Long tỉ tỉ, toàn bộ phối hợp nhắm mắt lại, cũng ở trong lòng yên lặng đếm xem. Đếm tới 10 về sau, Tống Thư Hàng dẫn đầu mở to mắt. Sau đó, hắn phát hiện trước mắt của mình, xuất hiện một mảnh màu trắng đoàn tử. To to nhỏ nhỏ đoàn tử, lơ lửng trong hư không, phi thường hùng vĩ. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Tô Thị A Thập Lục không khỏi sờ lên bụng của mình, nhìn thấy những này tiểu đoàn tử, nàng liền cảm giác bụng có chút chống đỡ. Đây là ta thí nghiệm chi địa, là ta đối thời gian chi đạo một cái thú vị thí nghiệm. Người đã muốn thịt thường, vừa vặn có thể phối hợp ta hoàn thành cái này thí nghiệm. Bạch mã trên người thanh âm vui vẻ nói. Có sinh mệnh nguy hiểm không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Có, nhưng là cái kia nguy hiểm tính mạng, là ngươi tự thân mang theo. Ta thí nghiệm, ngược lại có thể giảm xuống sinh mệnh của ngươi nguy hiểm hệ số. Bạch mã trên người thanh âm nói. Cái kia để nàng cùng màu trắng dài mảnh tỉ tỉ rời đi trước. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đẩy ra Tô Thị A Thập Lục, muốn thịt thường chỉ là ta một người, không cần đưa nàng cuốn vào. Ngươi sai, cũng không phải là ta muốn đem nàng cuốn vào. Mà là tại tương lai, ngươi cùng nàng đã bị cuốn vào đến cùng một chỗ. Bạch mã trên người thanh âm nói. Tống Thư Hàng, có ý tứ gì? Không cần sợ, mặt khác, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vừa rồi ta khả năng nhìn lầm. Cái kia màu đen bia lớn cũng không phải là ta đồ vật, mà là có người lấy trộm ta thiết kế, phỏng chế ra đồ vật. Bạch mã lại bổ sung. Nhìn lầm rồi. Cái kia màu đen bia lớn không phải bạch mã tiền bối đồ vật. Nói cách khác, trên lý luận ta căn bản không cần thịt thường tới. Vậy ta chẳng phải là thua lỗ. Bạch mã tiền bối, ngươi lừa ta. Tống Thư Hàng hét lớn. Không hố không hố, phải biết ta thí nghiệm, người khác cầu tới làm vật thí nghiệm. Ta còn không cần đâu. Bạch mã trên người thanh âm vui vẻ nói. Đem ta thịt thường trả lại cho ta.
Tống Thư Hằng cảm giác mình thua thiệt lớn. Bạch mã nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Một lát sau, nó nghiêm túc nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta thiếu ngươi một lần thịt thường. Chờ ngươi còn sống sau khi ra ngoài, ta cũng cho ngươi thịt thường một lần. Tống Thư Hằng. Lời này nghe luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sau một khắc, hắn cùng Tô Thị A Thập Lục trước mắt liền bắt đầu mơ hồ, như là lâm vào mê vụ, không cách nào nhìn thấy bạch mã thân ảnh. Là những cái kia màu trắng đoàn tử, bọn chúng tản ra, hóa thành xương trắng, bao phủ toàn bộ không gian. Bạch mã tĩnh đứng ở sương mù biên giới, chuyên chú nhìn qua phía trước. Tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được hỏi, ngươi muốn làm gì thí nghiệm? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi muốn đối cái kia mọc ra người tốt mặt thiếu niên bất lợi, đừng trách ta không khách khí. Có tin ta hay không đâm ngươi cái thủng dạ dày? Nuốt kiếm biểu diễn cũng không phải ai cũng có thể làm. Ngươi thật là cho tâm ma mất mặt, ta chưa từng thấy giống như ngươi chính trực tâm ma. Bạch mã ha ha cười nói. Tâm ma xích tiêu kiếm vô ý thức nói, không sợ, còn có một con tâm ma cho ta lót đáy. À, còn có chỉ tâm ma là ai? Mất trí nhớ loại chuyện này, có đôi khi phi thường đau đầu. Yên tâm đi, ta là đang giúp hắn. Bạch mã trên người thanh âm chậm rãi nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Lúc đầu ta cái này thí nghiệm, là bạch thỏ chuẩn bị. Mục đích nếu như hắn từ cửu u thế giới thoát thân, đạt được chân chính tự do. Bất quá lần kia, ánh mắt của ta nhìn chăm chú tương lai lúc, nhìn thấy bạch thỏ vẫn như cũ là cửu u chúa tể, ta liền biết ta thiết cục này, cái này thí nghiệm, khẳng định là cuối cùng đều là thất bại. Bạch mã chậm rãi nói. Tâm ma xích tiêu kiếm trầm mặc sau một lúc lâu, nói, có thể nói đơn giản điểm sao? Ta hiện tại mất trí nhớ, giảng quá chuyên nghiệp, ta hiểu không được. Tốt nhất có thể làm được thông tục dễ hiểu. Dính đến thời gian sự tình, vốn là rất loạn, không tốt giải thích. Nếu như ngươi không thể nào hiểu được, vậy liền chỉ cần biết, ta đang tiến hành một cái chú định sẽ thất bại thí nghiệm, mà cái này thí nghiệm lại vừa vặn có thể giúp đỡ bá tống. Bạch mã chậm rãi nói. Ngươi có thể giúp đỡ hắn cái gì? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Bạch mã trên người thanh âm vang lên, giúp hắn đem thiên kiếp từ tương lai chuyển đến quá khứ. Trong tương lai, bá tống hào vẫn còn độ cửu phẩm thiên kiếp trạng thái. Nếu như hắn lại tiến vào 6 tấn 7 độ kiếp hình thức, thiên kiếp 2 hợp 1, bản thể sẽ trực tiếp dung nhập vào cửu phẩm thiên kiếp bên trong, cũng đem ngay tại độ cửu phẩm thiên kiếp trực tiếp tăng lên tới kinh khủng cấp bậc. Cho nên, hắn thí nghiệm có thể đem bá tống 6 tấn 7 thiên kiếp, kéo đến quá khứ, để bá tống ở thời đại này độ hắn 6 tấn 7 thiên kiếp. Loại chuyện này, cũng có thể làm được, ngươi là lai lịch gì? Tâm ma xích tiêu kiếm trầm giọng nói. Những người khác làm không được. Thậm chí liền ngay cả thiên đạo cũng làm không được. Thời gian chi đạo cũng chỉ có thể làm được thăm dò quá khứ, lại không cách nào làm được thay đổi quá khứ. Nhưng ta có thể, bạch mã nhìn qua mê vụ, liền âm thanh cũng nhiễm lên một loại mê huyễn cảm giác, phảng phất thanh âm bắt nguồn từ bốn phương tám hướng. Vì cái gì, tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Bởi vì ta sâu a, bạch mã cười ha ha nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Rất muốn cho nó đâm cái thủng dạ dày, xuyên tim. Bất quá, thời gian chi đạo không cách nào thay đổi quá khứ, chỉ có thể thăm dò quá khứ. Cho nên, bọn chúng tại cái kia thời gian nghịch hành pháp thuật bên trong lúc, mới có thể bị xóa đi tất cả ký ức, miễn cho bọn chúng đối quá khứ tạo thành ảnh hưởng. Đáng tiếc, ta chuẩn bị lâu như vậy, lúc đầu đều là vì bạch thỏ an bài. Bạch mã lại tiếc nuối nói. Hiện thế, thú tu giới, Khô Thánh Sơn thí luyện chi địa. Mở mắt, Tống Tiền Bối Nguyên Anh mở mắt, da đen Vũ Nhu Tử kêu lên. Ôm mập kình Tống Thư Hằng bản mệnh Nguyên Anh, chậm rãi mở mắt. Điều này đại biểu lấy thất phẩm thiên kiếp muốn tới giáng lâm. Bia đá đạo hữu, Sở Các Chủ kêu lên, nàng ngốc mau như là chân dài đồng dạng, từ Tống Thư Hằng đỉnh đầu bò xuống, cấy ghép đến da đen Vũ Nhu Tử đỉnh đầu. Không có vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị xong. Bia đá trả lời sau một khắc, chỉ thấy trong huyệt mộ hạt cát không ngừng xê dịch. Tống Thư Hằng nhục thân bị cát đất bao khỏa, như đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Công đức xà Mỹ Nhân một mực bảo vệ Tống Thư Hằng nhục thân, tạo hóa tiên tử thì chui vào đến Tống Thư Hằng sâu trong thân thể. Độ kiếp muốn bắt đầu, độ kiếp phạm vi bên trong lại không thể có tu sĩ khác quấy nhiễu. Cũng chỉ có công đức xà Mỹ Nhân có thể giúp Tống Thư Hằng giúp một tay. Tạo hóa tiên tử thì là một cái bảo hiểm biện pháp. Nàng không thể ra tay, trừ phi đến Tống Thư Hằng sống chết trước mắt. Nàng mới có thể xuất thủ kéo dài một chút thiên kiếp thời gian.
Lúc này, Sở Các Chủ lại kêu lên, bên này, Tô Thị A Thập Lục cũng sắp độ kiếp rồi. Bao trên người ta, bia đá đạo hữu lần nữa kêu lên. Sau một khắc, Tô Thị A Thập Lục cũng như đạn pháo đồng dạng bị bắn ra, cùng Tống Thư Hàng hiện lên phương hướng ngược bắn ra. Cứ như vậy, để hai người độ kiếp không gian sẽ không trùng điệp, có một cái giảm sóc khu. Vũ Nhu Tử tiên tử ngươi tại cái hố bên trong ngốc tốt, ngươi là tâm ma chi thân, chúng vào thiên kiếp không chết cũng tàn phế. Ta đi vì Tống Tiểu Hữu cùng Tô Thị Tiểu cô nương hộ pháp. Bia đá nói bổ sung. Có nó tại, Tống Tiểu Hữu cùng Tô Thị Tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ chờ thiên kiếp giáng lâm, nếu như công đức tiên tử không cách nào bảo vệ Tống Thư Hàng, nó liền sẽ xuất thủ trực tiếp đem thiên kiếp đánh tan. Tô Thị Tiểu cô nương bên kia cũng giống như vậy. Một bên khác, thời gian nghịch chuyển sau sa mạc thế giới bên trong. Tống Thư Hàng ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Những cái kia bạch đoàn tử biến thành mê vụ, bao vây lấy ý của hắn biết thể. Ý thức thể bắt đầu ngưng thực, bắt đầu hóa thành thực chất. Những cái kia màu trắng đoàn tử có thời gian chi lực, bọn chúng phảng phất như là thông đạo, quán thông cổ kim tương lai. Ở vào quá khứ Tống Thư Hàng ý thức, cùng ở vào tương lai Tống Thư Hàng nhục thân, tại màu trắng đoàn tử ảnh hưởng dưới, bị liên tiếp đến cùng một chỗ. Bên trên Tô Thị A Thập Lục trạng thái, cũng là như thế. Tống Thư Hàng cúi đầu, nhìn lấy mình thân thể. A, thân thể của ta làm sao biến trong suốt đi lên? Hắn nghi ngờ nói. Thân như lưu ly, ngươi làm sao làm được? Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn lại nhìn phía bụng của mình, trong bụng ta có 8 đứa bé. Ta, mang thai, ta cảm giác bọn chúng muốn ra đời, muốn sinh mổ sao? Chẳng biết tại sao, đối mặt mình khả năng mang thai sự tình, Tống Thư Hàng lộ vẻ phi thường bình tĩnh. Đây không phải là hài tử, là Nguyên Anh, Bạch Long tỷ tỷ vạch Tống Thư Hàng sai lầm chỗ. Bên cạnh, Tô Thị A Thập Lục xấu hổ che lên con mắt. Oanh! Trên bầu trời, có kiếp vân hiển hiện. Là 6 tấn 7 thiên kiếp. Trước mắt, vẫn là bình thường, không biến gì cái chủng loại kia. Lúc này thiên kiếp còn rất chất phác, phủ xuống thời gian, sẽ có một bộ cố định quá trình muốn đi. Đầu tiên là kiếp vân thông chi. Đây là nói cho độ kiếp giả. Thiên kiếp lập tức liền muốn tới, mau mau chuẩn bị sẵn sàng. Năm đó kiếp vân thời gian chuẩn bị dài đằng đẵng, có thể để độ kiếp giả có đầy đủ thời gian đuổi tới sớm đã chuẩn bị xong độ kiếp chi địa một bước này ước tương đương miệng cảnh cáo. Tiếp theo là đợt thứ nhất báo trước thức lôi kiếp. Phi thường tiêu chuẩn cảnh cáo thức lôi kiếp, uy lực không mạnh, cơ bản sẽ không đối độ kiếp giả tạo thành thương tổn quá lớn. Đây là nói cho độ kiếp giả, thiên kiếp đã chính thức bắt đầu một bước này tương đương với đối không nổ súng. Bây giờ đối với Tống Thư Hàng đánh xuống, chính là loại này cảnh cáo thức lôi kiếp. Oanh! Một đạo lục phẩm tả hữu uy lực lôi kiếp, bổ về phía Tống Thư Hàng thân thể. Tống Thư Hàng chính tự hỏi muốn làm sao ứng phó đạo này lôi kiếp đâu, đột nhiên ở trên người hắn, có nồng đậm công đức chi quang hiển hiện. Công đức chi quang mơ hồ ngưng tụ làm một cái xà mỹ nhân bộ dáng, nhưng bị quản chế tại hoàn cảnh nhân tố, thân thể của nàng rất mơ hồ, có chút thô ráp. Thỉnh thoảng, thân thể của nàng sẽ còn xuất hiện hộp băng hiện tượng, tựa như là phim văn bản tài liệu bị hao tổn, phát ra lúc hoa bình phong hiện tượng. Vị này công đức xà mỹ nhân hiển hiện về sau, trực tiếp tay không bắt lấy đạo này báo trước thức lôi kiếp. Chất phác lôi kiếp, bị sinh sinh bắt. Ba 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 lôi kiếp hồ quang điện tựa như một đầu đại xà, không ngừng vặn vẹo, giãy giụa. Nhưng vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể đào thoát công đức xà mỹ nhân hai tay. Đồng thời, sau lưng công đức xà mỹ nhân, có một con công đức phì kình hiển hiện. Phì kình mở to miệng. Công đức xà mỹ nhân duỗi tay ra, đem đạo này hiền lành lôi kiếp, nhét vào trong miệng nó. Cái này ngốc cá voi, tại sao lại loạn nuốt đồ vật? A, không đúng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Ký ức thiếu thốn, hỗn loạn, tại một số chi tiết, não nhân đau. Cảnh cáo thức lôi kiếp, cứ như vậy bị phong ấn ở công đức phì kình trong bụng. Điện quang tại công đức phì kình trong bụng nổ động, nhưng lại không cách nào đột phá. Tại sao ta cảm giác, thiên kiếp có chút đáng thương? Tống Thư Hàng gãi gãi đầu nói. Bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ phụ họa gật đầu, nàng cũng có đồng cảm. Chớ khinh thường, đây chỉ là cảnh cáo thức lôi kiếp, sở dĩ uy lực sẽ khá tiểu. Án lấy ta ấn tượng, phía dưới thiên kiếp, uy lực sẽ rất mạnh. Cùng cảnh cáo thức lôi kiếp, hoàn toàn khác biệt, ngươi không cần thiết xem thường thiên kiếp. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nhắc nhở. Thu đến, ta tuyệt đối sẽ không chủ quan,
Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu nói. Đang nghe thiên kiếp hai chữ thời điểm, nội tâm của hắn liền truyền đến một đợt không cách nào miêu tả phức tạp tình cảm. Đau gan cảm giác, thân thiết cảm giác, thống khổ, mỹ vị. Lão phức tạp. Tống Thư Hàng cũng không biết bản thân mất trí nhớ trước, đến tột cùng là như thế nào đối đãi thiên kiếp. Nhưng tình cảm phức tạp cũng đại biểu cho một sự kiện hắn mất trí nhớ trước, phi thường trọng thị thiên kiếp. Sở dĩ đối mặt thiên kiếp đại lão, hắn nhất định phải nhấc lên 200% lực chú ý. Đỉnh đầu kiếp vân, biến to lớn hơn. Ngũ hành chi lực, tại kiếp vân trong ngưng tụ. A, à, nha 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 nha, Tống Thư Hàng hai tay nắm tay, bắp thịt cả người từng khối hở ra. Ngươi làm gì đâu, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nghi hoặc hỏi. Ta đang phát công, nhưng vấn đề là, ta quên cái này công muốn làm sao phát. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, vọng thiên. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Bất quá trực giác nói cho ta biết, lúc này dựa vào ý chí liền có thể dẫn xuất trong cơ thể ta lực lượng. Nha 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 nha, Tống Thư Hàng hai tay nắm tay, trong miệng lần nữa một trận ê a nha quái khiếu. Còn thật thành. Theo hắn mãnh liệt ý niệm, lực lượng trong cơ thể bị dẫn dắt ra đến, bắt đầu vận chuyển. Đầu tiên, trên người hắn nhiễm lên tầng một đen kịt kim cương màu sắc, nguyên bản lưu ly chi thân, hiện tại hóa thành kim cương đen màu sắc. Lại có từng mai nho ra nho văn ở trên người hắn như ẩn như hiện. Ngay sau đó, có 123 con nho phục thánh viên tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, mỗi cái thánh viên trên cổ còn bọc một đầu hình rồng khăn quàng cổ. Thánh viên nhóm hiển hiện về sau, cái kia đại thánh viên giơ cao tay phải của mình. 122 con tiểu thánh viên thật nhanh xếp hàng đến, tại bài trừ quá trình bên trong, tiểu thánh viên nhóm hai tay lập tức, thánh viên cùng thánh viên ở giữa duy trì chỉnh tề cự ly. Trong chớp mắt sau, một cái cự ở điện chữ, trên không trung thành hình. Đại thánh viên vị trí tại điện chữ cái kia đại chữ nhọn bên trên, đại biểu cho hắn hoàn toàn kín kẽ thánh viên thủ lĩnh địa vị. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, gió nổi lên. Thánh viên trên người chúng nho phục theo gió tung bay, bọn chúng trên cổ chân long khăn quàng cổ thò đầu ra, dọn xong tư thế, để đầu rồng cùng long giác trở thành giá sách. Đây là thánh viên cùng chân long nhóm ước hẹn mới trận hình. Phổ thông hình tam giác, hình tròn, hình vuông, ngũ giác hình đã không cách nào thỏa mãn thánh viên nhóm đăng tràng phương thức, bọn chúng tại cầu mới, cầu đột phá. Cái này điện chữ trận ra sân phương thức, không thể nghi ngờ là một loại sáng tạo cái mới, là to gan đột phá, là một cái trận hình thế giới mới bởi vì còn có nhiều như vậy chữ Hán, thậm chí là cái khác văn tự, cung cấp thánh viên nhóm lựa chọn. Có loại này văn tự trận hình về sau. Đại thánh viên rốt cuộc không cần sầu lần sau đăng tràng lúc trận hình biến hóa. Mê vụ bên ngoài. Bạch mã cười đáp mất vó, trên người nó truyền ra cái thanh âm kia, cười rộ lên lúc cực kỳ tốt nghe. Nghe cái này êm tai tiếng cười lúc, tâm ma xích tiêu kiếm cảm giác mình yêu đương. Tâm tình, lập tức đã khá nhiều. Bạch mã trên người thanh âm chậm rãi nói. Hôm nay lúc đầu tâm tình của hắn tương đối hỏng bét. Bởi vì, tính toán thời gian. Không sai biệt lắm là hắn rút lui thời gian. Ta có gì có thể giúp ngươi không? Tâm ma xích tiêu kiếm khả ái thanh âm nghiêm túc nói. Ngươi chỉ muốn đừng có lại nghĩ đến đâm ta một cái thủng dạ dày, như vậy đủ rồi. Bạch mã trên người thanh âm cười nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Tiếp xuống thiên kiếp, cơ bản không làm khó được bá tống. Bất quá, bên cạnh cái kia tiểu tiên tử tính toán thời gian, cũng phải bắt đầu độ kiếp rồi. Bạch mã vui a nói. Trong sương mù, Tô Thị A Thập Lục nhìn lên bầu trời bên trong bảy biển điện chữ trận thánh viên, nhìn qua bọn chúng trên cổ chân long. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về quyển trên người mình Bạch Long Tỷ Tỷ. Là một cái giống loài ư. Màu trắng dài tỷ tỷ và thánh viên trên cổ, là một cái giống loài, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, hình dạng lên cơ bản giống như đúc. A Thập Lục đối Bạch Long Tỷ Tỷ nháy nháy mắt. Bạch Long Tỷ Tỷ nhìn lại nàng. Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ lấy nắm, muốn đem Bạch Long Tỷ Tỷ hướng lên nắm một điểm. Nhưng là, có thể là khí lực nàng không đủ, nắm bất động. Một lát sau, tốt a, liền một lần, Bạch Long Tỷ Tỷ thở dài, cưng chiều nói. Sau đó, thân hình của nàng bắt đầu thu nhỏ. Trong nháy mắt liền thu nhỏ đến khăn quàng cổ lớn nhỏ. Tô Thị A Thập Lục học trên bầu trời thánh viên dáng vẻ, đem Bạch Long Tỷ Tỷ cuốn tại trên cổ. Bên trên Tống Thư Hàng thấy thế, hâm mộ hỏng. Màu trắng dài tỉ tỉ, không bằng người biến dài một điểm, một nửa cuốn tại tiểu tiên tử trên cổ, một nửa khác cuốn tại trên cổ ta.
Tống Thư Hàng đề nghị. Cút, Bạch Long tỷ tỷ trách mắng, khi nàng là cái gì đây? Bạch Long tỷ tỷ khẽ kêu âm thanh bên trong, phảng phất mang theo ngôn xuất pháp tùy lực lượng. Nàng một cái lăn chữ, Tống Thư Hàng liền lăn. Mà lại lăn tặc nhanh. Lăn lộc cộc lăn xa. Chủ yếu là trên bầu trời, đạo thứ nhất chính thức 6 tấn 7 thiên kiếp sốt cục giáng lâm, không còn là cảnh cáo thức công kích, vừa ra tay chính là lục phẩm đỉnh phong tiêu chuẩn ngũ hành thiên kiếp. Ngũ hành chi lực bao phủ hơn phân nửa bầu trời, hỏa diễm cùng lôi điện làm bạn gầm thét, mưa đá lẫn vào bão cát trên không trung tứ ngược, trên bầu trời một mảnh tận thế cảnh tượng. Tống Thư Hàng biết cái thiên kiếp này là hướng về phía bản thân tới, vì để tránh cho đem bên người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cuốn vào, sở dĩ hắn nhanh chóng chạy đến nơi xa, dẫn dắt rời đi ngũ hành thiên kiếp sát thương. Chạy đi về sau, Tống Thư Hàng đứng vững, bắt đầu nghênh kích ngũ hành thiên kiếp. Ngũ hành thiên kiếp một mực đem hắn khóa chặt, ngũ kiếp cùng xuống. Trên trời dưới đất, đồng thời xuất hiện thiên kiếp công kích. Lần này, không trung công đức xà mỹ nhân không có xuất thủ bắt thiên kiếp, nàng chỉ đối lôi kiếp có hứng thú. Nàng tản ra hóa thành công đức chi quang, chú nhập Tống Thư Hàng trong thân thể, cường hóa phòng ngự của hắn. Ngũ hành thiên kiếp, đối với tu luyện thối thể công pháp tu sĩ tới nói, là cái cực kỳ tốt đá mài đao. Nếu như lòng tự tin đủ mạnh, không cho mượn bất luận cái gì phòng ngự pháp khí, phụ trợ trận pháp, đơn thuần dùng nhục thân đi đối kháng ngũ hành thiên kiếp, đối thối thể công pháp có lợi thật lớn. Vận khí tốt, thậm chí có thể làm cho thối thể công pháp nâng cao một bước. Nhưng là mất trí nhớ Tống Thư Hàng cũng không biết điểm ấy. Coi như hắn không mất trí nhớ, cũng không biết điểm ấy. Đến A, Tống Thư Hàng hướng về phía ngũ hành thiên kiếp hét lớn một tiếng. Sau đó hắn ôm đầu, ngồi xuống, bày ra hoàn toàn kín kẽ phòng ngự tư thế. Mất trí nhớ, công pháp gì đều không nhớ nổi, cái gì thủ đoạn công kích đều không ấn tượng. Lúc này cũng chỉ có bị động bị đánh, nhìn xem bản thân có hay không phòng thủ phản kích kỹ năng. Ngũ hành thiên kiếp hung dữ nhào tới, từ đầu đến chân đem hắn bao phủ. A, nha nha nha, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, căng thẳng bắp thịt cả người, tiếp nhận thiên kiếp tổn thương. Nhưng nha vài tiếng về sau, hắn liền im miệng. Ôm đầu ngồi xổm phòng bên trong hắn, nghi ngờ ngẩng đầu mắt liếc tận thế cảnh tượng bầu trời. Sau đó, hắn đưa tay gãi gãi đầu. Cứ như vậy, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngũ hành thiên kiếp thanh thế to lớn, nhưng lực công kích này, có phải hay không có chút trộn nước? Bá Tống, ngươi không sao chứ? Nơi xa, Tô Thị A Thập Lục lo lắng nói nàng nghe Bạch Mã xưng hô Tống Thư Hàng vì Bá Tống, cho nên liền đi theo gọi như vậy. Tại vị trí của nàng, nhìn thấy Tống Thư Hàng bị ngũ hành thiên kiếp bao phủ, nhìn qua vô cùng nguy hiểm. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ kiếp, bao phủ Tống Thư Hàng thân thể, năm loại lực lượng, hình thành một cái tuần hoàn. Có thể nói, bất kể là loại kia thuộc tính người tu luyện, đều sẽ bị ngũ hành thiên kiếp nhằm vào. Nếu như không cẩn thận, bị ngũ hành thiên kiếp chi lực xâm nhập thân thể, ngũ kiếp sẽ trực tiếp từ nội bộ bắt đầu mục nát tu sĩ nhục thân, phi thường đáng sợ. Không có việc gì, không có việc gì, không đau không ngứa, cái này ngũ hành thiên kiếp thống khổ đẳng cấp cũng quá thấp a. Ngũ hành thiên kiếp bên trong, Tống Thư Hàng đứng dậy, khoát tay áo trả lời. Nhỏ yếu, quá yếu ớt. Đây chính là thiên kiếp uy lực chân chính. Loại công kích này cảm giác, phảng phất như là hài nhi đập, suy yếu bất lực. Ngược lại còn có loại rất thoải mái cảm giác. Bị loại trình độ này ngũ hành thiên kiếp công kích, Tống Thư Hàng tự tin đều bị đánh đi ra. Nếu như đây chính là 6 tấn 7 thiên kiếp chân thực uy lực, hắn Bá Tống, nằm qua. Đến A, lại dùng sức một điểm A, chưa ăn no sao? Tống Thư Hàng đối thiên kiếp lớn tiếng khiêu khích. Nói thật, phách lối như vậy khiêu khích không phù hợp hắn cẩn thận tính cách. Nhưng là, đang bị thiên kiếp oanh kích lấy thời điểm, Tống Thư Hàng đáy lòng có một loại cảm giác quen thuộc, thân thiết cảm giác liên tục không ngừng tuôn ra. Thế là, hắn kìm nén không được lòng của mình, bật thốt lên khiêu khích. Ngũ hành thiên kiếp, gia tăng công kích lực độ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại lực lượng, hình thành một cái tuần hoàn, sinh ra cộng minh, tăng cường lẫn nhau tổn thương. Bao phủ Tống Thư Hàng quanh thân lôi hỏa, phong bạo, thấu xương hàn băng các loại ngũ hành chi lực, tiến vào bạo tẩu hình thức. Chỉ có loại trình độ này sao? Thương thế của ngươi hại lực, chỉ gia tăng móng tay út như vậy điểm khí lực, lại ra sức điểm A, sử xuất ngươi toàn bộ sức mạnh đến A. Để cho ta cảm nhận được đau một chút A. Tống Thư Hàng tiếp tục khiêu khích. Chỉ có dạng này, mới có thể bước ra thiên kiếp tiềm lực. Lần này không còn là đơn thuần khiêu khích,
mà là Tống Thư Hàng mưu lược. Chủ yếu là trong đầu hắn, đột nhiên nhớ lại một cái tu chân tri thức điểm đến, liên quan tới thiên kiếp. Thiên kiếp phủ xuống thời gian, chỉ muốn nửa đường không biến dị, cái thiên kiếp này công kích tổng lượng là sẽ không thay đổi. Nếu như nói lần này thiên kiếp công kích tổng năng lượng là 100, cái kia tận lực để thiên kiếp năng lượng tiêu hao tại giai đoạn trước, là phi thường có lời sự tình. Dù sao càng là hậu kỳ, thiên kiếp phương thức công kích thì càng nhiều dạng, càng sắc bén. Đồng dạng năng lượng, giai đoạn trước phương thức công kích tạo thành tổn thương cùng hậu kỳ phương thức công kích tạo thành tổn thương, hoàn toàn là hai cấp bậc. Sở dĩ, Tống Thư Hàng lên tiếng khiêu khích, hy vọng thiên kiếp có thể đem năng lượng thỏa thích tiêu hao tại ngũ hành thiên kiếp phương thức công kích bên trong. Thiên kiếp tiếp tục ầm ầm hạ xuống, ngũ hành thiên kiếp uy lực không ngừng cường hóa. Tống Thư Hàng vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, tao lời nói không ngừng. Xa xa Tô Thị A thập lục vây gấp Bạch Long tỷ tỷ, mặc dù nàng cũng mất trí nhớ, nhưng nàng bản năng nói cho nàng, độ kiếp này phương thức khẳng định có là lạ ở chỗ nào. Chính là như vậy, dạng này mới có chút khí lực, ta thoáng cảm thấy một chút xíu đau đớn. Ước chừng tựa như là bị móng ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái thống khổ. Chỉ cần ngươi muốn làm, ngươi vẫn có thể làm đến. Tiếp tục gia tăng lực lượng, không muốn thương tiếc ta. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trên bầu trời ngũ hành thiên kiếp, cũng rất cho mặt mũi tăng lớn uy lực. Hết thảy đều tại Tống Thư Hàng kế hoạch bên trong. Diệu nha! Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư lúc. Đột nhiên, từ trên người hắn có một đạo nghiêm nghị đạo ý, phóng lên tận trời. Đạo này đạo ý, có được trảm thiên uy năng, là trầm mặc người bộc phát một kích. Không ở trầm mặc tại bộc phát, ngay tại trong trầm mặc tử vong. Đạo ý chảm chém ngược bầu trời, phàm là ngăn tại trước mặt nó tất cả mọi thứ, toàn bộ bị rảo diệt. Bất kể là lôi hỏa, cát bụi băng bào, mộc hệ thiên kiếp, gió bão, toàn bộ bị một đao chém ra. Liền ngay cả trên bầu trời kiếp vân, cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Chém ra động sau mây, đạo ý còn ngưng tụ không tan, tiếp tục hướng phía tinh không mênh mông chém tới, phảng phất muốn tướng tinh không cũng xé nát. Ngũ hành thiên kiếp bị oanh diệt. Trong hư không kiếp vân bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, ấp ủ đợt tiếp theo thiên kiếp. Tống Thư Hàng. Đây là cái gì quỷ a? Vì cái gì trên người của ta lại đột nhiên xuất hiện dạng này đao ý? Trong đầu hắn hiển hiện đao ý hai chữ lúc, liền có một đạo đao ý từ trong cơ thể hắn lóe ra. Đao ý quấn quanh lấy thân thể của hắn, hóa thành một bộ hoa lệ bảo giáp. Cái này bảo giáp, xảo diệu che đậy Tống Thư Hàng xấu hổ. Khải ý. Tống Thư Hàng sờ lấy trên người mình bảo giáp. Khó trách ta nhớ không nổi bản thân có cái gì công kích pháp môn. Nguyên lai ta là một vị chuyên tu phòng ngự MT sao? Diệu a, không nghĩ tới ta là chuyên tu phòng ngự hình. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Tại mất trí nhớ dưới tình huống, cái gì đều không nhớ nổi thời điểm, đối mặt thiên kiếp lúc, chuyên tu phòng ngự tu sĩ có tự nhiên ưu thế. Chí ít phòng ngự cao, có thể chống đỡ càng lâu. Chỉ muốn ta phòng ngự cao, ta liền có thể ở trong thiên kiếp cầu thả cầu xin. Chuyên tu công kích, đối mặt thiên kiếp lúc, nếu là quên đi bản thân thủ đoạn công kích, chỉ dựa vào chém thường đi đối thiên kiếp, cái này lá gan đến có bao nhiêu đau. Chống lên khải ý bảo giáp về sau, Tống Thư Hàng tự tin càng thêm bành trướng. Mê vụ bên ngoài, thừa dịp kiếp vân một lần nữa ấp ủ, đợt tiếp theo thiên kiếp giáng lâm trước đó, Bạch Mã Vui A lên tiếng nói, lại nói bá Tống Tiểu Hữu. Người như thế khiêu khích thiên kiếp, thật sự không có vấn đề sao? Hồi tiền bối, đây là ta một loại sách lược, đem thiên kiếp năng lượng, tiêu hao phía trước mấy đợt, giảm bớt ta hậu kỳ độ kiếp phong hiểm. Tống Thư Hàng lớn tiếng trả lời. Hừm, tiểu tử có sáng tạo, bất quá, người như thế khiêu khích thiên kiếp, phải cẩn thận bị ghi vào kho số liệu cũng trọng điểm đánh dấu A. Bạch Mã tiền bối trong giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi cảm giác. Tống Thư Hàng, cái gì? Kho số liệu. Trên nguyên tắc tới nói, thiên kiếp là theo chương trình hóa pháp tắc giáng lâm, mà vì duy trì thiên kiếp vận chuyển bình thường, mỗi lần thiên kiếp đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, hình thành một cái số liệu khổng lồ kho. Cứ như vậy, nhằm vào tu sĩ khác nhau, mới đánh bại sắp thích hợp nhất thiên kiếp. Bạch Mã tiền bối giải thích nói, ngươi nếu là còn như vậy quá yếu khiêu khích xuống dưới, rất có thể sẽ bị trọng điểm tiêu ký nha. Tống Thư Hàng. Thiên kiếp còn có chức năng này. Hắn vậy mà đều không biết. Ta đã biết, tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Đón lấy đến ta sẽ túng. Tống Thư Hàng nói. Đại trượng phu há có thể một ngày không vợ. Không đúng không đúng. Đại trượng phu có được giãn được.
muốn túng thời điểm, Tống Thư Hàng cũng có thể bỏ qua mặt mũi của mình, túng xuống tới. Sĩ diện người bình thường chết đều nhanh, Bạch Mã tiền bối cười nói. Ta hiểu, bởi vì chết sĩ diện nha, Tống Thư Hàng gật đầu phụ họa nói. Mấy hơi về sau, trong sương mù, đợt thứ ba thiên kiếp, hung mãnh giáng lâm, kiếp vân bị xé mở, có một vòng xích hồng đại nhật từ trên trời giáng xuống. Đại nhật chân hỏa kiếp, thiên kiếp uy lực, đi qua tính toán về sau, nhảy lên tiến vào thất phẩm tổn thương cấp bậc. Đây đã là có thể trực tiếp xuất hiện tại hiện thế mạnh nhất cấp bậc thiên kiếp, lại tiếp tục tăng cường một số về sau, liền phải tiến huyền thánh thiên kiếp thế giới. Đại nhật chân hỏa kiếp, lấy không thể địch nổi chi tư, đánh phía Tống Thư Hàng. Phạm vi lớn như vậy, Tống Thư Hàng tê cả ra đầu. Cái này đại nhật chân hỏa phạm vi công kích, sơ bộ tính ra đều có một cái cỡ lớn thao trường diện tích. Thậm chí khả năng lớn hơn. Nếu như vậy, đối kháng nó, liền không thể lưu tại mặt đất. Nếu không, sẽ đem nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cuốn vào. Tống Thư Hàng hít sâu, hai chân cơ bắp kéo căng, đột nhiên nhảy lên. Hắn thậm chí đều quên bản thân có được đạp không mà đi năng lực, muốn lên trời, chỉ có thể dựa vào nhảy nhót. Cái này nhảy lên độ cao viễn siêu Tống Thư Hàng tưởng tượng của mình. Nhìn qua không ngừng thu nhỏ mặt đất, sa mạc, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác có chút run chân. Nhảy quá cao, hù đến bản thân. Chẳng lẽ ta có chứng sợ độ cao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thật kê nhi mất mặt. Thân là một cái tu sĩ, cầm kiếm thiên nhai, thậm chí nói không chừng có thể ngự kiếm phi hành nhân vật, vậy mà lại có chứng sợ độ cao. Mất trí nhớ trước bản thân, đơn giản cho toàn thể tu sĩ mất mặt. Tống Thư Hàng nội tâm âm thầm khinh bỉ mất trí nhớ trước bản thân. Sau đó, hắn hít vào một hơi, thông qua hô hấp đến khống chế tiết tấu, để cho mình hai chân run rẩy, tiến vào có tiết tấu mà run run hình thức. 1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4, lại run một lần. Rất tốt, lấy cái này tiết tấu run rẩy lời nói, liền có thể trình độ lớn nhất khắc chế bản thân chứng sợ độ cao. Thế là Tống Thư Hàng một bên hô hào hào tử, một bên nắm tay, hung hăng đánh tới hướng cái kia đại nhật chân hỏa kiếp. Đấm ra một quyền lúc, thân thể cơ bắp ký ức tự nhiên thức tỉnh. Kim cương cơ sở quyền pháp nhị thức, tự nhiên mà vậy bị oanh ra. Tống Thư Hàng nắm đấm, như là cỗ sao chổi không ngừng oanh kích. Thể nội tám cái nguyên anh phì kình kim đan lực lượng, bị một hơi thay đổi, một thân linh lực tự nhiên mà vậy phối hợp với gia quyền. Lại thêm Tống Thư Hàng bây giờ là tam đại thối thể công pháp gia trì trạng thái. Hắn mỗi một quyền kích ra, giữa thiên địa liền có thể phát ra bạo tạc tiếng vang. 3-2-3-4, lại run một lần, bạo cho ta. Tống Thư Hàng một bên hét to nhiệt huyết hào tử, hai chân dùng sức run run, nắm đấm ngưng tụ toàn bộ lực lượng, hung hăng nện xuống. Đỉnh đầu cái kia 123 con thánh viên phối hợp với Tống Thư Hàng ra quyền, phát ra, a cộc 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 quát khẽ âm thanh, tự mang âm thanh. Mà cái kia 123 con thần long, thì phối hợp với Tống Thư Hàng ra quyền, Tống Thư Hàng mỗi ra một quyền, liền có một đầu thần long theo quyền xuất kích. Trong chớp mắt bên trong, Tống Thư Hàng liền vung ra 123 quyền. 123 con thần long cùng quyền kình cùng một chỗ đánh vào đến cái kia đại nhật chân hỏa kiếp bên trong. Mỗi một quyền đều có chân long như bóng với hình, cái này phong cách vẽ phi thường phù hợp Tống Thư Hàng thẩm mỹ. Nắm đấm cùng đại nhật chân hỏa kiếp không ngừng oanh kích. Thiên địa đều đang chấn động, thế giới đều phảng phất muốn hủy diệt. To lớn đại nhật chân hỏa kiếp chịu đến quyền kình ảnh hưởng, liền như là thổi hơi bình thường bành trướng, không ổn định ba động. Quyền dừng. Tống Thư Hàng thân thể từ giữa không trung nhảy xuống. Oanh! Mà cái kia ra sân tư thế khốc huyễn, thanh thế thật lớn đại nhật chân hỏa kiếp, ầm vang bạo tạc. Kinh khủng đệ tam kiếp, ở giữa không trung liền bị Tống Thư Hàng ngạnh sinh sinh đánh nổ. Thái dương chân hỏa tứ tán, hóa thành một trận hỏa vũ, hạ xuống. Rơi xuống bên trong Tống Thư Hàng thân hình lăn lộn, tại dưới chân hắn xuất hiện hai đóa hắc liên, nâng thân thể của hắn, để hắn vững vàng đứng ở hư không. Đen kịt kiếp vân, bạo tạc đại nhật, nhỏ vụn hỏa vũ, lóe sáng hắc liên, còn có cái kia người mặc bảo giáp, đứng ngạo nghễ tại chân trời vĩ ngạn thân ảnh. Một màn này, ánh vào Tô Thị A Thập Lục trong mắt. Nàng không khỏi nắm chặt trên cổ Bạch Long tỷ tỷ khăn quàng cổ, đem Bạch Long tỷ tỷ trên thân thể kéo một số, che lại bản thân hé mở khuôn mặt nhỏ. Nhịp tim tại không tự chủ được gia tốc, liền ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nóng lên. Hô hấp đều biến dồn dập lên. Loại cảm giác này, là,
thiên kiếp tới cảm giác. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu nhìn về phía mình bản mệnh đan điền. Hư đan ngưng thực, một khỏa kim đan định đại đạo, kim đan sắp thành hình. Trong hư không, kiếp vân hiển hiện. Lần này không phải bá tống kiếp vân, mà là nàng. Bá tống thiên kiếp còn chưa kết thúc, ông trời của ta kiếp lại tới. Tỷ tỷ, có thể trợ giúp áp chế ông trời của ta kiếp sao? Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng lôi kéo Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ há miệng, đang chuẩn bị hồi phục A Thập Lục. Không cần áp chế, cũng không cần lo lắng. Bạch Mã thanh âm từ mê vụ bên ngoài vang lên, ta cho các ngươi an bài thí nghiệm. Ân, kỳ ngộ ngay tại lúc này, cần ngươi liên thủ với bá tống tới mở. Thời gian của ta không nhiều lắm, tại ta biến mất trước đó, ta sẽ che chở ngươi cùng bá tống, kiên trì đến các ngươi bình an trở về. Chớ phản kháng, ta vẫn cứ cùng các ngươi cùng ở tại. Bạch Mã thanh âm, càng ngày càng ôn nhu, nhưng cũng càng ngày càng xa xôi. Đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Màu trắng dài tỉ tỉ kiểu dáng khăn quàng cổ lên tiếng nhắc nhở. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hỏa táng tràng. Độ kiếp loại chuyện này như thế nào trò đùa? Sở dĩ, khuyên người thành đoàn độ kiếp ra hỏa, nội tâm sao mà hiểm ác? Loại người này hẳn là muốn bị ghi chép đến tu chân gian vọng lục bên trong đi. Trọng yếu nhất chính là, bên ngoài con ngựa trắng kia phương thức nói chuyện, để Bạch Long tỉ tỉ cảm giác phi thường không đáng tin. Tin tưởng loại này nói chuyện đều không đáng tin cậy người, kết cục rất có thể là bị hố. Tô Thị A Thập Lục lựa chọn tin tưởng khăn quàng cổ tỷ tỷ, bởi vì nàng cho mình cảm giác càng thân thiết hơn. Mà lại, nàng cũng không muốn để cho mình thiên kiếp ảnh hưởng đến bá tống độ kiếp, nàng không hy vọng bá tống nhân này bị thương tổn. Thế là Tô Thị A Thập Lục quay người, hướng phía cùng Tống Thư Hàng phương hướng ngược vị trí, phi tốc lao đi, kéo ra cùng Tống Thư Hàng cự ly. Mê vụ bên ngoài. Bạch Mã sâu kín thở dài. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng an ủi, đừng khổ sở, dù sao ngươi cùng đại gia mới lần đầu gặp, giữa người và người thành lập tín nhiệm, là cần một cái thời gian. Đáng tiếc, ta không thời gian a. Bạch Mã khổ sở nói, thân thể của ta, đã bắt đầu biến mất. Đúng rồi, nói lên biến mất, ngươi biến mất, ta sẽ từ ngươi trong dạ dày rơi ra tới sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên hỏi. Thân là Tâm Ma, mặc dù yêu đương. Nhưng nó vẫn là vô cùng tự tư, tự thân tồn tại mới là trọng yếu nhất sự. Người đã ở trong thân thể của ta, ta biến mất, người đương nhiên cũng theo ta cùng một chỗ biến mất. Bạch Mã đương nhiên nói. Chờ đã, đợi đã, cái kia tại người biến mất trước đem ta phun ra a. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vội la lên. Nhưng lần này, Bạch Mã nhưng không có lại trả lời vấn đề của nó. Coi như Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hô phá yết hầu, cũng không có người đến giúp nó. Trong sương mù, A Thập Lục đang cố gắng kéo ra cùng Tống Thư Hàng cự ly. Tống Thư Hàng chân đạp hoa sen, hai chân có tiết tấu lặng lẽ run run, nắm tay phải nắm chặt. Nguyên bản hắn muốn túng một túng, nhưng đại nhật chân hỏa kiếp phạm vi vượt qua hắn dự đoán, vì để tránh cho đem vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử cuốn vào, thế là hắn lựa chọn ở giữa không trung nghênh kích thiên kiếp. Nhưng không nghĩ tới, cái này đại nhật chân hỏa kiếp lại là cái chủ nghĩa hình thức. Nhìn lấy khổng lồ, lại ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Tùy tiện 123 quyền xuống dưới, liền bị đánh nổ. Ta ngược lại thật ra muốn túng, ta ngược lại thật ra muốn yếu thế, nhưng ngươi tốt xấu cũng cứng rắn một điểm a. Chết tùy tiện như vậy, ta làm sao túng a? Tống Thư Hàng nội tâm phi thường nôn nóng. Đợt tiếp theo ta nhất định túng, ta ra quyền lúc cũng lưu ba phần lực. Nội tâm của hắn thể nói. Không cần lại túng. Tống Thư Hàng bên tai, truyền đến Bạch Mã cái kia giống như gần, lại như phi thường thanh âm xa xôi. Tựa như là mang theo tai nghe, đang nghe âm nhạc. Tiếng âm nhạc âm lập tức rút ngắn, lại lập tức kéo xa. Tống Thư Hàng, sân khấu ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong, to gan lên đi. Bạch Mã thanh âm vang lên lần nữa. Đợi đã, sân khấu là cái gì? Tống Thư Hàng hoảng nói, có kịch bản sao? Mơ hồ nhớ rõ mình diễn kỹ hẳn là rất xuất sắc. Nếu như có kịch bản. Đợi đã, kịch bản là cái gì? Ký ức bắt đầu hỗn loạn. Tùy ý phát huy đi. Bạch Mã thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp đó, hắn lại bổ sung nhắc nhở, thành đoàn độ kiếp, phi thường đặc thù. Ta phỏng đoán hắn cực có thể là phá cục mấu chốt, không có cùng một chỗ thành đoàn vượt qua kiếp đạo hữu, căn bản là không có cách xưng thượng là chân chính đạo hữu. Sở dĩ, người tương lai muốn trân quý mỗi một lần thành đoàn độ kiếp đối tượng. Thành đoàn độ kiếp hỏa táng chẳng a.
Tống Thư Hàng thốt ra. Liền xem như mất trí nhớ, liền xem như không cách nào nhớ lại trước kia kinh lịch, nhưng hắn vẫn như cũ phải dùng miệng hô lên những lời này đến. Bắt đầu, Bạch Mã thanh âm nói. Sau một khắc, trên bầu trời, Tống Thư Hàng cái kia đoá đại kiếp vân lấn ép đến Tô Thị A Thập Lục tiểu kiếp vân bên cạnh. A Thập Lục mặc dù đang cố gắng kéo ra cùng Tống Thư Hàng cự ly, nhưng nàng chạy tốc độ cái nào sánh được cái kia đại kiếp vân động tác. Đồng thời, Tống Thư Hàng thể nội tất cả nguyên anh, chỉnh tề nhắm mắt, sau đó lại mở mắt. Tám cái nguyên anh uy lực toàn bộ triển khai. Trên bầu trời, thuộc về Tống Thư Hàng cái kia phiến kiếp vân tựa như là thổi phồng, đột nhiên bành trướng, một hơi liền đem Tô Thị A Thập Lục kiếp vân thôn phệ. Cả cái sa mạc bầu trời, đều bị đen kịt kiếp vân bao phủ. Lôi xà tại trong mây đen toán loạn. Tựa như tận thế. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên tất cả mây đen, kiếp lôi, tất cả đều biến mất không. Giữa không trung, Tống Thư Hàng nhíu mày, loại này cảm giác xa lạ mà quen thuộc, một loại dự cảm không ổn bao phủ trong lòng. Thiên kiếp thế giới, huyền thánh độ kiếp không gian. Hai cái danh từ như lưu tinh xẹt qua Tống Thư Hàng não hải. Sau một khắc, hắn cùng vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, khăn quàng cổ tỷ tỷ đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ta lấy Bạch danh nghĩa chúc phúc ngươi, Bạch Mã lẩm bẩm nói. Mặc dù lời chúc phúc của nó có độc, nhưng lúc này, lời chúc phúc của nó vẫn có thể tăng cường bá tống sống sót tỷ lệ. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, xuất hiện ở một cái hắc ám, hỗn độn thế giới bên trong. Đây là địa phương nào? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Huyền thánh độ kiếp thế giới, chỉ có 7 tấn 8 phía trên thiên kiếp, mới có thể bị kéo vào không gian. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bết bát nhất tuyển hạng vẫn là tới. Bạch Long tỷ tỷ tâm tắc nói. Khăn quàng cổ tỷ tỷ đừng sợ, mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng ta cảm giác mình đối cái không gian này rất quen. Chúng ta có thể sống được tới. Tống Thư Hàng an ủi. Bạch Long tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, đen kịt huyền thánh thế giới phát sinh biến hóa. Ầm ầm bốn phương tám hướng lôi quang càng ngày càng sáng tỏ, tại Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục chung quanh hóa thành ra một mảnh lôi hải. Mênh mông lôi hải, tràn đầy hủy diệt lực lượng, mỗi một đạo điện cô, đều có được xé nát lục phẩm tu sĩ uy năng. Hai người tựa như là bị vây ở trong biển rộng đảo hoang bên trên, bị đoàn đoàn bao vây. Ti Tống Thư Hàng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này còn thế nào vui sướng chơi đùa. Lôi hải bốc lên, tại lôi hải chỗ sâu, tựa hồ tại ấp ủ đáng sợ công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Thị A Thập Lục không tự chủ được đưa tay ôm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, nàng sợ vị này người tốt mặt thiếu niên, sẽ đầu sắt, một đầu đụng vào đến trên lôi hải. Sở dĩ, nàng trước lôi kéo thiếu niên này, tránh cho hắn không trải qua đại não suy nghĩ liền lỗ mãng đỗi lên lôi hải. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn đầu nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, mỉm cười, không cần lo lắng, có ta ở đây. Ngưng cười, hắn lại nhìn bản thân trên cánh tay lóe sáng khải ý bảo giáp. Bảo giáp là cái thứ tốt. Hắn có thể toàn phương vị không góc chết phòng ngự chủ nhân. Nhưng có đôi khi, hắn lại sẽ băng lãnh ngăn tại giữa người và người, trở ngại giữa người và người hiểu nhau tại nhân tế kết giao bên trong, đem bản thân bao khỏa tại thật dày bảo giáp bên trong. Không cách nào giao đến chân chính chi tâm hảo bằng hữu. Sở dĩ, Tống Thư Hàng rất muốn đem bảo giáp rút lui mở. Nhưng cân nhắc đến bây giờ tứ phía lôi hải vần quanh, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Ngươi ở lại đây, ta đi dò xét một chút cái này lôi hải uy lực. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đối tiểu tiên tử nói. Hắn vặn vẹo cổ, chuẩn bị đi trong lôi hải sông cái lãng. Đừng xúc động, ở cái này thiên kiếp thế giới bên trong. Trong lôi hải tùy ý một đạo kiếp lôi uy lực, đều đủ để oanh sát một vị lục phẩm tu sĩ. Khăn quàng cổ tỷ tỷ lên tiếng nhắc nhở. Mà vị này mặt rất thẳng tiểu hữu, nguyên bản đang tại độ chính là 6 tấn 7 thiên kiếp, xem như nửa chân đạp đến nhập thất phẩm cảnh giới lục phẩm tu sĩ. Tô Thị A Thập Lục cũng ôm chặt lấy Tống Thư Hàng cánh tay, Murphy định luật, người sợ cái gì, sự tình gì liền sẽ đại khái suất xuất hiện. Nàng trước đó đang lo lắng thiếu niên này đầu sắt, đối phương quả nhiên liền bắt đầu sắt. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử đầu, ta sẽ bình an trở về, sau đó đem ngươi an toàn mang ra độ kiếp thế giới. Thật có lỗi, đem ngươi quấn vào cái không gian này. Dứt lời, hai tay của hắn nâng thiếu nữ nách, đưa nàng ôm lấy, để qua một bên. Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng đứng dậy, nhanh chân hướng cái kia lôi hải bước đi. Hắn đi cực kỳ phóng khoáng trong lòng của hắn.
mình bây giờ lưu cho vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử, nhất định là cái rộng lớn, cao lớn bóng lưng. Tựa như ba ba đồng dạng. Cũng không phải là nói Tống Thư Hàng muốn làm vị kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử ba ba, mà là hắn cảm giác mình bóng lưng nhất định phải có loại này đáng tin hương vị. Sau lưng, Tô Thị A Thập Lục bất đắc dĩ nhìn qua phóng khoáng đi xa thiếu niên, cùng đỉnh đầu hắn tung bay 123 con thánh viên. Nói thật, thiếu niên này bây giờ nhìn đi lên có điểm giống bán khí cầu tiểu phiến tử, quả một cái lấy 123 con thánh viên khí cầu. Cho dù tại thiên kiếp thế giới cái địa phương nguy hiểm này, bầu không khí cũng nghiêm túc không nổi. Bạch Long tỷ tỷ yên lặng bao vây lấy Tô Thị A Thập Lục, nàng mặc dù phụ sinh ở vị này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên người, nhưng trận này thiên kiếp bên trong, nàng không thể can thiệp quá nhiều, nếu không có thể sẽ kích thích thiên kiếp dị biến. Bạch Long tỷ tỷ tồn tại, cùng công đức xà mỹ nhân vẫn có khác biệt. Cấu thành công đức xà mỹ nhân công đức chi lực, đều là Tống Thư Hàng một chút xíu tích lũy, thuộc về Tống Thư Hàng tự thân. Sở dĩ, tại thiên kiếp thế giới bên trong, công đức xà mỹ nhân cũng có thể ra tay toàn lực. Tại thiên kiếp thế giới phán đoán bên trong, nàng và Tống Thư Hàng không phân khác biệt. Mà Bạch Long tỷ tỷ tồn tại, thuộc về Kim Long Thủy Tổ, sở dĩ tại thiên kiếp thế giới bên trong, nàng nếu muốn xuất thủ nhất định phải chú ý phân tắc. Mấy bước về sau, Tống Thư Hàng liền tới đến lôi hải bên cạnh. Hắn đầu tiên là xoay người, đưa tay đặt tại cái kia không ngừng bạo hưởng kiếp lôi bên trên, thích ứng một chút nhiệt độ nước. Thích ứng một chút kiếp lôi cường độ. Quả nhiên, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng. Cái này bị vây khăn tỷ tỷ xưng là có thể một kích hủy diệt lục phẩm tu sĩ kiếp lôi, đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa, đặc biệt là tại bảo giáp phòng ngự bên dưới, liền điện giật tê liệt cảm giác đều không có. Làm cho người thất vọng. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đứng dậy bước vào trong biển lôi, ánh mắt của hắn, ngưng thị lôi hải chỗ sâu. Ở nơi đó, có làm hắn cũng cảm giác đến uy hiếp thiên kiếp đang ngưng tụ. Sở dĩ, hắn chuẩn bị trực tiếp lên đi, đối bạo cỗ kia có tính chất uy hiếp thiên kiếp, tuyệt đối không thể để cái này đang nổi lên thiên kiếp, oanh kích đến cái kia nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trên người. Một bước bước vào lôi hải về sau, Tống Thư Hàng trước ngừng lại một lát, xác định không có vấn đề về sau, lại hướng trước bước ra một bước. Lớn mật, lại không thể mất đi cẩn thận. Cứ như vậy, hắn tại trên lôi hải lội một khoảng cách. Dạng này không được a, dạng này đi muốn đi tới khi nào? Lướt sóng cũng phải khối ván trượt không phải, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ cùng một chỗ. Siêu một chút, có một khối ván trượt trạng vật thể, phù hiện ở bên cạnh hắn. Đó là một cái mai rùa tạo thành tấm chắn. Mà lại, khối này tấm chắn cùng hắn ở giữa, có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Bất quá cùng công đức xà mỹ nhân đồng dạng, khối này ván trượt. Tấm chắn, khối này tấm chắn cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hoa bình phong hiện tượng, tựa hồ nó tồn tại có chút không ổn định. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta nếu là chuyên tu phòng ngự MT, lại thế nào có thể sẽ không có tấm chắn. Đây chính là ta bản mệnh pháp khí đi, Tống Thư Hàng bắt lấy khối này đại thuẫn. Một thuẫn nơi tay, trong lòng ổn. Có này thuẫn tại, cái này trên lôi hải cũng không còn có thể xúc phạm tới ta thiên kiếp. Tống Thư Hàng đưa tay nhấn một cái, đem khối này tấm chắn đặt ở lôi hải trên mặt biển, sau đó hắn thả người nhảy lên, đạp ở mai rùa đại thuẫn bên trên. Đi, Tống Thư Hàng đưa tay búng tay phát ra tiếng. Trên đỉnh đầu, 123 con thánh viên cùng nhau đưa tay phải ra, phối hợp với búng tay phát ra tiếng. Đều nhịp, tràn đầy nghi thức cảm giác. Siêu. Mai rùa đại thuẫn chờ Tống Thư Hàng, tại bát ngát lôi hải lên trùng kích. Tiếng sấm bạo hưởng, điện cô không ngừng tại mai rùa lớn độn phía dưới nổ lên, nhưng tất cả những thứ này đều không tổn thương được đại thuẫn bên trên Tống Thư Hàng. Thiên kiếp lôi hải phảng phất bị chọc giận. Trên mặt biển, thỉnh thoảng sẽ có lôi trụ, lôi võng phun trào, trên bầu trời càng là sẽ có bén nhọn lôi mâu đâm xuống. Thiên hạ địa hạ, khắp nơi tràn đầy bẫy dập cùng đả kích. Tống Thư Hàng dẫm lên mai rùa đại thuẫn, bén nhạy tránh né những cạm bẫy này, tại mênh mông trên lôi hải xuyên qua. Thật, lôi hải lướt sóng. Đáng tiếc, lúc đầu cho là ta có thể ngự kiếm phi hành, không nghĩ tới ta là thuẫn tu. Chỉ có thể ngự thuẫn phi hành, Tống Thư Hàng án lấy tâm ý, khống chế cự thuẫn hoạt động tiết tấu. Bất quá, thuẫn tu cũng không tệ. Mặc dù tại ngự khí phi hành lúc, không như kiếm tiên soái khí, nhưng ở lướt sóng thời điểm. Kiếm tiên liền không cách nào giống thuẫn tu như vậy tiêu sái. Lúc này, chỉ kém BGM, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng.
theo hắn suy nghĩ lóe lên. Công đức xà mỹ nhân cùng một vị khác tiên tử, lặng yên hiện thân. Hai vị tiên tử, một vị cầm trong tay tỷ bà tán tài vương tọa xuất phẩm bảo vật. Một vị khác đuôi rắn lên đặt ngang cổ cầm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong một bảo. Sau một khắc, sục sôi tiếng đàn vang lên. 123 con thánh viên, càng là phối hợp với tiếng đàn, phát ra trầm thấp, có lực tiếng ngâm sướng. Trên cổ chân long, dùng long lánh tiếng phụ âm. Viên long xà và mỹ nhân ban đồng ca, hưởng ứng chủ nhân hiệu triệu tập. Tại sục sôi tiếng đàn hòa hợp hát âm thanh bên trong, Tống Thư Hàng ngự lấy mai rùa thuẫn, cực tốc lướt về phía lôi hải chỗ sâu, thiên kiếp ấp ủ vị trí. Lôi hải cái kia đảo hoang trạng trống không trong khu vực, Tô Thị A Thập Lục yên lặng nhìn qua tại trên lôi hải lướt sóng đầu sắt thiếu niên. Tỷ tỷ, hắn muốn làm gì? A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Nàng đó có thể thấy được, thiếu niên này cũng không phải là đơn thuần muốn lôi hải lướt sóng đơn giản như vậy. Mục tiêu của hắn, có thể là lôi hải chỗ sâu đang nổi lên thiên kiếp. Hắn là muốn thăm dò cái kia đang nổi lên thiên kiếp cường độ. Bạch Long tỷ tỷ đoán được Tống Thư Hàng mục tiêu. Quá nguy hiểm, Tô Thị A Thập Lục cau mày nói. Không cần lo lắng, thời điểm then chốt, ta sẽ đem hắn kéo về. Ta không thể chủ động chống cự thiên kiếp, nhưng ở ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta có thể vì các ngươi cung cấp một số phụ trợ. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Chúng ta có thể vượt qua cái thiên kiếp này sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc lại. Hỏi, một vị 6 tấn 7 một vị 4 tấn 5 tu sĩ tổ hợp, muốn làm thế nào mới có thể vượt qua bát phẩm thiên kiếp? Tiêu chuẩn đáp án, nằm mơ. Dưới tình huống bình thường, trừ phi là nằm mơ, nếu không thật sự không cách nào tưởng tượng một vị 6 tấn 7 cùng một vị 4 tấn 5 muốn làm sao vượt qua bát phẩm thiên kiếp. Bất quá, không phải dưới tình huống bình thường. Bạch Long tỷ tỷ nhìn về phía cái kia lôi hải lướt sóng thiếu niên. Thiếu niên này, hiển nhiên không thuộc về bình thường phạm vi. Tống Thư Hàng thừa phong phá lãng, lẻ loi một mình. Mang theo bản thân thánh viên ban đồng ca, công đức xà mỹ nhân tạo hóa tiên tử, đến lôi hải chỗ sâu. Hắn rốt cục thấy được làm hắn cảm giác đến uy hiếp thiên kiếp. Đó là một khỏa to lớn lôi cầu, tại trên lôi hải ấp ủ. Lôi cầu phía dưới, là một đoàn từ kiếp vân tạo thành bàn tay. Cái này tạo hình, nhìn quen mắt. Hắn không khỏi ngắm nhìn bàn tay của mình. Đỉnh đầu, công đức xà mỹ nhân bên cạnh đánh bên cạnh hát nói, trưởng tâm lôi. Nói bậy, Tống Thư Hàng chỉ trước mắt cái này to lớn lôi cầu, trưởng tâm lôi làm sao có thể lớn như vậy. Trên lôi hải kiếp lôi năng lượng, không ngừng hội tụ đến viên kia trưởng tâm lôi bên trong. Lại để cho hắn ấp ủ đi xuống, cuối cùng, cái này trưởng tâm lôi uy lực chỉ sợ đủ để một kích hủy thành. Phảng phất là cảm ứng được Tống Thư Hàng khí tức. Trên lôi hải, cái kia kiếp lôi chi thủ dơ lên cao cao, nhắm ngay Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay, kinh khủng lôi cầu hồ quang điện rung động đùng đùng. Mà lại, không chỉ là một đầu. Tựa như là phản ứng dây chuyền, một đầu lại một đầu kiếp vân đại thủ từ trên lôi hải chui ra, mỗi cái cánh tay cũng như cùng cây cột, khóa chặt Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng. Nhiều như vậy chỉ cự hình trưởng tâm lôi nếu là đủ vỗ xuống đến, coi như ta là sắt thép đánh, cũng phải bị hòa tan một lớp ra a. Bầu không khí ngưng trọng, không khí đều an tĩnh lại. Cả thiên không bên trong hai vị tiên tử tiếng đàn, đều dừng lại. 123 con thánh viên, cũng đình chỉ thấp giọng tiếng ngâm sướng. Bất quá, những cái kia dơ cao cự hình trưởng tâm lôi, không có lập tức tiến công. Bọn chúng cùng Tống Thư Hàng rằng co lấy, tựa hồ còn tại ngưng tụ sức mạnh. Ước chừng ba cái hô hấp sau. Đỉnh đầu chỗ, hai vị bì tiên tử lần nữa bắt đầu đàn tấu. Một đàn một tỷ bà hợp tấu. Bất quá, loại nhạc khúc lại là biến đổi, không còn sục sôi. Một loại phi thường bi ai tiếng đàn, bị hai vị tiên tử đàn tấu đi ra. Cái này làn điệu, khiến cho người cảm giác phi thường quen tai. Liền ngay cả mất trí nhớ Tống Thư Hàng, đều cảm giác cái này điệu tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Hai vị tiên tử đàn tấu, chính là An Táng Khúc. Sớm mấy năm, người chết nhập thổ vi an thời điểm. Có nhiều chỗ tập tục sẽ an bài dàn nhạc, tại bên cạnh thổi kéo đàn hát, tấu lên nhạc buồn, đưa người chết xuống mồ. Hai vị tiên tử hiện tại đàn tấu chính là loại này nhạc buồn. Tiếc nuối duy nhất là, hai vị tiên tử chỉ có thể diễn tấu ra tiếng đàn, thiếu khuyết trầm thấp, bi thương thổi tiếng cùng kéo tấu hình nhạc khí, bi ai bầu không khí không cách nào thập toàn thập mỹ diễn dịch. Thánh viên nhóm tại đại thánh viên dẫn dắt đi,
hạ giọng, dùng một loại bi thương thanh âm, hát nhạc buồn. Tương lai, Tống Thư Hàng nếu là chết một hồi trước lúc, không chỉ có tự mang mộ bia, còn tự mang thổi kéo đàn hát cùng tế điện nho khỉ, nước chảy hình phục vụ dây chuyền. Chết đều không cần phiền phức người khác. Ầm ầm, phảng phất chịu đến nhạc buồn kích thích, cái kia từng cái giơ cự hình trưởng tâm lôi kiếp phân chi thủ, hung hăng hướng phía Tống Thư Hàng đánh tới. Trên thực tế, năng lượng của bọn nó còn không có ngưng tụ hoàn thành, xem như sinh non hình thiên kiếp. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay nâng lên mai rùa đại thuẫn, hắn độc thân tiến vào lôi hải chỗ sâu, mục đích chính là thử một chút lôi hải chỗ sâu ấp ủ thiên kiếp uy lực. Cái này trưởng tâm lôi số lượng hơi nhiều, có biện pháp nào không giảm bớt một số. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, khảo thí cường độ lời nói, chính diện tiếp nhận một phát cự hình trưởng tâm lôi như vậy đủ rồi. Hắn suy nghĩ cùng một chỗ, trong bụng tám con Nguyên Anh liền tiếp thu được chỉ lệnh. Bảy con tiểu Nguyên Anh đưa tay vừa nhấc, bảy viên khác biệt mệnh luân xuất hiện tại bọn chúng trong tay. Tiểu Nguyên Anh nhóm đưa tay hất lên, răng cưa đao luân, kiếm bản rộng kiếm luân, kim loại hiệt luân, xoắn ốc kiếm cầu luân, điệp ra sắc bén bánh răng, sắc bén sợi tơ tạo thành quyển luân cùng cái viên kia nhìn như bình thường bát giác mệnh luân, toàn bộ bị tế ra. Bảy viên mệnh luân, gào thét lên chém ra, chém về phía cái kia từng cái cự hình trưởng tâm lôi. Đồng thời, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu chỗ, thuộc về bản mệnh đan điền phì kình mệnh luân hiển hiện, đó là một cái như là vương miện bụi gai pháo vòng, là công kích từ xa hình mệnh luân. Mệnh luân cùng pháp thuật khác biệt, hắn xem như thiên phú công kích. Coi như Tống Thư Hàng không có ký ức, chỉ cần có công kích suy nghĩ, mệnh luân liền sẽ tự chủ tế ra. Tự cùng bộ bộ sinh liên là một cái nguyên lý. Nguyên bản chỉ thuộc về lục phẩm phương thức công kích mệnh luân, bị tiểu Nguyên Anh nhóm tế ra lúc, liền bị phụ lên tiểu Nguyên Anh cường hóa. Không chỉ có như thế, mỗi một mai mệnh luân sau lưng, đều hiện lên 33 cái pháp khí hư ảnh. Đó là Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí, đem sức mạnh của bản thân, ra chỉ tại những thứ này mệnh luân phía trên. Đi qua song trọng cường hóa, nhóm này mệnh luân phát huy ra viễn siêu lục phẩm uy năng. Bọn chúng chính diện chém về phía những cái kia cự hình trưởng tâm lôi, những thứ này cự hình trưởng tâm lôi, là sinh non, uy lực tương đương với thất phẩm tôn giả một kích toàn lực. Mệnh luân xẹt qua, trực tiếp đem cự hình trưởng tâm lôi tính cả kiếp vân từ đó mở ra. Đồng thời, Tống Thư Hàng đỉnh đầu bụi gai pháo vòng khai hỏa, đem bị cắt thành hai nửa cự hình trưởng tâm lôi dẫn bạo. Mệnh luân chạy một vòng về sau, những cái kia cự hình trưởng tâm lôi liền chỉ để lại một đầu, cung cấp Tống Thư Hàng khảo thí uy lực của nó. Oanh! Bị cố ý lộ ra cự hình trưởng tâm lôi, chụp về phía Tống Thư Hàng, đập tại mai rùa đại thuẫn bên trên. Trong hư không Tống Thư Hàng không nhúc nhích tí nào. Thiên kiếp trưởng tâm lôi uy lực, toàn bộ bị mai rùa ngăn lại. Còn sót lại kiếp lôi tê liệt đối Tống Thư Hàng tới nói cũng không đau không ngứa. Tống Thư Hàng lắc lắc tay, trong lòng đối thiên kiếp trưởng tâm lôi uy lực có cái đại khái hiểu rõ. Nếu như chỉ là nếu như vậy, nói không chừng ta có thể chống đỡ xuống tới. Chỉ muốn tiến hành theo chất lượng. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ muốn thiên kiếp không biến dị, theo bình thường quá trình đến đi, liền không có như vậy có thể tâm. Ý niệm này còn chỉ ở trong đầu vòng vo nửa vòng, cũng còn không chuyển xong đây. Nhật ngươi, Tống Thư Hàng ôm chặt mai rùa đại thuẫn. Trên lôi hải sản sinh biến hóa. Cái thiên kiếp này, không đi đường thường. Cả cái lôi hải lực lượng, tại trong chớp mắt, hoàn thành ngưng tụ. Tựa như là có cái lỗ đen đang ngưng tụ lôi hải. Có thể là cho rằng tiến hành theo chất lượng thiên kiếp quá trình là đang lãng phí sinh mệnh. Sở dĩ, cái này đợt huyền thánh thiên kiếp trực tiếp từ bắt đầu tiến vào kết cục. Tập tất cả thiên kiếp chi lực, ngưng tụ làm cuối cùng một kiếp. Cuối cùng kiếp suy tử chi kiếp. Viễn cổ thời đại sơ kỳ, bát phẩm huyền thánh nếu như tại huyền thánh độ kiếp không gian bên trong quá sinh động, có phi thường nhỏ tỷ lệ tiếp xúc đến một kiếp này. Một kiếp này không phải vật lý, phi pháp thuật, không phải tâm ma, mà là thuộc về pháp tắc cấp độ công kích. Mặt khác, một kiếp này xuất hiện, còn có một cái tiền đề. Hắn nhằm vào độ kiếp giả, là loại kia có được tài năng ngút trời tu sĩ, tại thất phẩm liền tiếp xúc đến đạo, bắt đầu tìm tòi bản thân đạo tu sĩ. Tỷ như Xích Tiêu Tử, tại tôn giả cảnh giới liền minh ngộ tương lai mình muốn đi đạo, bắt đầu vì chính mình tương lai muốn bước ra đạo đặt nền móng. Chỉ có độ kiếp giả trên người dính đến đạo khí tức, mới có tư cách phát động cái này ẩn tàng kiếp. Suy tử chi kiếp, hóa thành một đạo màu đen tử quang, chiếu xạ trên người Tống Thư Hàng, lại xuyên qua Tống Thư Hàng thân thể, chiếu rọi tại xa xôi Tô Thị A thập lục trên người.
chẳng lành quang mang đem hai người tương liên. Hoặc là cùng sinh, hoặc là chung chết. Cùng một thời gian, mê vụ bên ngoài bạch mã, lại ngược lại rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thân thể của nó, bắt đầu hóa thành hạt tiêu tán. Giấu tại hắn trong dạ dày tâm ma xích tiêu kiếm, đốt một tiếng, rơi xuống đất. Không có cùng một chỗ biến mất, tâm ma xích tiêu kiếm sững sờ. Mũi kiếm của nó ngây ngốc cắm ở trong đất cát, nóng hổi bão cát đập vào nó trên thân kiếm. Một hồi lâu sau, tâm ma xích tiêu kiếm nhẹ nhàng thở ra, lừa đảo, làm ta giật cả mình. Nó còn tưởng rằng mình thật muốn cùng bạch mã cùng một chỗ biến mất đâu, thân là tự tư tâm ma, nó cũng không nguyện ý cứ như vậy gâu đai. Tâm ma xích tiêu kiếm thân hình chậm rãi lơ lửng. Không có biến mất nha, đột nhiên, nó không tự chủ được lẩm bẩm nói. Rõ ràng không có cùng bạch mã cùng một chỗ biến mất, vì cái gì trong lòng lại buồn phiền. Nó tựa hồ, thất tình. Không đúng, đợi chút để cho. Đột nhiên, tâm ma xích tiêu kiếm ý thức đảo qua mê vụ phạm vi vị kia để nó cảm giác được thân thiết người tốt mặt tiểu ca cùng nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử còn không có ra. Nói cách khác, thiên kiếp còn chưa kết thúc. Nhưng bạch mã, lại biến mất không thấy. Hố cha, bị con kia bạch mã hố. Huyền thánh độ kiếp không gian bên trong. Tống Thư Hàng duy trì ôm chặt mai rùa đại thuẫn động tác, đứng thẳng bất động tại không gian bên trong, không cách nào động đậy. Cái kia đạo màu đen tử quang, bắn thủng bộ ngực của hắn, dừng lại động tác của hắn. Ở trên người hắn, có từng đạo mắt trần có thể thấy màu xám tử khí hiển hiện. Những này màu xám tử khí hiện ra mục nát khí tức, quấn quanh trên người Tống Thư Hàng. Trung kiếp suy tử chi kiếp. Loại này trực tiếp tử vong là nhất cố tình gây sự kiếp nạn. Nếu như không cách nào từ cái này suy tử chi kiếp bên trong phá cục mà ra, vậy cũng chỉ có bị tử vong bao phủ, toàn thân bốc mùi, tại nhạc buồn bên trong đi vào tử vong. Cái này vừa chết, chính là vĩnh hằng chết đi, ngay cả phục sinh pháp khí cũng vô pháp sinh ra tác dụng. Bởi vì tại suy tử chi kiếp hạ tử vong tu sĩ, thuộc về già yếu tự nhiên chết, không thỏa mãn đủ phục sinh điều kiện. Sau lưng. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng lâm vào không cách nào động đậy tình cảnh. Từ Tống Thư Hàng phía sau lưng thấu thể mà ra đen nhánh tử quang, xuyên qua trái tim của nàng, thấu thể mà ra. Khí tức tử vong bao phủ Tô Thị A Thập Lục, làm nàng làn da mất đi quang trạch. Trên cổ Bạch Long tỷ tỷ lo lắng vạn phần, cái này trung kiếp tới quá đột ngột, nàng căn bản bất lực ngăn cản. Đối mặt loại này quỷ dị thiên kiếp, chỉ có dựa vào Tống Thư Hàng cùng chính Tô Thị A Thập Lục. Nhìn hai người khí vận, ý chí, sinh mệnh lực, có thể hay không phá vỡ kiếp nạn này. Phía trước, Tống Thư Hàng đột nhiên phát ra một trận thống khoái lâm ly tiếng kêu. Tử khí quấn thân lúc, mang cho hắn nhục thể, tinh thần song trọng đả kích. Đau khổ kịch liệt gọi lên Tống Thư Hàng bộ phận hồi ức kia là một phần nhỏ liên quan tới mình không ngừng tử vong ký ức. Tàn bạo chết đi, vĩnh viễn không cách nào hù sợ chân chính dũng sĩ. Thản đàn đàn dũng sĩ có can đảm trực diện đẫm máu tử vong. Bên cạnh đánh đàn công đức xà mỹ nhân, một cái xinh đẹp diều hâu xoay người, trở về Tống Thư Hàng thân thể, tạo hóa tiên tử theo sát phía sau. Vô cùng to lớn công đức chi lực bị toàn diện kích hoạt. Tại độ kiếp thời điểm, công đức chi lực là dầu cù là, vô luận tại độ kiếp cái nào khâu, nó luôn luôn có thể tạo được tác dụng. Công đức chi quang bộc phát về sau, bắt đầu cùng màu xám tử khí đối kháng. Ngăn chặn nó xâm phệ Tống Thư Hàng thân thể tốc độ. Mà phương diện tinh thần, suy tử chi kiếp mang tới tử vong sợ hãi, căn bản không dọa được Tống Thư Hàng. Đồng thời, tại suy tử chi kiếp kích thích, nhằm vào phía dưới, Tống Thư Hàng sâu trong thân thể, có một đạo không giống bình thường sinh cơ, bị kích phát. Kia là không thuộc về phổ thông tu sĩ sinh cơ, là siêu việt phổ thông người tu luyện một loại cực hạn sinh cơ đây là vượt qua cửu phẩm thiên kiếp tu sĩ, mới có thể kích phát kiếp tiên sinh cơ. Tại đạo này kiếp tiên sinh cơ kích phát nháy mắt, quấn quanh trên người Tống Thư Hàng màu xám tử khí, cấp tốc bị áp chế, bị khu trục. Tống Thư Hàng từ từ mở mắt. Hắn tấm kia thiện lương trên mặt, đều phảng phất bị nhiễm lên một đạo tiên khí. Hôm nay, ta khí vận khẳng định là đại cát. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói cái này suy tử chi kiếp lại bị hắn thật to khắc chế, thực sự may mắn. Luôn cảm giác, mình hôm nay khí vận được gia trì, vận khí chạy tới bay lên. Phía sau, bị hắc sắc tử quang đâm tâm Tô Thị A Thập Lục, cũng nhận lấy Tống Thư Hàng ảnh hưởng. Lúc này, nàng cùng Tống Thư Hàng ở giữa, là đồng sinh cộng tử quan hệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 150.